Tại Long Vương dục cái chết, tại Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc bên kia lên men thời điểm, Thất Long Hoàng đã cấp tốc đem Hiên Viên Long Tông trăm tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi, toàn bộ đi vào Hồng Liên giới Long Kết giới, triệt để phong cấm. Không có người tuổi trẻ náo nhiệt, 7000 địa long ngọn núi bên này một chút thì vắng lạnh rất nhiều, tăng lên chiến tranh nghiêm túc không khí. Bạch Nguyên Long Phong phía trên, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, lẻ loi trơ trọi ba người. Thoải mái một chút đi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Khá hơn chút ca, Dạ Lăng Phong gãi gãi đầu, nói, vừa mới có chút không kìm chế được nỗi lòng, cho mọi người thêm phiền toái. Bình thường, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía 3000 Thiên Long Phong phương hướng, híp mắt nói. Minh Long Hoàng cháu trai rất nhiều, thế mà cái kia Long Nhân Xá, là Ẩn Long Điện đệ nhất Long Hoàng, Trúc Long Hoàng, có thiên phú nhất nhi tử, danh xưng là Ẩn Long Điện người thừa kế, Long Vương dục thân phận cấp bậc, so với hắn, có cách nhau một trời một vực. Người này phải kiên nhẫn đối phó, huống chi bên cạnh hắn, còn có một cái đế tôn con thứ 9 Lý Thần Giám. Chúng ta đang suy nghĩ đối phó hắn, đoán chừng, hắn cũng đang suy nghĩ, làm sao đối phó chúng ta đây. Lâm Tiêu Tiêu nói, người nói đúng, bọn họ ngay tại, quần hùng xúc động phẫn nộ. Lý Thiên Mệnh cười nói, hắn ngân trần, đã hóa thành vô hình con rán, bỏ tới đám địch nhân căn cứ. Cái này mang ý nghĩa, mặc kệ đối phương làm tính toán gì, Lý Thiên Mệnh đều có thể trước một bước biết được. Cự Tiêu Long Phong, đây là Vạn Long Thần Sơn hạch tâm chi địa một chỗ siêu cấp thần phong, này cao độ có thể xếp vào Vạn Long Thần Sơn trước ba. Trước đây, thứ ba Long Hoàng, Thương Long Hoàng, Hành Cung, thì kiến tạo ở chỗ này. Mà bây giờ, Ẩn Long Điện đem nơi này chuyên môn chống không, để bọn hắn cùng Trật Tự Thiên Tộc người trẻ tuổi ở lại, tu hành. Đã từng Thương Long Hoàng một mạch trồng cho thảo mộc thần linh, chứa đựng thiên địa thần khoáng các loại tư nguyên, toàn bộ đều bị chiếm lấy. Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc hơn 300.000 trăm tuổi phía dưới người trẻ tuổi, cơ hồ đem nơi này xem như là thiên đường, tùy ý chơi đùa, trà đạp. Nhất là Trật Tự Thiên Tộc những thanh niên nam nữ. Dù sao, bọn họ cuối cùng đều sẽ rời đi nơi này. Bình thường Cự Tiêu Long Phong, tràn ngập các loại khoa trương vui cười. Khắp nơi đều là truy đuổi đùa giỡn thần long cộng sinh thú, mà giờ khắc này, cả ngọn núi đều lâm vào nghiêm túc trong không khí. Những người tuổi trẻ này không lại bởi vì chèn ép Hiên Viên Long Tông đệ tử mà hưng phấn, đại đa số sắc mặt âm trầm, lộ ra cực kỳ táo bạo. Đều đến, Cự Tiêu Điện. Một tiếng âm thanh vang dội, theo Cự Tiêu Long Phong trên không càn quét xuống. Nghe được thanh âm này về sau, chân núi rất nhiều đệ tử, mặc kệ là Ẩn Long Điện vẫn là Trật Tự Thiên Tộc, đều đồng loạt hướng về đỉnh núi mà đi. Còn có không ít theo 7000 địa Long Sơn trở về người, đồng loạt tụ tập. Trong thời gian ngắn, cái kia rộng rãi Cự Tiêu Điện trước, thì tụ tập hơn 200.000 người. Phóng nhãn quét qua, toàn bộ đều là tuổi trẻ gương mặt. Coi như trăm tuổi, khuôn mặt đại khái cũng cùng 20 tuổi Viêm Hoàng nhân tộc không sai biệt lắm. Lâu dài chìm đắm tu hành bọn họ, sự từng trải cuộc sống phía trên, không thể so với 30 tuổi tiểu bối đệ tử cao hơn bao nhiêu. Tại chỗ một nửa Trật Tự Thiên Tộc, một nửa Ẩn Long Điện. Song phương đệ tử tướng mạo, tính cách kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Ẩn Long Điện thuộc về đã từng Hiên Viên Long Tông sát phạt một mạch, cho nên có thần long nhất tộc khí chất, nhưng sẽ càng hung hãn một số. Mà Trật Tự Thiên Tộc, chính là mặt trời chi tộc. Quang minh chính đại, thần thánh cao thượng, ý chí nóng rực, càng thêm khí phái. Giờ phút này, cái này hơn 200.000 người, đồng loạt đem ánh mắt hướng Cự Tiêu Điện trước một thân ảnh. Người kia người mặc màu bạch kim khải giáp, dáng người 10 phần thon dài, một đầu cạn mái tóc dài vàng óng vô cùng bằng phẳng sáng mềm, xõa trên bờ vai, đen bóng hai mắt thần quang sáng ngời, mặc kệ là thẳng sống mũi, vẫn là dương khí 10 phần khuôn mặt, xem ra đều muốn so đệ đệ của hắn Lý Hạo Thần, muốn càng anh tuấn, bá khí một số. Không sai. Hắn chính là đế tôn con thứ 9, Lý Thần Giám. Trên người hắn đặc thù rõ rệt nhất, vẫn là kiếp vòng. Hắn kiếp vòng là một cái khác loại, đồng dạng là tại mi tâm bên trên, có thể cái kia lại không phải hình tròn mặt trời đồ án, mà chính là một cái hình vuông kiếp vòng. Kiếp vòng nội bộ hỏa diễm thiêu đốt, cũng không thua bởi Lý Hạo Thần Hạo Nhật Thần Thú kiếp vòng. Khác biệt chính là, Lý Thần Giám cái này hình vuông mặt trời kiếp vòng, lại như là một cái con dấu. Lại hoặc là nói là ngọc tỷ, bên trong mơ hồ còn có 4 cái đốt cháy chữ lớn. Lý Thần Giám tại Trật Tự Thiên Tộc danh tiếng, so Lý Hạo Thần còn vang dội một số. Dù sao, hắn là huynh trưởng.
Cái này Cự Tiêu Long Phong hai tộc đệ tử, trên cơ bản đều lấy hắn làm chủ. Thời khắc này Lý Thần dám đứng tại đám người trước đó, sắc mặt uy nghiêm mà lạnh lẽo. Long Vương Dục bị giết. Là cái kia Thiên Cung đệ tử Lý Thiên Mệnh thiết lập ván cục, để cái kia gọi là Tiểu Phong đệ tử ra tay. Cái này Tiểu Phong trước đó chỉ đánh bại Lý Nhược Thi, Long Vương Dục không nghĩ tới hắn mạnh đến loại trình độ này, chạy đều chạy không được. Lá gan quá mập, cũng dám trước hết giết người, đây là chính bọn hắn mở đầu, cha ta nói, đằng sau đụng gặp bọn hắn người, tùy tiện giết, xem bọn hắn phản ứng gì. Quả nhiên như Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ chính, lòng đầy căm phẫn. Mọi người chỉ chờ Lý Thần dám lại cho một cái thống nhất thuyết pháp. Cho tới nay, đều là hắn tại chủ đạo đám người này hành động. Khi mọi người đều nhìn hắn thời điểm, Lý Thần dám lại trầm giọng nói. Vừa nhận được tin tức, Hiên Viên Long Tông đệ tử, toàn bộ trốn vào Hồng Liên giới Long Kết giới, chỗ đó chúng ta vào không được. Cho nên, muốn trả thù bọn họ, thời gian ngắn rất khó. Ta đi. Cái này làm con rùa đen rút đầu rồi. Giết người liền chạy, thật sự là thứ hèn nhát. Bất quá, bọn họ muốn tránh cả một đời. Thật sự là buồn cười. Tại phong bế trong kết giới, bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng không dùng. Những người tuổi trẻ này, nhất là Ẩn Long Điện đệ tử, bọn họ rất rõ ràng, chính mình khả năng về sau cả một đời, cũng sẽ ở cái này Vạn Long Thần Sơn. Bọn họ đương nhiên khẳng định không tránh được cả một đời, tạm thời tránh né thôi, bất quá không quan hệ, chúng ta có thể bố trí kế hoạch chu toàn, khi bọn hắn ngoi đầu lên thời điểm, đem Long Vương Dục tao ngộ, nghìn lần vạn lần trả lại bọn hắn. Thẳng đến sau cùng, khiến cái này các ngươi Ẩn Long Điện, đồng bào, nhóm, gặp các ngươi cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, vậy chúng ta Trật Tự Thiên Tộc các huynh đệ tỉ muội nhiệm vụ, cũng coi như hoàn thành. Lý Thần dám nói. Đối với cái này, Ẩn Long Điện đệ tử, đương nhiên muốn ngỏ ý cảm ơn. Bọn họ trên cơ bản đều nịnh nọt Trật Tự Thiên Tộc, nhưng nói thật, bởi vì Ẩn Long Điện thiên tài tầng tầng lớp lớp, bọn họ địa vị cũng không thấp. Trật Tự Thiên Tộc đệ tử, cùng bọn hắn hợp. Cùng loại chiến thần tộc, làm huyết tinh hải đệ tử, cũng đừng nghĩ để Trật Tự Thiên Tộc để mắt. Cái kia trong khoảng thời gian này, chúng ta không thì không có chuyện làm. Có người hỏi. Lý Thần dám lắc đầu, nói, đó cũng không phải, tiểu lâu lâu nhóm trốn đi, cá lớn không có tránh đây. Lý Thiên Mệnh cùng giết người, Tiểu Phong, đều còn ở bên ngoài. Hôm nay để mọi người tới, thứ nhất là nói bọn họ co đầu rút cổ sự tình, thứ hai, thì là thương nghị một cái cho Long Vương Dục báo thù biện pháp. Cái này hai tiểu hài tử đều là tiểu bối đệ tử, chẳng mạnh đến đâu, ta là Thần Dương Vương Cảnh, ta có thể giết bọn hắn, dùng bọn họ giết Long Vương Dục biện pháp là được rồi. Có người kêu ầm lên. Tiếp cận trăm tuổi, đến Thần Dương Vương Cảnh bình thường. Tại trong nhóm người này, Lý Thần dám thiên tư đỉnh cấp, nhưng cũng không phải là mạnh nhất, dù sao hắn mới hơn 50 tuổi. Không được, bọn họ khẳng định biết bảo mệnh, phổ thông kế khích tướng không dùng. Dạng này, đến đón lấy mọi người nghĩ thêm đến, có cái gì diệu kế, cùng ta nói riêng, để ta tới thao tác. Lý Thần dám nói. Vâng, hắn đây là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng. Đơn độc cùng hắn nói, cũng có thể bảo đảm áp dụng trước đó, tuyệt đối giữ bí mật. Trước hết nghĩ tốt, khác cái gì đồ bỏ đi ý tưởng đều tới tìm ta, hiểu. Lý Thần dám nói. Hiểu. Muốn có tốt ý tưởng, còn phải cả làm rõ Lý Thiên Mệnh những nhân vật bên cạnh quan hệ. Tản. Lý Thần dám tuy nhiên nói như vậy, có thể tất cả mọi người không có rời đi. Bọn họ đều tại Cự Tiêu Điện trước, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, giao lưu ý nghĩ. Mấy trăm ngàn vô hình con rán, nhìn chằm chằm mỗi người, nhìn lấy bọn hắn giao lưu ý nghĩ. Bọn họ cho Lý Thiên Mệnh an bài kiểu chết, vô cùng kỳ quặc. Nhiều người lực lượng lớn, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình còn có thể có nhiều như vậy kiểu chết. Nhưng có một chút có thể xác định. Cái kia chính là, những người này hận chính mình tận xương. Lý Thiên Mệnh thực lực, cũng không có nghiền ép bọn họ tất cả mọi người, cho nên còn nhiều người, dựa vào số tuổi ưu thế, tự nhận là có thể giết chết hắn. Lúc này thời điểm, giống như tất cả mọi người quên. Hắn nhưng là Thiên Cung đệ tử. Cái này chỉ có thể nói rõ, bởi vì Vi Thiên Cung không làm, hắn cái thân phận này đối Trật Tự Thiên Tộc bên này chấn nhiếp, vốn là không tính lớn, hiện tại càng ngày càng nhỏ. Tùy tiện một cái trăm tuổi Thần Dương Vương Cảnh, đều muốn lấy mạng của hắn. Lý Thần dám cả sửa lại một chút áo giáp, đi vào Cự Tiêu Điện bên trong. Trong đại điện, một cái thanh niên mặc áo đen đưa lưng về phía hắn, tựa hồ chính đang xuất thần.
Các loại lý thần dám tới gần sau, có thể nhìn đến thanh niên mặc áo đen kia, tay bên trong đang loay hoay một cái màu tái nhợt xương sọ người. Hắn đem ngón tay theo xương đầu này hai cái hốc mắt cắm đi vào, giống như đang tìm tỏi cái gì. Xá ca, đây là... Lý thần dám hỏi. Không có gì. Thanh niên mặc áo đen đem thu vào, có chút bình thản nói. Lý Thiên Mệnh cùng bên cạnh hắn hai người, phải chết, Xá ca, người có chút con sao? Lý thần dám hỏi. Thanh niên mặc áo đen lắc đầu, nói, ngươi làm đi, đem đệ đệ ngươi mất mặt mặt tìm trở về. Khinh ngữ nhanh đến, ta phải chuẩn bị một chút, thật tốt nghênh đón nàng. Lý thần dám cười. Hắn vỗ vỗ thanh niên mặc áo đen bả vai, nói, được a, ta nghe người khác nói, phụ tôn đã đang vì các ngươi chọn lựa hôn kỳ, mà lại ngay tại cái này Vạn Long Thần Sơn thành hôn, chúng ta xưng huynh gọi đệ thời gian dài như vậy, không nghĩ tới ta Xá ca, lắc mình biến hóa, thành em rể ta. Đó là ngươi muội sao? Thanh niên mặc áo đen nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhàn nhạt hỏi. Ai biết được? Lý thần dám buông buông tay, dừng một chút về sau, hắn nói, đi ngươi chuẩn bị đi, ta ra ngoài chọn một điều sát nhân chi pháp. Đại Thánh Long Phong, Thánh Long Thần Điện, chính là Vạn Long Thần Sơn tối cao chi địa. Đã từng, nơi này là Thánh Long Hoàng địa bàn, chính là người bình thường cấm địa, bây giờ cũng bị Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc chiếm lĩnh. Thánh Long Thần Điện, là một tòa thần thánh, quang minh cung điện, trăm ngàn đời Thánh Long Hoàng, ở chỗ này tu hành, truyền đạo học nghề. Nhưng hôm nay, lại có tinh hồng, hung sát xương máu, tại trong điện đường này lưu truyền. Chính là cỗ này lăn lộn xương máu, để ngân trần cái kia hóa thành vô hình con rán kim loại thân thể, mỗi lần tới gần, đều rất dễ dàng bị lật tung ra ngoài. Có thể ổn định ở bên trong, trợn to cái kia đen nhánh trong suốt mắt nhỏ, giam khống Thánh Long Thần Điện con rán nhỏ. Cũng không có bao nhiêu. Có thể bọn họ vẫn là nhìn đến, nghe được. Tại cung điện này trung ương, có một cái huyết sắc kén lớn mặt ngoài, không ngừng hiện ra từng trương dữ tợn mặt quỷ, có lưỡi dài áo bào đỏ, có mặt mũi hung dữ, có giống như là tử sắc trẻ nhỏ, có tóc dài loạn vũ, con ngươi rơi xuống. Cái kia tràn ngập cả tòa đại điện xương máu, bắt đầu từ cái này kén lớn bên trong truyền tới. Kén lớn bên cạnh sóng máu như là biển động, bất quá vẫn là có bốn người. Có thể đứng ở chỗ này vững vàng. Đó chính là Ẩn Long Điện ba cái Long Hoàng, lại thêm Viêm Ma Hoàng, Lý Tiêu Diêm. Bốn người bọn họ thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm huyết sắc kén lớn nhìn, trong thần sắc, khó tránh khỏi có một ít khẩn trương. Kén lớn bên trong, chuyện chính đến đùng đùng không dứt thanh âm, có điểm giống là tại thoát thai hoán cốt, thỉnh thoảng sẽ có từng tiếng nữ tử gọi tiếng, từ bên trong truyền ra. Thanh âm kia nghe rất thảm, có thể lại có một loại cảm giác sảng khoái. Gọi người vô pháp phán đoán. Không có sao chứ. Huyết Long Hoàng líu lưỡi nói. Đế Tôn nói không có việc gì, cái kia chính là không có việc gì. Nghênh đón này tạo hóa, vô song cô nương nhất định sẽ nghênh đón tân sinh. Đế Tôn đã nói, tương lai không lâu, chúng ta Trật Tự Thiên Tộc, sẽ có hai cái Đế Tôn. Liền hắn đều mở miệng, còn có lo lắng sao? Lý Tiêu Diêm trong ánh mắt, mơ hồ có cuồng nhiệt. Trật Tự Thiên Tộc rất ít đồng thời nắm giữ hai cái Đế Tôn. Một cái Đế Tôn, đều chiếm cứ nửa bên mặt trời, lại thêm một cái Đế Tôn, có thể thống trị toàn bộ trật tự chi địa đi. Trúc Long Hoàng mỉm cười nói. Ta nhìn có thể. Lý Tiêu Diêm cười nói. Đế Tôn đối vô song cô nương quá tốt rồi. Còn lại hai vị Long Hoàng cảm khái. Thời khắc này Minh Long Hoàng, trên mặt không có nửa điểm mất đi tôn nhi đau đớn. Bọn họ tán thưởng thời điểm, kỳ thật huyết sắc kén lớn bên trong nữ tử, còn tại từng tiếng gào rít. Nghe rất là thảm liệt. Một canh giờ, hai canh giờ. Càng là đến đằng sau, xương máu càng là nồng đậm. Thánh Long Thần Điện bên trong càng là dữ tợn, cái kia hung sát khí tức, thậm chí bao phủ nửa tòa đại Thánh Long Phong, cái này khiến Trúc Long Hoàng trực tiếp mệnh lệnh phụ cận người rút lui. Nương theo lấy xương máu mãnh liệt, nàng kêu thảm, lăn lộn cũng tại tăng lên. Thông qua huyết sắc kén lớn, lờ mờ có thể nhìn đến, bên trong nữ tử tựa như là không có cốt cách. Khớp nối một dạng, thân thể tùy tiện vặn vẹo, dựng ngược, giảm 50%, thậm chí cổ kéo dài vài mét. Ong ong ong, cuồng bạo hằng tinh nguyên lực lượng, điên cuồng hướng về Đại Thánh Long Phong vào tới, bị huyết sắc kén lớn chìm ngập. Thời gian vẫn còn tiếp tục. Ba vị Long Hoàng cùng Lý Tiêu Diêm tiếp tục hãi hùng khiếp vía, thậm chí đầu đầy mồ hôi, sợ phạm sai lầm. Nhất định phải kiên trì lên A. Tại bọn họ chúc trong mắt, rốt cục. Nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn,
huyết sắc kén lớn rung động mạnh mẽ. Loại chấn động này kéo theo lấy đại thánh long phong cũng tại rung mạnh, như có tuyệt thế hung thú sinh ra. Thế nhưng là, ngay tại cuồng bạo nhất thời điểm, hết thảy động tĩnh im bặt mà dừng. Huyết sắc kén lớn, trong nháy mắt bất động. Kêu thảm, trong nháy mắt biến mất. Liền cái kia huyết phụ đầy trời, bỗng nhiên đều dừng lại. Vô song. Lý Tiêu Diêm vội vàng tới gần cái kia huyết sắc kén lớn. Ánh mắt của hắn, dán tại kén lớn phía trên, nỗ lực nhìn đến kén lớn bên trong tình huống. Đây là hít thở không thông một khắc. Bỗng nhiên, Lý Tiêu Diêm trước mắt huyết sắc kén lớn, phá vỡ một cái đường kính 3 cm lỗ nhỏ. Cái hang nhỏ kia bên trong, một cái tinh hồng, vô số mặt quỷ không ngừng đan xen trong mắt, nhìn chằm chằm Lý Tiêu Diêm nhìn. Ách! Trong nháy mắt đó, Lý Tiêu Diêm có một loại xuyên tim cảm giác. Dọa một chút. Ngân Trần lúc nói chuyện, có loại thở không ra hơi cảm giác. Biến đến rất đáng sợ, rất xấu xí, không có. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, Ngân Trần nói. Nàng sau đó thì sao? Đi nơi nào? Đem người, đuổi đi, bắt đầu, tự bế. Sau đó, tại chiếu, tấm gương. Ngân Trần nói. Quả nhiên, người đều là thích trưng diện. Dung mạo đổi lấy thực lực, cái kia đoán chừng phải điên cuồng hơn, nếu như vậy, cái này Lý Vô Song chỉ cần không đi, sẽ càng đáng sợ, oánh gì cũng sẽ nguy hiểm hơn, nàng bây giờ, có thể không coi trọng cái gì cấm kỵ, mà lại bọn họ còn nói, nàng có thể trở thành cái thứ hai đế tôn. Lý Thiên Mệnh cho rằng, có cần phải ngay lập tức đem sự kiện này, nói cho Thất Long Hoàng. Đúng vào lúc này, trên mặt đất truyền đến từng trận chấn động. Động tĩnh rất lớn. Tình huống như thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi, nhất định phải là hơn 10 triệu người buông xuống, mới có động tĩnh lớn như vậy à. Lý Thiên Mệnh đi ra khỏi cửa, hướng nơi xa xem xét. Đường chân trời cuối cùng, đột nhiên xuất hiện vô biên bóng mờ. Trật tự thiên tộc 15 triệu đại quân, đến. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Còn ngăn cách rất xa, Ngân Trần còn chưa báo cáo, bởi vì đối phương nhân số quá nhiều, Lý Thiên Mệnh trước hết thấy được. Tiểu Phong, khinh ngữ tới. Lý Thiên Mệnh hướng về phía nội điện hô một tiếng. Bịch. Dạ Lăng Phong từ bên trong vọt ra, cùng hắn cùng một chỗ, nhìn lấy nơi xa cái kia đen nghịt đám người. Trật tự thiên tộc chủ thể thị tộc, lấy hỏa diễm thức thần làm chủ. Sau đó, cái kia 15 triệu đại quân quét ngang chân trời, tụ tập cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp mà đến, tựa như là hỏa diễm biển động, cuốn qua hiên viên Long Tông Giang Sơn đất đai. Chỗ đến, mây khói lăn lộn, vạn vật cháy đen. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đứng tại Bạch Nguyên Long Phong đỉnh núi, hướng về phương Bắc nhìn qua. Ngọn lửa kia biển động phút chốc 10.000 mét, càng đến gần, càng là thanh thế to lớn. Rầm rầm rầm, liền không khí đều đốt đốt lên. Toàn bộ thế giới biến đến đỏ thẫm. Rất hiển nhiên, đối phương cái này một nhóm người đến mục đích, chính là vì hung hăng trấn nhiếp hiên viên Long Tông. Cái này còn chưa tới, bọn họ đã chế tạo cảm giác áp bách. Loại kia mây đen áp thành tư thế, có điểm giống là đồi núi áp đỉnh, đã để vạn long thần sơn lâm vào hỏa diễm trong bóng râm. Rất nhiều người, đều không thở nổi. Đứng tại Lý Thiên Mệnh vị trí, đã có thể từ phía chân trời hỏa diễm biển động bên trong, thấy rõ ràng nguyên một đám bóng người. Những thứ này, đều là người mặc thống nhất áo giáp trật tự thiên tộc. 15 triệu, số tuổi tối thiểu đều có 500 trở lên. Toàn bộ đều là tinh anh. Tu vi của bọn hắn cảnh giới, tối thiểu tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Bọn họ cũng không dựa vào gào rú, hò hét, đến trấn áp hiên viên Long Tông. Ngược lại, mỗi người đều rất lạnh lùng, trầm mặc. Bọn họ chỉ phóng thích ra lực lượng của mình, vô hình ở giữa, mấy chục triệu thức thần tại trên đỉnh đầu bọn họ, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái vô cùng to lớn hỏa diễm cự cầu. Quả thực so cả tòa vạn Long Thần Sơn, cũng còn muốn to lớn. Cái này muốn là nện xuống đến, đoán chừng thì sinh linh đổ thán. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Trật tự thiên tộc là địch nhân. Bọn họ cường thịnh, phồn vinh, mang cho Lý Thiên Mệnh một số áp lực. Cái kia hơn 10 triệu lạnh lùng ánh mắt, thật giống như chân áp ở trên người hắn. Có thể tưởng tượng, cái này một cỗ lực lượng, làm cho hiên viên Long Tông không thở nổi, họa vô đơn chí. 7.000 địa Long Sơn bên này, cửu Long đế quân nhóm ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặc kệ mọi người ánh mắt lại cứng cỏi, chiến ý lại mãnh liệt, càng lớn khốn cảnh buông xuống, là không thể tránh khỏi sự thật. Mà tại 3.000 thiên long phong bên kia, nguyên một đám cường giả xông lên mây xanh,
phất cờ hò reo, nghênh đón Lý Dược Sư đại quân đến. Ong ong ong, 10 triệu ẩn long điện tu luyện giả, 5 triệu trật tự thiên tộc, viêm ma quân, ào ào kết trận, phóng lên tận trời. Thần long gào thét, thức thần giả thiên tế nhật. Trong lúc nhất thời, tầm mắt bên trong, đều là thông thiên triệt địa thượng thần. Hiển nhiên, cái này không chỉ là một trận nghênh đón, mà chính là hai quân hội tụ, lại cho Hiên Viên Long Tông một lần chấn nhiếp, dùng cái này đánh trước phá Cửu Long đế quân tâm lý phòng tuyến. Không đánh mà thắng chi binh. Trúc Long Hoàng, Minh Long Hoàng, Huyết Long Hoàng các loại tam đại Long Hoàng, xuất lĩnh ẩn Long Điện cường giả, cả tộc nghênh đón, liệt kê thành phương trận. Lý Tiêu Diêm thì đứng tại mặt bên, mang theo 5 triệu viêm ma quân, đều nhịp, mặt mỉm cười, nghênh đón bọn họ trật tự thiên tộc trợ giúp. Đương nhiên, lần này chiêu bài, cũng không phải tăng binh, mà là bảo vệ Cửu Nguyệt thần nữ. Chính vì vậy, càng lớn chiến trận tại lúc này xuất hiện. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, 10 triệu ẩn long vệ cùng 5 triệu viêm ma quân, tại các thống soái chỉ huy dưới, ào ào nửa quỳ. Về sau, hơn 10 triệu người cùng kêu lên hô to. Hoan nghênh Cửu Nguyệt thần nữ, buông xuống Hiên Viên Long Tông. Nói thật, coi như đem Lý Khinh Ngữ đổi lại Lý Vô Song, cũng sẽ không có như thế đựng cảnh tượng hoành tráng. Bọn họ làm hết thảy, đơn giản đều là nâng lên Cửu Nguyệt thần nữ địa vị. Từ đó, để 15 triệu thần nữ hộ vệ đội tồn tại, biến đến càng thêm hợp lý. Trật tự thiên tộc ưa thích chơi một bộ này. Thái Dương Đế Tôn càng ưa thích chơi một bộ này. Lần nào cũng đúng. Trước nhấc muội muội, lại nhấc nữ nhi. Rầm rầm rầm. Hơn 10 triệu nửa quỳ, ánh mắt thành kính, phảng phất là đang nghênh tiếp Thái Dương Đế Tôn đích thân tới. Hình ảnh như vậy, nói thật, cùng là Thái Dương Đế Tôn con nối dõi, Lý Thần Giám tại chỗ ngây người. Hắn biết mình cùng Cửu Nguyệt thần nữ, về mặt thân phận có khoảng cách. Vạn vạn không nghĩ đến, chênh lệch lớn thành dạng này. Hắn còn rất đúng các trưởng bối khách khí a. Tâm lý không thăng bằng, vậy cũng không có cách nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đừng để ý, mọi người đối thần nữ như vậy kính trọng, chỉ là vì hợp lý ở lại đây. Bên cạnh thanh niên mặc áo đen ánh mắt nhìn qua phương xa hỏa diễm biển động, khóe miệng toát ra một tia nụ cười ôn nhu. Nói như thế, thế nhưng là có tình cảnh này, lịch sử cũng sẽ đem ta cái này muội muội đẩy hướng chúng ta 10 huynh đệ, không thể chạm đến đỉnh phong. Lý Thần Giám lắc đầu nói. A. Thanh niên mặc áo đen chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều biểu lộ. Cái này khiến Lý Thần Giám sửng sốt một chút. Hắn chợt nhớ tới, bên cạnh người này, tuy nhiên một mực cùng chính mình quan hệ tốt, thế nhưng là hắn tương lai là Cửu Nguyệt thần nữ hôn phu a. Chính mình ở trước mặt hắn, u oán, Cửu Nguyệt thần nữ phô trương, kỳ thật rất buồn cười. Nghĩ tới đây, Lý Thần Giám thu hồi loại tâm tình này. Hắn tằng hắng một cái, trên mặt thể hiện ra nụ cười. Về sau tại cùng sau lưng thiên quân vạn mã, cùng một chỗ hướng về Cửu Nguyệt thần nữ nghênh đón mà đi. Hai quân hội tụ, Trúc Long Hoàng, Lý Tiêu Diêm các loại đại nhân vật, tự nhiên tại phía trước nhất. Dược sư huynh, các vị huynh đệ, đã lâu không gặp. Áo bào xám nam tử Lý Dược sư, tại vạn quân trước đó, cùng bọn hắn trùng điệp ôm nhau. Chấm, chờ ngươi đã lâu, có ngươi tại, đại sự có thể thành. Lý Tiêu Diêm nói, chậc chậc. Tuyệt đối đừng nói như vậy, ta chính là đến các huynh đệ lớn mạnh chút sĩ khí, cụ thể chơi như thế nào, còn phải xem các ngươi. Lý Dược Sư Cà Lơ phất phơ cười đùa nói. Khiêm tốn, đúng, thần nữ đâu? Trúc Long Hoàng hỏi. Lão Trúc, gấp gáp như vậy muốn nhìn con dâu đâu? Lý Dược Sư cười hỏi. Chớ nói nhảm a. Trúc Long Hoàng dở khóc dở cười, mặc dù là con dâu không sai, nhưng cái này cũng không thể tại trước mặt mọi người trêu chọc. Bất quá ta vẫn là đến nói một câu, đế tôn hậu ái, các ngươi lão long nhà, lần này thật là muốn nhân cơ hội nhất phi trùng thiên. Lý Dược Sư một bên nói, một bên mang lấy đám người bọn họ, đi yết kiến Cửu Nguyệt thần nữ. Bọn họ đi vào một tòa trắng như tuyết hoa tươi kiệu hoa trước đó. Cái kia kiệu hoa chung quanh, có hơn nghìn người tầng tầng vây quanh. Vòng ngoài là người mặc hỏa diễm khải giáp, toàn thân cơ hồ phong bế tu luyện giả. Bọn họ nguyên một đám khí thức vô cùng cường đại, tuyệt đối là tinh anh. Rõ ràng nhất là, bọn họ trước ngực vị trí, đều có một cái hỏa diễm hoa tươi ấn ký. Đây là, phần dương vệ, ký hiệu. Phần dương vệ, là trật tự thiên tộc đỉnh cấp cường giả, hết thảy có 1.000 người quy mô, mỗi một cái đều là thần dương vương cảnh tầng cao nhất cường giả.
tối thiểu phải là Giang Thanh Lưu loại trình độ này, mới có thể vào chọn. Mà bây giờ, cái này trước kia phần Dương Vệ, rõ ràng cũng là Cửu Nguyệt Thần Nữ thiếp thân Bảo Tiêu. Đến mức bên trong vòng mấy chục người, so sánh phần Dương Vệ, vậy liền không đáng giá được nhắc tới. Bởi vì, các nàng là Cửu Nguyệt Thần Nữ thiếp thân thị nữ, đều là 30 tuổi trở xuống tiểu nha đầu. 1.000 phần Dương Vệ, đem Kiều Hoa bảo vệ nước chảy không lọt. Bực này hộ vệ cấp bậc, càng làm cho Lý Thần dám líu lưỡi. Hắn cảm giác bắt đầu so sánh, hắn tựa như là cái nhặt được. Lại hoặc là nói, bọn họ 10 huynh đệ, đều giống như con riêng. Liền phần Dương Vệ thống soái, Lý Duẫn Tịch, đều thiếp thân bảo hộ nàng. Lý Thần dám có chút bó tay rồi. Càng im lặng là, nghênh đón muội muội của hắn quá trình này, hắn đều không cách nào tới gần. Chỉ có thể ở không gần địa phương, xuyên qua khe hở giữa đám người, mới có thể trông thấy cái kia Kiệu Hoa. Bất quá, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Làm Trúc Long Hoàng bọn họ đến gần thời điểm, Kiệu Hoa bên cạnh, có một nữ nhân, chặn bọn hắn đường đi. Đó là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng có một đầu bích tóc dài màu lục, hai mắt cũng là xanh biếc, như là hoa mộc bên trong tinh linh. Một thân nóng bỏng thân thể mềm mại, bao khỏa tại đường cong rung động lòng người áo giáp màu trắng bên trong, tại tư thế hiên ngang đồng thời, lại lộ ra tươi mát tinh khiết. Loại này tướng mạo, xem xét liền là đến từ linh kiếp tộc. Nàng chính là phần Dương Vệ thống soái Lý Duẫn Tịch. Linh kiếp tộc đỉnh cấp cường giả. Tương truyền, nàng vẫn là Lý Vô Song bản thân. Tại nàng số tuổi này, Lý Duẫn Tịch tướng mạo cùng Long Uyển Oánh tương xứng. Nàng tại Trật Tự Thiên tộc được xưng là Linh Hoa Tiên Tử. Danh tự nghe thần thánh, biến ảo khôn lường, nhưng kỳ thật, nàng là một cái thực chất bên trong rất cương mãnh nhân vật. Đi đường quá lâu, thần nữ mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi trước, không lại dùng huy động nhân lực, thẳng tiếp theo đi. Lý Duẫn Tịch đứng tại Kiệu Hoa trước đó, không chút khách khí đối trước mắt mấy nam nhân nói. Đúng đúng. Trước đưa thần nữ nghỉ ngơi. Trúc Long Hoàng kịp phản ứng, vội vàng nói. Vốn là dự định gặp một lần, đã Cửu Nguyệt Thần Nữ không nguyện ý xuất đầu lộ diện, mọi người cũng không bắt buộc. Sau đó, xa xa Lý Thiên Mệnh bọn họ, chỉ thấy bọn họ song phương chạm mặt, hai quân hội tụ vào một chỗ, về sau liền trực tiếp trở về 3.000 Thiên Long Phong, trực tiếp vào ở. Ta còn tưởng rằng, bọn họ sẽ trước đến một hạ mã uy đây. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vừa mới đến khí thế đã đủ, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cùng Dạ Lăng Phong hai mắt, thời khắc đều không rời đi cái kia 30 triệu đại quân vây quanh chính giữa Kiệu Hoa. Nàng thì tại như vậy. Bên cạnh Dạ Lăng Phong, Thầm hai mắt màu đỏ hơi hơi rung động. Kỳ thật, bọn họ cách nhau khoảng cách cũng không xa. Chỉ là trung gian có 30 triệu đại quân thôi. Đây là không thể vượt qua khoảng cách. Cho nên, mặc kệ dù là lại nghĩ đọc, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong. Vẫn là chỉ có thể đứng bất động. Nàng hẳn là muốn vào ở, Đại Thánh Long Phong, không có việc gì, ta ở bên kia có không ít ngân trần. Chỉ cần bên người nàng không ai, chúng ta đầu tiên có thể cùng nàng, bắt được liên lạc. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật, hắn đối Lý Khinh Ngữ quan tâm, cũng không so Dạ Lăng Phong kém. Nhưng tựa như là hắn quan tâm Khương Phi Linh thời điểm một dạng, có lúc lâm vào trong tình yêu người, tâm tình chung quy càng hỗn loạn một số. Lộ ra gấp hơn nóng nảy một số. So như bây giờ, Dạ Lăng Phong nhìn lấy cái kia Kiệu Hoa rời đi, vẫn là thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ qua, bọn họ tại Nguyệt Chi Thần cảnh tao ngộ. Nhưng, muốn đến đoạn thời gian đó, lẫn nhau dựa sát vào nhau, đồng cam cộng khổ bọn họ, nhất định thành lập vô cùng cảm tình sâu đậm đi. Ca, ta đi lên một hồi. Dạ Lăng Phong nói một tiếng, bỗng nhiên hướng trên trời vọt tới. Hô hô hô, hắn không ngừng trèo lên, mặc cho cuồng phong gào thét. Bay cao như vậy, vì cái gì? Đương nhiên là, đứng được cao, nhìn đến xa. Đầy đủ cao, ánh mắt mới có thể vượt qua cái kia vô số Trật Tự Thiên tộc cường giả, nhìn đến Đại Thánh Long Phong phía trên cái kia một đỉnh Kiệu Hoa. Chờ ta cũng tới. Lý Thiên Mệnh nhảy lên bay trên trời, thẳng đến cùng Dạ Lăng Phong sóng vai. Bên cạnh thiếu niên này hai mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm cái kia xa xôi chỗ Kiệu Hoa, hô hấp đều có chút lộn xộn. Nguyệt Chi Thần cảnh, sinh tử từ biệt, không nghĩ tới hôm nay còn có gặp lại cơ hội a. Quá khó khăn. Lý Thiên Mệnh đưa bàn tay đặt ở bờ vai của hắn cùng một chỗ, nhìn về phía nơi xa. Sốt cục, Kiệu Hoa mở ra.
mười mấy cái thị nữ nghênh đón đi lên, cái kia phần Dương vệ thống soái Lý Duẫn Tịch tự mình mở cửa. Vân vụ lượn lờ bên trong, một đạo người mặc màu trắng làm váy mảnh mai bóng người, xuất hiện ở mấy chục triệu người trước mắt. Tất cả mọi người muốn thấy được nàng. Là nàng. Dạ Lăng Phong cắn cắn răng, kéo căng thân thể, rốt cục đã thả lỏng một chút. Sinh tử từ biệt, bây giờ thấy được thân ảnh của nàng, tâm tình kịch liệt ba động, có gương vỡ lại lành cảm giác. Chung quanh quá nhiều người, nàng nhìn không thấy Dạ Lăng Phong, không biết tâm tình của hắn. Thế nhưng là, trên thực tế, làm Lý Khinh Ngữ tại Tề Thiên Chi Nhãn bên trong, nhìn đến bọn họ thời điểm, đồng dạng là như vậy tâm tình. Khinh Ngữ gầy, Lý Thiên Mệnh cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thấy được nàng giờ khắc này, mặc kệ nàng có phải hay không mang tới 10 triệu uy hiếp, Lý Thiên Mệnh cảm giác đều không trọng yếu. Rất hiển nhiên, theo hôn kỳ chuyện này đến xem, nhân sinh của nàng cũng không từ chính mình trưởng khống. Cái này cái gọi là nữ thần hộ vệ đội, cùng nàng ý nguyện cá nhân là không có quan hệ. Đều là Thái Dương Đế Tôn quân cờ. Không có nàng, cái này hơn 10 triệu người, cũng sẽ lấy lý do khác đến. Nhớ ngày đó tại thần đều, nàng tuy nhiên không biết tại cái này phô trương, nhưng cũng đơn giản khoái lạc a. Mà bây giờ, tuy có ngàn vạn người thủ hộ, nhưng trong lòng cũng là cô độc, bất lực a. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Một người, bị vây ở trật tự thiên tộc loại địa phương kia, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chung quy là tuyệt vọng. Tại Lý Thiên Mệnh cảm khái trong khoảng thời gian này, Lý Khinh Ngữ tại Lý Dược Sư, Lý Duẫn Tịch đám người hộ tống phía dưới, đã tiến vào Đại Thánh Long Phong. Hơn ngàn đỉnh cấp phần Dương vệ, một tấc cũng không rời đi theo. Thẳng đến nàng biến mất tại trong tầm mắt, Dạ Lăng Phong còn muốn trèo lên trên, nghĩ đến có thể nhìn nhiều nàng một hồi. Đừng ngốc, cùng ta trở về, thấy là không thấy được, nhưng muốn nói chuyện, không hề có một chút vấn đề. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nắm được hắn gáy, đem cái này, thần hồn điên đảo, thiếu niên, cho hắn hạ Bạch Nguyên Long Phong. Tối thiểu nhất, an nguy của nàng, cần phải không việc gì. Nghĩ tới chỗ này, Dạ Lăng Phong cũng một chút thanh tỉnh một số. Thiên Mệnh ca, nhanh, hỏi một chút Ngân Trần. Hắn lại vội. Giống như chỉ có Lý Khinh Ngữ, mới có thể để cho tâm tình của hắn, như thế ba động. Gấp lông, nàng tiến, Thánh Long Thần Điện, đi trước gặp Lý Vô Song. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Song, mới là nơi này thân phận tối cao người. Yên tâm, tất cả mọi người không có chuyện gì. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Đại Thánh Long Phong phương hướng, ánh mắt lạnh lùng nói. Đại Thánh Long Phong, Thánh Long Thần Điện. Thì ta theo nàng đi vào đi. Lý Duẫn Tịch đem cái kia một đầu tóc xanh, phát chắp sau lưng, lại quay người đối với những khác người nói. Vô Song cô nương tâm tình không quá ổn định, chào hỏi là được rồi. Không nên nói chuyện nhiều. Lý Tiêu Diêm tại bên tai nàng nhắc nhở. Cái kia cũng tại ngươi nhóm không biết an ủi, bằng vào ta cùng nàng quan hệ, yên tâm đi. Lý Duẫn Tịch đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn về phía đứng bên người thiếu nữ. Thiếu nữ thỉnh thoảng đang quan sát Đại Thánh Long Phong, giống như đang tìm cái gì người giống như. Thần nữ, mời. Lý Duẫn Tịch duỗi ra thon thon tay ngọc, chỉ hướng Thánh Long Thần Điện. A, à, Lý Khinh Ngữ nhếch miệng, lấy lại tinh thần, theo Lý Duẫn Tịch cùng một chỗ bước vào trong điện. Vừa mới tiến đến, hai người mi đầu thì nhíu lại. Bởi vì trong đại điện này, huyết khí cùng hung sát đều rất nặng. Rõ ràng là thần thánh kiến trúc, nội bộ đều có một loại âm u địa ngục cảm giác. Vô Song, Lý Duẫn Tịch thanh âm hơi có chút run rẩy. Theo tầm mắt của nàng, có thể nhìn đến đại điện này chỗ sâu, có một nữ tử đưa lưng về phía các nàng ngồi trên mặt đất. Không nói trước trên người nàng sát khí, chỉ là cái kia một đầu tinh hồng kịp eo tóc dài, thì mười phần dọa người. Lý Khinh Ngữ cũng là ngơ ngác một chút, vội vàng dừng lại bước chân, không có tiếp tục đi lên phía trước. Ngay cả như vậy, nàng vẫn còn có chút tê cả da đầu. Cút! Một tiếng trầm thấp gào rít, từ phía trước một cái kia run rẩy bóng người bên trên truyền ra tới. Trong thanh âm này, cất giấu quá nhiều táo bạo, hung tàn, phẫn nộ, tuyệt vọng. Vô Song, ta là Duẫn Tịch, người thế nào? Lý Duẫn Tịch nga mi hơi nhíu, nàng bước nhanh hơn, hướng về Lý Vô Song đi đến. Ta để ngươi cút! Bốn chữ này vừa ra, tựa như là vô số quỷ mị, nhào tới Lý Duẫn Tịch trên thân. Ây! Lý Duẫn Tịch vội vàng đứng lại. Ta nghe nói một chút sự tình, là thật sao? Nàng thanh âm khàn khàn nói. Phía trước nữ tử bóng lưng run rẩy,
không có trả lời, hiển nhiên cực kỳ khó chịu. Vô Song, có lẽ bề ngoài có chút ảnh hưởng, nhưng, ngươi sẽ sáng tạo lịch sử. Lý Duẫn Tịch nói, có chút ảnh hưởng. Lý Vô Song đau thương nở nụ cười. Nàng một bên cười, một bên đứng người lên. Về sau, ngay tại cái này thảm liệt trong tiếng cười, nàng quay người trở lại. A, à, Lý Khinh Ngữ bị dọa đến trực tiếp đụng trên cửa, sắc mặt trực tiếp trợn nhìn. Liền Lý Duẫn Tịch thân thể mềm mại đều run lên một cái, tay ngọc theo bản năng bưng bít lấy môi đỏ, mới không có kêu ra tiếng âm tới. Tại các nàng trước mắt, cái kia Lý Vô Song tóc tai bù xù, tinh hồng hai mắt như là dã thú. Cái kia trong mắt cũng bị mất tròng trắng mắt, toàn bộ đều là màu đỏ. Càng khó coi hơn chính là, làn da của nàng biến thành tử sắc, phía trên có rất nhiều vết nứt bên trong, thậm chí còn có ám tử sắc mủ dịch. Dù là chỉ là nhìn một chút, đều có chút muốn ói. Phải biết, nhân tộc, là rất khó dài đến như thế xấu xí. Đây là khó coi sao? Đây là người sao? A, à, Lý Vô Song trực tiếp nhào tới Lý Duẫn Tịch trên thân. Cái kia xem ra cơ hồ hư thối hai tay, bắt lấy vạt áo của nàng, hết thảy hơi thở thanh hôi xông vào mũi, để Lý Duẫn Tịch có một loại cơ hồ cảm giác muốn nôn mửa. Không có việc gì, Vô Song, sẽ tốt, không có việc gì. Nàng chỉ có thể nhịn được dạ dày bên trong lăn lộn, cưỡng ép cắn răng nói ra. Đã từng đều là mỹ nhân, nhưng hôm nay Lý Duẫn Tịch vẫn phong tư chắc tuyệt, mà nàng lại biến thành dạng này. Nhìn trước mắt cái này phấn nộn ra thịt, Lý Vô Song càng thêm tuyệt vọng. Nàng trực tiếp đem Lý Duẫn Tịch đẩy đi ra, gầm nhẹ nói, lăn, cút xa một chút. Ân, ta đi trước. Lý Duẫn Tịch thất tha thất thểu, sắc mặt đã sớm trắng bệch. Nàng chỉ là mang Lý Khinh Ngữ gặp một chút Lý Vô Song, không nghĩ tới tình huống chuyển biến xấu thành dạng này. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, Lý Vô Song thấy được Lý Khinh Ngữ. Ha ha. Nàng bỗng nhiên mở ra tử sắc bờ môi, cười đến phóng đãng. Kỳ thật nàng tướng mạo, đã từng cùng Lý Khinh Ngữ tương tự, mà bây giờ thì là ngày đêm khác biệt. Nàng có chút thất tha thất thểu, hướng về Lý Khinh Ngữ đi đến, thẳng đến đứng ở trước mặt của nàng. Lý Khinh Ngữ dựa vào trên cửa, vốn là cảnh giác nhìn lấy nàng, có thể một hồi, nàng thì bây giờ nhìn không nổi nữa, chỉ có thể quay đầu chỗ khác, nói, làm gì? Phần phật, Lý Vô Song bắt lấy tay của nàng. Buông tay, Lý Khinh Ngữ vùng vẫy một hồi, không có hiệu quả. Lý Vô Song xương tay, cơ hồ gầy đã tới chưa huyết nhục, chỉ có da bọc xương. Dạng này ngón tay, để Lý Khinh Ngữ căn bản không có cách nào động đậy. Nàng nắm cái này non mịn cánh tay, kéo ra Lý Khinh Ngữ ống tay áo. Khi thấy nàng kiếp vòng thời điểm, Lý Vô Song che miệng, ha ha nở nụ cười, giống như điên cuồng. Nàng cười nửa ngày, mới cuối cùng buông ra Lý Khinh Ngữ. Ngươi sẽ bồi ta. Lý Vô Song tiến đến bên tai của nàng, vừa cười vừa nói. Cái gì? Lý Khinh Ngữ cắn răng nói. Ngươi sẽ biến giống như ta, sẽ không quá lâu. Lý Vô Song nói. Hoảng sợ. Lý Khinh Ngữ hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng trải qua quá trình kia. 8 giọt. 9 giọt. Cho nên nàng biết, Lý Vô Song là có ý gì. Nhìn lấy cái này gần trong gang tấc nữ nhân. Bộ dáng của nàng đủ để cho Lý Khinh Ngữ làm cả một đời ác mộng. Nàng toàn thân run rẩy lên, ánh mắt dần dần run rẩy, phía trên viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cam chịu số phận đi, ai bảo hắn thích ngươi thì sao? Ha ha! Lý Vô Song xoay người, đung đưa, thì cùng uống say giống như, còn phá tan Lý Duẫn Tịch, trực tiếp rời đi. Đi mau! Lý Duẫn Tịch trực tiếp tới, kéo lại Lý Khinh Ngữ cánh tay, đem nàng kéo ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Lý Khinh Ngữ trong hai mắt, còn tại hình chiếu lấy Lý Vô Song quỷ ảnh. Đại Thánh Long Phong phía trên, khoảng cách Thánh Long Thần Điện, chỗ không xa, có một hoàn cảnh ưu nhã, hằng tinh nguyên nồng đậm địa phương, gọi là Long Nha Tiểu Tuyền. Long Lang Lung từ nhỏ tại cái này lớn lên. Đây là hắn trước kia người một nhà trò chuyện vui vẻ chi địa. Nhưng là bây giờ, chỗ này xinh đẹp nhã cư, đã sớm bị trống rỗng. Sau đó, Cửu Nguyệt thần nữ, được an bài ở chỗ này. Nơi này là Vạn Long thần sơn bên trong, nơi an toàn nhất. Ngay cả như vậy, cái kia hơn ngàn phần dương vệ, vẫn là trùng điệp vây quanh, đem Long Nha Tiểu Tuyền chắn đến nước chảy không lọt. Bất luận kẻ nào ra vào Long Nha Tiểu Tuyền, đều cần trưng cầu phần dương vệ đồng ý. Bao quát ẩn Long Điện Long Hoàng. Trong đó, phần dương vệ thống soái Lý Duẫn Tịch,
vẫn một tấc cũng không rời, trực tiếp ở tại Long Nha tiểu tuyền nội bộ, so cái kia mười mấy cái thị nữ, cũng còn muốn tới gần Lý Khinh Ngữ. Nói thật, Lý Khinh Ngữ không có nguy hiểm. Căn bản không ai dám động nàng. Sau đó, vừa mới an bài tốt, Lý Duẫn Tịch thì nói với nàng. Ta đi ra ngoài một chút, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, người đừng rời bỏ Long Nha tiểu tuyền. Biết, Lý Khinh Ngữ ngồi tại đình viện ghế đá, trên trán vẫn là mồ hôi lạnh. Lý Duẫn Tịch cái này mới rời khỏi. Rời đi thời điểm, nàng cả người thần sắc không yên, đoán chừng là đi gặp Lý Vô Song. Bởi vì nàng biết, lấy Lý Vô Song hiện tại trạng thái, không ai có thể an ủi, thân cận, thật cực kỳ dọa người. Các ngươi cũng tản đi đi, ta muốn một người an tĩnh một chút, về sau các ngươi thì ở cái này, chính mình tùy ý, không cần phải để ý đến ta. Lý Khinh Ngữ đối bọn thị nữ nói. Đúng, thần nữ. Các nàng nhu thuận tản ra. Sau đó, cái này lớn như vậy trong đình viện, chỉ còn lại Lý Khinh Ngữ một người. Nàng đưa cánh tay đặt ở trên bàn đá, kéo ra ống tay áo, có thể nhìn đến cái kia màu bạc trắng ngân nguyệt kiếp vòng phần tối của mặt trăng, mơ hồ hiện ra một chương dữ tợn mặt quỷ. Cái này dẫn đến kiếp vòng phụ cận xuất hiện một số tơ máu. Một sát na kia, Lý Vô Song mặt, cơ hồ cùng cái này kiếp vòng, tạo thành trùng hợp. Ây! Lý Khinh Ngữ vội vàng đem ống tay áo đắp lên, thở dài ra một hơi. Thế nhưng là, nàng vẫn là khống chế không nổi mười ngón tay run rẩy. Mặc kệ thả ở nơi nào, bọn họ đều giống như không phải là của mình. Cha, ta nên làm cái gì? Nàng mềm mại ghé vào trên bàn đá, nước mắt không cầm được chảy xuống. Lão tử, không phải, cha ngươi. Bỗng nhiên, một cái máy móc, trầm thấp, không có cảm tình thanh âm, ngay tại trên bàn đá vang lên. Lý Khinh Ngữ giật nảy mình, vội vàng ngồi thẳng lên, thuận tiện lau sạch nước mắt. Nàng quét mắt chung quanh, có thể kỳ quái là, chung quanh không có bất kỳ ai. Người nào? Nàng trầm giọng hỏi. Ta là, ca ngươi. Lúc này thời điểm, trước mắt trên bàn đá một cái màu bạc kim loại con rắn nhỏ, đưa tới Lý Khinh Ngữ chú ý. Nó chính ngẩng đầu, cùng Lý Khinh Ngữ nói chuyện. Ta vẫn là mẹ ngươi đâu. Lý Khinh Ngữ một bàn tay đập đi xuống. Tay cầm lại nâng lúc thức dậy, phát hiện cái kia con rắn nhỏ bị đập thành hai cái. A, à, nàng đang muốn lại đập, Ngân Trần vội vàng giơ lên xúc tu, nói, đừng đừng, ta là, Lý Thiên, mệnh, cộng sinh, thú thú. Lý Khinh Ngữ tay cầm, cứng ngắc trên không trung. Ca, tựa như là chết đuối người, bỗng nhiên bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Nàng tựa như là theo tử vong trong vũng bùn leo ra như thế, mừng rỡ. Thân thủ thận trọng đem con rắn nhỏ cho nâng, lên đến, Lý Khinh Ngữ lập tức một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói. Ca, ngươi làm sao biến thành tiểu cường, ngươi. Ngân Trần nổi giận, nói, im miệng, nữ nhân. Nó gấp, nghe nó nói chuyện, thì cùng táo bón giống như, một lần một đoạn. Kẹt chết, cho nên, ta có thể thông qua ngươi, cùng ta ca trò chuyện sao. Tiểu soái trùng trùng, Lý Khinh Ngữ nín khóc mỉm cười nói. Nàng không giả, chỉ cần Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, nàng thì tình nguyện làm một cái tiểu nữ sinh, đi theo hắn lăn lộn. Một câu tiểu soái trùng trùng, để Ngân Trần tâm hoa nộ phóng, toàn bộ trùng tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái sáng láng. Mặc dù nói chuyện nói lắp, nhưng chỉ cần có thời gian, cũng không chậm trễ Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ giao lưu. Kết quả là, tại phía xa Bạch Nguyên Long Phong Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, thông qua Ngân Trần, cùng Lý Khinh Ngữ tới một trận viễn trình trò chuyện. Ca, thật là ngươi sao? Các ngươi ở đâu? Tiểu Phong có ở bên cạnh ngươi không? Lý Khinh Ngữ đối với Ngân Trần, vô cùng vội vàng mà nói. Bạch Nguyên Long Phong bên này, một cái ngân sắc kim thuộc cầu, dần dần biến hóa ra một chương cùng loại Lý Khinh Ngữ mặt, tai mắt mũi miệng đều tương tự, miệng cái mũi ra dáng. Nó học Lý Khinh Ngữ biểu lộ, ngữ khí, hướng Lý Thiên Mệnh bọn họ thuật lại câu nói này. Nếu là không kẹt lại, quả thực thì tương đương với nàng ở trước mắt. Chúng ta tại khoảng cách Đại Thánh Long Phong không xa Bạch Nguyên Long Phong. Hiên Viên Long Tông người chú đóng ở nơi này, Tiểu Phong tại ta bên cạnh đây. Lý Thiên Mệnh nói. Ca, ta nói trước một tiếng thật xin lỗi, ta vốn muốn tìm máy sẽ tới cùng các ngươi chạm mặt, không nghĩ tới hắn sẽ sử dụng ta mang theo nhiều người như vậy đến, ta không muốn tới, đều bị cưỡng ép kéo qua, hiện tại cũng không cách nào đi. Lý Khinh Ngữ nói. Chúng ta biết, việc này không trách ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ca,
ta nghe qua rất nhiều quan tài tin tức của các ngươi, còn tốt đó chứ? Nàng vô cùng khẩn trương hỏi. Chúng ta đương nhiên một chút việc đều không có, hiện đang lo lắng cũng là ngươi. Khinh ngữ, nhân cơ hội này, ngươi trước cùng chúng ta nói một câu tình huống của ngươi, bao quát ngươi tại trật tự thiên tộc chân thực địa vị, tình cảnh, Thái Dương đế tôn thái độ đối với ngươi, còn có quan hệ với ngươi cùng Long Nhân xá hôn ước chuyện này, chúng ta đều cần hiểu rõ ràng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Tốt, ta đều nói. Thông qua Ngân Trần, Lý Khinh Ngữ đem mình tại trật tự thiên tộc tình huống, giản yếu cùng bọn hắn nói một lần. Quá trình này, nàng vẫn là trước tiên đem, kiếp vòng, sự tình che giấu. Thái Dương đế tôn, hắn không phải phụ thân ta, hắn chỉ là bởi vì cửu kiếp đem ta mang về, hắn là bồi dưỡng ta, vẫn là sử dụng ta cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối không phải người tốt. Nghe được nàng và Thái Dương đế tôn không có liên quan, Lý Thiên Mệnh một chút nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, cái này vô địch đế tôn, không phải trong lòng của hắn cái kia Lý vô địch. Hắn không có thương tổn ngươi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời không có, ca. Vậy ta hỏi ngươi, vừa rồi tại Thánh Long Thần Điện bên trong, Lý Vô Song nói cái kia hai câu nói, là có ý gì? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Lý Khinh Ngữ ngây người. Ngươi sẽ biến giống như nàng. Nói thật, nghe nói như vậy thời điểm, Lý Thiên Mệnh tâm lý thì lộp bộp một chút. Lúc ấy, Ngân Trần hướng hắn cùng Dạ Lăng Phong thuật lại thời điểm, lòng của hai người, trực tiếp chìm đến đáy cốc. Lý Thiên Mệnh nghe Trúc Long Hoàng bọn người nói qua, loại này kiếp vòng biến hóa, để Lý Vô Song có khả năng thành tựu đế tôn. Tương đương thiên phú tăng vọt. Nhưng, một cô nương, biến thành ác quỷ bộ dáng, ai có thể tiếp nhận? Tối thiểu nhất, Lý Khinh Ngữ cần phải so Lý Vô Song còn muốn hoảng sợ. Đối mặt Lý Thiên Mệnh vấn đề này, Lý Khinh Ngữ giãy giụa trong chốc lát. Nàng hai mắt chứa nước mắt, đối trước mắt con rán nhỏ nói. Ca, đúng vậy, ngươi nói không sai. Nàng đem chính mình trước khi lên đường, Thái Dương đế tôn tại chính mình kiếp vòng phía trên, nhỏ xuống 9 giọt tinh hồng dịch thể sự tình, cùng bọn hắn nói một lần. Hắn nói đây là hư không nơi nào đó đạt được, có thể tạo thành thức thần tiến hóa đồ vật. Có lẽ có thể khiến người ta mạnh lên, thế nhưng là... Càng là nói đến phần sau, thanh âm của nàng liền càng là run rẩy. Lý Vô Song bây giờ dáng vẻ, tựa như là ác mộng, ở trước mắt vờn quanh, làm sao đều tán không đi. Đáng chết! Sau khi nghe xong, Dạ Lăng Phong tay cầm, tại cột đá bên cạnh phía trên, bóp ra một cái vết lõm. Trong lúc vô hình, ánh mắt của hắn lại âm u rất nhiều. Tâm tâm niệm niệm, cầu nguyện nàng có thể bình an. Có thể sau cùng, vẫn là tương đối tại gia truyện. Khinh Ngữ, người đối cái này huyết sắc dịch thể, vẫn còn có hiểu rõ không? Tỷ như tên của nó. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, sắc mặt âm hàn hỏi. Nghĩa phụ để hắn bảo hộ muội muội, đây là hắn duy nhất thỉnh cầu. Thế nhưng là bây giờ, tình huống không thể lạc quan. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh tâm lý, cùng Dạ Lăng Phong một dạng tức giận. Tại lúc này trước đó, hắn đối cái kia hùng bá thiên hạ Thái Dương đế tôn, cũng không có xung đột chính diện. Có thể giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cục vững tin, hắn là địch nhân. Trước kia, có lẽ còn có chút may mắn tâm lý, không muốn chính diện cùng loại này chúa tể cấp bậc cường giả là địch. Đều không hiểu rõ, có lẽ, Lý Vô Song, có thể biết một số. Lý Khinh Ngữ lắc đầu nói. Tốt, ngươi trước đừng hoảng hốt, chúng ta bên này trước tra một chút, nhìn xem có hay không đối sách, có thể trừ rơi thứ này. Lý Thiên Mệnh nói. Làm đại ca, bảo vệ bọn hắn, cũng là Lý Thiên Mệnh trách nhiệm. Việc cấp bách, vẫn là làm rõ ràng, cái này, huyết sắc dịch thể, đến cùng là cái gì? Tạm thời tới nói, đối thân thể sẽ có ảnh hưởng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Tốt, vậy ngươi nhớ kỹ. Không cần thiết tâm tình trên diện rộng ba động, mặt khác, kiếp vòng tuyệt đối không thể phá. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Hắn nhớ lại, lúc trước Lý Vô Song bắt đầu biến hóa, bắt đầu từ bị phong kiếm hoàng hủy đi một kiếp vòng bắt đầu. Lý Khinh Ngữ liền vội vàng gật đầu. Liên hệ với Lý Thiên Mệnh bọn họ về sau, nàng không còn cô đơn nữa, có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Thậm chí, đối với mình cũng càng có lòng tin. Ngươi yên tâm. Đến đón lấy hết thảy nghe ta an bài, ta đã đáp ứng nghĩa phụ, nhất định sẽ đưa ngươi bình yên vô sự, mang theo rời đi nơi này. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Con đường phía trước rất khó, cản ở phía trước, chính là cái này hằng tinh nguyên thế giới người thống trị.
hắn cường đến đáng sợ, vây cánh đông đảo, giờ phút này đối mặt Thái Dương Đế Tôn, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Ca, rất khó, ta được đưa tới bên kia về sau, liền nghĩ qua đào tẩu, có thể cái này quá ngây thơ rồi, lấy hắn tại trên người của ta gieo xuống ấn ký, ta cảm giác coi như ta trốn về Viêm Hoàng Đại Lục, hắn đều có thể tùy tiện tìm tới ta. Có lẽ, đến còn lại hàng tinh nguyên thế giới, đều chưa hẳn có thể thoát ly hắn trưởng khống. Lý Khinh Ngữ cười khổ nói. Lời nàng nói, không ra ngoài Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn. Cửu kiếp thiên phú, đó là trật tự thiên tộc thủy tổ cấp bậc. Thái Dương Đế Tôn sao có thể làm cho nàng thoát ly lòng bàn tay. Chính hắn, cũng là thiên la địa võng. Chân trời góc biển, đều tại trong bàn tay hắn. Chỉ là mấy cái 30 tuổi không đến tiểu bối, muốn chạy thoát, quả thực cũng là nằm mơ. Lý Khinh Ngữ trên thân, có rất xem thêm không thấy gông xiềng. Mà những thứ này gông xiềng, là sẽ cho người ngạt thở, tuyệt vọng. Chính vì vậy, đến trật tự chi địa về sau, Lý Khinh Ngữ ngoại trừ tu hành, cái gì cũng không thể làm. Không có việc gì, ta có lấy tinh hải thần hạm, thoát ly trật tự chi địa phương pháp. Nhưng trước mắt không thể xác định nó có hữu hiệu hay không. Lý Thiên Mệnh đem Cửu Long Đế Táng cùng Thanh Vân Thần Mộc thụ loại sự tình, cùng Lý Khinh Ngữ nói một lần. Lần này, Lý Khinh Ngữ hai mắt, chân chính phát sáng lên. Nàng rốt cục thấy được thoát ly ma trảo khả năng. Ca, nếu quả thật có rời đi cơ hội, đem chúng ta phụ thân cũng mang đi đi. Nàng đè thấp lấy thanh âm, hốc mắt phía trên ấp ủ nước mắt, còn tại hơi run rẩy. Chúng ta cha, Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ, hỏi, ngươi không phải nói, cái này Thái Dương Đế Tôn Lý Vô Địch, không là cha ngươi sao? Hắn dĩ nhiên không phải, nhưng là, việc này ta cũng không thể khẳng định. Lý Khinh Ngữ nói. Nói nghe một chút, ta một năm này, vẫn luôn tại Cửu Nguyệt Cung tu hành, ngẫu nhiên đi Thái Dương Thần Cung, không biết có phải hay không là ảo giác, trong đó có một lần, ta phát hiện ngồi ở phía trên người kia, tựa như là cha ta. Hắn màu tóc cùng Thái Dương Đế Tôn khác biệt, hắn không có nói chuyện với ta, khoát tay liền đem ta đẩy đi ra, chờ ta lại đi vào thời điểm, hắn đã biến mất. Lý Khinh Ngữ nhớ lại tình huống lúc đó, trong hốc mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không nhìn lầm. Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Không có, bên kia hỏa diễm rất tràn đầy, ta vốn cũng có chút không quan tâm, có thể coi là chỉ nhìn một chút, ta vẫn là có thể đại khái xác định, hắn cùng bình thường Thái Dương Đế Tôn khác biệt. Dù sao, ta quá quen thuộc cha ta, dù là hắn không uống rượu, không khoác lác, hắn nhìn ta thời điểm ánh mắt, cùng Thái Dương Đế Tôn là khác biệt. Lý Khinh Ngữ vội vàng nói. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, nghĩa phụ Lý Vô Địch lưu lại tờ giấy. Để hắn chiếu ứng Lý Khinh Ngữ, sau đó nói đi tìm thí nghiệm phẩm bí mật. Hiển nhiên, hắn rời đi Viêm Hoàng Đại Lục. Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Mệnh Hoàng Triều, hết thảy đều tại Lý Thiên Mệnh không coi vào đâu. Lý Vô Địch muốn là tại Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh thì có thể tìm tới hắn. Có thể chỉ có đạp thiên chi cảnh thượng thần, mới có thể rời đi thiên nhất giới diện. Đây hết thảy đều đang nói rõ, tại bát kiếp sinh ra về sau, Lý Vô Địch trên thân, nhất định phát sinh biến hóa khác. Ý của ngươi là, nghĩa phụ có khả năng cũng tại Thái Dương Thần Cung a? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Có khả năng đi, không phải vậy hắn có thể đi nơi nào đâu. Có lẽ là bởi vì kiếp vòng sự tình, ta cùng hắn, đều bị ma quỷ này nhốt đi. Lý Khinh Ngữ ôm hận nói. Vì cái gì nói Thái Dương Đế Tôn là ma quỷ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo cùng gặp mặt hắn thời điểm cảm giác, dù sao ta rất chán ghét hắn. Đây là một cái khiến người sợ hãi người, hắn tốt như khống chế lấy hết thảy, đem vận mệnh của ta xách trên tay, coi ta là tượng gỗ, không cho phép ta phản kháng. Lý Khinh Ngữ cắn cắn môi đỏ, trong lòng là 10 phần phẫn uất. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói. Nếu như nghĩa phụ cũng tại Thái Dương Thần Cung, mà lại cho tới bây giờ không có lộ diện, vậy liền khó khăn, điều này nói rõ Thái Dương Đế Tôn đối đãi nghĩa phụ phương thức cùng ngươi khác biệt. Trên người ngươi có bồi dưỡng giá trị, mà nghĩa phụ trên thân, khả năng chỉ có bị đòi lấy, mưu hại giá trị. Khinh Ngữ, ngươi biết nghĩa phụ nói thí nghiệm phẩm là có ý gì sao? Hoặc là, ngươi có thể đoán được Thái Dương Đế Tôn cùng nghĩa phụ ở giữa liên lụy cùng quan hệ sao? Lý Khinh Ngữ buồn rầu lắc đầu, nói. Ta không biết, ca, không có cách, hắn quá mạnh, hắn không muốn để cho ta biết sự tình, ta vĩnh viễn không biết. Ta cùng ta cha, đều không có đủ phản kháng lực lượng của hắn.
Bọn họ chỉ là đến từ Viêm Hoàng Đại Lục Hỗn Độn Thiên Lao phàm nhân. Lý Vô Địch giác tỉnh bát kiếp về sau, còn đang vì thành tựu thượng thần mà nỗ lực đây. Tại Viêm Hoàng Đại Lục kia đáng thương thiên địa linh khí trên cơ sở, lại không truyền thừa thiên hồn, coi như bát kiếp, muốn trở thành thần đều khó. Tại sao cùng Hằng Tinh Nguyên Đế Hoàng đấu sức? Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy, trước mắt là một mảnh hỏa diễm mê trướng. Ca, ta chỉ hy vọng là ta nhìn lầm đi, hy vọng phụ thân sống rất tốt, tối thiểu giỏi hơn ta. Hắn ăn rồi quá nhiều đau khổ, vận mệnh không thể đối với hắn như thế không công bằng. Lý Khinh Ngữ nói. Nói cho cùng, trật tự tinh không đẳng cấp xâm nghiêm, bọn họ có mấy trăm vạn năm truyền thừa, có Hằng Tinh Nguyên, chúng ta muốn tại ngắn ngủi mấy năm, liền có thể cùng đế tôn cấp bậc đối kháng, thực sự không thể nào. Nói thật, Lý Thiên Mệnh thiên phú đã đầy đủ yêu nghiệt. Cái gì đế tôn chi nữ, vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Không biết sao, vẫn là không sánh bằng hơn ngàn năm thời gian tu luyện. Cho nên loại này khốn cảnh, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, tạm thời là vô giải. Được rồi, Thái Dương đế tôn bên kia, tạm thời chớ suy nghĩ quá nhiều, tăng thêm phiền não mà thôi. Ta trước tiên nghĩ trên người ngươi khốn cảnh. Lý Thiên Mệnh trước tách ra nghĩa phụ sự tình, đem ánh mắt đặt ở Lý Khinh Ngữ trên thân. Tuy nói là nghĩa phụ con nuôi, nhưng tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, bọn họ đều là máu mủ tình thâm thân nhân. Lý Thiên Mệnh không có thân huynh đệ tỷ muội, nhưng hắn sớm đã đem Lý Khinh Ngữ xem như là thân muội muội. Khinh Ngữ, ta hỏi ngươi, đối với Thái Dương đế tôn an bài, ngươi cùng Long Nhân Xá hôn ước, ngươi thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh có chút nghiêm túc hỏi. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn tại nhìn thấy ta một khắc này, liền bắt đầu mưu đồ Hiên Viên Long Tông sự tình. Lý Khinh Ngữ cười khổ nói. Thần nữ gả cho Ẩn Long Điện truyền nhân, từ đó để trật tự thiên tộc hợp lý đóng quân, bảo hộ thần nữ. Vì thế, Thái Dương đế tôn đối ngoại lần lượt diễn xuất, cường điệu hắn đến cỡ nào yêu thương Cửu Nguyệt thần nữ. Trận này hôn ước, chính là vì cầm xuống Hiên Viên. Cho nên, bản thân ngươi là không nguyện ý. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ca, ngươi nói đùa cái gì, ta làm sao lại nguyện ý đâu? Hắn chỉ là đem ta xem như tượng gỗ một dạng trêu đùa. Lý Khinh Ngữ lắc đầu nói. Đừng kích động, ta chính là giúp Tiểu Phong xác nhận một chút. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Vừa rồi Lý Khinh Ngữ kích động thái độ, kỳ thật ngược lại làm cho Dạ Lăng Phong thở dài một hơi. Nhân sinh bên trong, trùng phùng về sau lớn nhất chuyện vui, cũng là phát hiện lẫn nhau, đều vẫn không thay đổi. Tiểu Phong là kẻ ngốc. Lý Khinh Ngữ nhếch miệng, nói lên hắn thời điểm, khóe miệng mới có vẻ tươi cười. Hắn có thể nghe đây, Lý Thiên Mệnh nói. Nói với hắn, ta hơi nhớ nhung hắn, Nguyệt Chi thần cảnh từ biệt, ta liền muốn lấy như có một ngày có thể có tự do, ta liền đi dị độ ký ức không gian đi tìm hắn. Khụ khụ, không cần ta thuật lại, lỗ tai hắn sẽ xảy ra a. Dạng này đối thoại, ngược lại để Dạ Lăng Phong, bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía nơi xa, dùng cái này tiêu trừ cùng Lý Thiên Mệnh ở giữa xấu hổ. Tốt ngươi cái Dạ Lăng Phong, lão tử không tại, ngươi cua ta muội. Lý Thiên Mệnh đá hắn một cước nói. Ngân Trần ngốc không kéo mấy cái, còn đem câu nói này cho Lý Khinh Ngữ thuật lại. Kết quả, Lý Khinh Ngữ bụng mặt, ấp úng nói, ca, ngươi hiểu lầm, là ta phao hắn. Hắn meo, đám này người trẻ tuổi, thật sự là trực tiếp a. Huỳnh Hỏa treo ở trên nóc nhà, một mặt ghét bỏ mà nói. Đây là, Huỳnh Hỏa, nói, lời nói a. Ngân Trần dạo qua một vòng, nhìn về phía Huỳnh Hỏa, thuật lại đến từ Lý Khinh Ngữ. Là lại sao? Huỳnh Hỏa bĩu môi nói. Sóc Nguyệt, nói nó, cũng muốn, ngươi. Ngân Trần nói xong, bắt đầu khặc khặc cười to. Còn hóa thành một cái châu chấu, chống đỡ tại trên mặt đất, làm ra một bộ nôn mửa dáng vẻ. Ta dựa vào, tình trái trên người, ta muốn ổn định, không cần thiết cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, tại trên một thân cây treo cổ. Huỳnh Hỏa một cái giật mình, vội vàng phốc linh cánh, lập tức thì bay mất. Trong không khí quanh quẩn nó, Tiểu Ngũ, nói cho cái kia lại lớn lại trắng chim, không muốn ngấp nghé kê ra đẹp trai. Nhân tài. À không đúng. Gà mới. Hiếm thấy trùng phùng, dù là con đường phía trước khó khăn trùng điệp, thậm chí đều là không độ được kiếp. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ một nhóm người này, lạc quan hướng lên tinh thần. Cười còn về sau, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, như vậy, vậy chúng ta khẳng định phải, đi phá hư cái này cái gọi là hôn ước.
ca, có thể làm sao? Có thể hay không dắt một phát động toàn thân? Phá hủy Thái Dương Đế Tôn kế hoạch, nhất định sẽ dẫn phát hắn tức giận, ta sợ sẽ có người vô tội bởi vậy đánh mất. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Mạo hiểm, phiền phức, khẳng định là có. Bất quá, cụ thể còn phải xem làm sao thao tác. Mặt khác, người đừng có gánh nặng trong lòng, người chỉ là hắn một con cờ, hắn lần này mục đích, chính là muốn triệt để trưởng khống Hiên Viên Long Tông, vậy liền khẳng định sẽ chết người, làm ác người là hắn mà không phải ngươi. Chúng ta mỗi người, đều có tư cách vì chính mình mà sống sót, bị coi là quân cờ, chỉ sẽ để cho đối phương có lý do, đi hại càng nhiều người. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Lý Khinh Ngữ nhu thuận nhẹ gật đầu. Lần này trò chuyện, để trong nội tâm nàng thích tụ triệt để tản ra. Dù là kiếp vòng phía dưới, quỷ ảnh trọng trọng, mệnh vận ra tỏa còn kẹt tại cổ họng phía trên, có thể chỉ ít có thân nhân, có yêu người, tâm lý liền có hy vọng. Bất kể nói thế nào, Lý Thiên Mệnh đều là một cái đáng tin người. Ca, tốt muốn gặp các ngươi một lần, đáng tiếc ta coi như đi tới nơi này, vẫn là bị vây ở cái này Long Nha tiểu tuyền bên trong. Nàng tựa như là Thái Dương Đế Tôn lồng bên trong cô chim. Có khả năng di động, bất quá 10 tấc chi địa. Mở ra hai cánh, cơ hồ đều không động được. Đến Hiên Viên Long Tông, chỉ là đổi một cái chiếc lồng thôi. Tự do, nhân sinh, vậy cũng là tưởng tượng. Những thống khổ này, ngoại trừ Sóc Nguyệt không người có thể khuynh thuật. Lúc này, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, xuất hiện tại chiếc lồng bên ngoài. Gông xiềng vẫn còn, có thể tối thiểu nhất, trên mặt có thể có nét mặt tươi cười. Đừng có gấp, có rất nhiều cơ hội, tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Tối thiểu nhất, ta cùng Tiểu Phong, đã bỏ tới có thể thấy vị trí của ngươi, không phải sao? Lý Thiên Mệnh nói, theo Viêm Hoàng Đại Lục, leo đến Hiên Viên Long Tông, xác thực không dễ dàng. Ta nhất định nỗ lực, nghĩ hết biện pháp, chính mình tuyệt không buông bỏ, không thể để cho thích ta người thất vọng. Lý Khinh Ngữ vụng trộm nắm chặt song quyền, tâm lý lập xuống đấu tranh lời thề. Nàng chợt nhớ tới một người. Đúng rồi ca, Linh Nhi đâu? Ta làm sao một mực không thấy nàng? Linh Nhi, nàng ở bên cạnh ta, trước đó xảy ra chút việc, ta cũng đang chờ nàng bình an khôi phục. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Vậy là tốt rồi. Nên nói cũng không xê xích gì nhiều. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, hắn vỗ vỗ Dạ Lăng Phong bả vai, nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước lắc lắc. Tốt. Dạ Lăng Phong còn có chút khẩn trương. Hắn đối mặt với trước mắt cái này tiểu châu chấu, biểu lộ quẫn bách. Người không biết, còn tưởng rằng hắn yêu mến cái này trùng. Lý Thiên Mệnh một mình đi ra, nhảy lên liền lên Bạch Nguyên Long Phong đỉnh núi vị trí trên một cây đại thụ. Cái kia Thương Thiên đại thụ, tự nhiên là khởi nguyên thế giới thụ. Thời khắc này khởi nguyên thế giới thụ, hoa tươi chứa đựng, hấp thu lượng lớn hàng tinh nguyên. Linh Nhi ra sao? Lý Thiên Mệnh rơi vào khởi nguyên thế giới thụ trung tâm vị trí. Tại trước mắt hắn, một đóa màu lam nhạt lại có điểm đỏ tô điểm phồn hoa còn tại chứa đựng. Phồn hoa phía trên, ngồi đấy một cái ngây thơ chân thành linh thể tiểu cô nương. Nó đang dùng tay nâng cầm lên, cùng dưới thân đóa hoa này nói nhỏ nói chuyện đây. Không biết nha. Vậy ngươi nói với nàng cái gì? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Cáo trạng, nói xấu ngươi, hừ. Tiên Tiên khoanh tay, trong ánh mắt cất giấu một tia giảo hoạt. Lý Thiên Mệnh đứng tại bông hoa bên cạnh, theo thói quen tựa ở Khương Phi Linh trên thân. Dính vào cùng nhau thời điểm, hắn càng có thể an lòng một số. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu hằng tinh nguyên tu hành. Đoạn này thời gian, không hạn định thời gian đế tôn trời hồn tu luyện hiệu quả vô cùng tốt. Hắn tiến bộ to lớn, ở vào cao tốc nhất thời kỳ. Vài ngày sau, không ra Thất Long Hoàng sở liệu. 15 triệu thần nữ hộ vệ đội, không có khả năng đến không. Bọn họ không chỉ có chỉ là trấn nhiếp. Tại dàn xếp lại về sau, bọn họ bước đầu tiên hành động, cũng là kết bè kết đội, rời đi Vạn Long Thần Sơn, tại Hiên Viên Long Tông khống chế hai tòa đại lục ở bên trên hành động. Nói là du ngoạn, mở rộng đối thần nữ bảo hộ phạm vi, kỳ thật cũng là khắp nơi nháo sự. Vạn Long Thần Sơn bên ngoài, còn có vô số thần thành, thành trấn, bên trong sinh hoạt, đại đa số đều là thần long nhất tộc tu luyện giả. Những thứ này thức thần tu luyện giả đi tới nơi này, cũng là đến gây sự. Làm Trật Tự Thiên tộc quân đoàn, bọn họ chỉnh thể thực lực đương nhiên so với người bình thường cường. Nhìn như tiểu đả tiểu nháo, không ảnh hưởng toàn cục.
nhưng muốn là khắp nơi đều là loại này người, mâu thuẫn ở khắp mọi nơi, cái này khó chịu. Nói trắng ra là, bọn họ liền muốn pháp nghĩ cách, tích lũy mâu thuẫn, thẳng đến chúng ta nhẫn nại không được, cho bọn hắn tìm tới xuất chiến lấy cớ. Đây chỉ là bắt đầu, là trò trẻ con, đến đón lấy mấy năm, mấy chục năm, chỉ cần cửu nguyệt thần nữ tại chúng ta cái này, bọn họ thì lại ở chỗ này một mực náo đi xuống, để cho chúng ta toàn bộ hiên viên Long Tông, còn có mảnh đất này tất cả mọi người, đều không được an bình. Loại này vô lại, vô sỉ cách làm, không hề nghi ngờ, đến từ Thái Dương Đế Tôn. Rõ ràng cũng là tối cường giả, vẫn giả ngây giả dại, dùng vô sỉ nhất thủ đoạn đến làm người buồn nôn. Nói trắng ra là, đây chính là lúc trước Lý Thần giám bọn người, chèn ép hiên viên Long Tông đệ tử phương pháp. Chỉ cần không phản kháng, bọn họ liền tiếp tục khi nhục. Nhưng nếu là phản kháng, bọn họ thì sẽ tìm được cớ, gấp bội trả thù. Vô cùng buồn nôn. Cuối cùng, bọn họ xác thực càng mạnh. Cũng liền Lý Thiên Mệnh bọn họ giết Long Vương Dục lần kia, Thất Long Hoàng đều ra mặt, mới để bọn hắn ăn thua thiệt ngầm. Nhưng nói thật, cái này thua thiệt ngầm, bọn họ đều nhớ tinh tường. Mấy ngày nay, còn nhiều, rất nhiều muốn vì Long Vương Dục báo thù người, đến dùng kế khích tướng kích thích Lý Thiên Mệnh. Trong đó không thiếu tiếp cận trăm tuổi thần Dương Vương cảnh tu luyện giả. Lý Thiên Mệnh lại không muốn phản ứng đến hắn nhóm, mỗi ngày ở bên ngoài kêu gào, vậy cũng rất phiền. Ảnh hưởng tu luyện. Hắn biết, cái kia đế tôn con thứ 9 Lý Thần Giám, đối với mình rất có ý kiến. Dù sao, hắn là địch nhân người trẻ tuổi chi người đứng đầu. Không ngoài sở liệu, hắn tiếp thu ý kiến quần chúng, liệt kê mười mấy điều có thể giết chết Lý Thiên Mệnh phương pháp, đến đón lấy sẽ từng cái nếm thử. Đáng tiếc, những thứ này đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đều không phải là bí mật. So sánh cái này Lý Thần Giám, Lý Thiên Mệnh càng hiếu kỳ cái kia Long Nhân Xá. Nói thật, hắn tại Trật Tự Thiên Tộc danh khí so Lý Thần Giám lớn. Thậm chí so đế tôn 10 con trai, tại số tuổi này thời điểm, còn lớn hơn. Nghe nói, hắn nắm giữ gọi là một loại, nghịch Long Thiên Phú tư chất. Loại Thiên Phú này, thoát thai từ Thánh Long Thiên Phú, siêu thoát Thánh Long Thiên Phú. Là thần long nhất tộc trong lịch sử, yêu nghiệt nhất thiên phú. Mà lại, Long Nhân Xá 58 tuổi, so Lý Thần Giám còn muốn lớn hơn 3 tuổi. Luận thực lực, hai người bọn họ xác thực đều viễn siêu Lý Thiên Mệnh. Đây là bọn họ có lòng tin, vì bọn họ ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc, đòi lại mặt mũi căn bản. Tối thiểu nhất, không phải Thiên Cung đệ tử Dạ Lăng Phong, trong mắt bọn hắn hẳn phải chết. Đại Thánh Long Phong, Long Nha Tiểu Tuyền. Một người mặc màu bạch kim chiến giáp anh tuấn uy vũ thanh niên, cùng một cái thanh niên mặc áo đen, đến nơi này. Cái kia anh võ thanh niên chỗ mi tâm cái kia hình vuông kiếp vòng cực kỳ lóa mắt, cái này kiếp vòng tựa như là mền một cái con dấu giống như, bên trong tựa hổ có 4 cái kim sắc đốt cháy chữ lớn. Không như ý bên ngoài, hẳn là quang minh chính đại, 4 chữ. Kiếp vòng bên trong, xuất hiện văn tự, mặc kệ là làm sao chữ, đoán chừng đều rất trọng yếu. So sánh dưới. Thanh niên mặc áo đen rõ ràng nhất thần long nhất tộc. Hắn cầm giữ có 3 con mắt, nếu như không nhìn kỹ, có thể sẽ cảm thấy hắn bình thường một số. Bọn họ chính là đế tôn con thứ 9, Lý Thần Giám, còn có ẩn Long Điện truyền nhân, Long Nhân Xá. Không ngoài dữ liệu, tương lai Long Nhân Xá, hẳn là thiên bảng đệ nhất siêu cấp hiên viên Long Tông duy nhất bá chủ. Bọn họ kết bạn mà đến. Bất quá, ngay tại Long Nha Tiểu Tuyền cửa, lấy thân phận của bọn hắn. Vậy mà nhận lấy trở ngại. Không ít phần dương vệ, vậy mà cản tại bọn họ trước mắt. Làm sao, Lý Thần Giám sửng sốt một chút, ta muốn gặp ta muội muội, các ngươi ngăn cản ta. Thân phận của hắn, chỉ xem mi tâm cái kia kiếp phòng, toàn bộ Trật Tự Thiên Tộc người đều biết. Thần nữ đã phân phó, nàng người nào cũng không thấy. Phần dương vệ chân thành nói. Ha ha, Lý Thần Giám đều cười, hắn híp mắt. Nhìn một chút cái kia nói chuyện phần dương vệ, vui vẻ nói, ta nhớ kỹ ngươi, để Lý Duẫn Tịch đi ra gặp ta đi. Thống soái tại Thánh Long Thần Điện, ngươi đi tìm nàng, nàng cũng đã phân phó, nàng không có về trước khi đến, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Phần dương biện hộ, rất tốt, tốt cực kỳ. Lý Thần Giám giận quá thành cười. Hắn thực sự không nghĩ ra a. Coi như Lý Khinh Ngữ là thân sinh, cái kia cũng đều là đế tôn con gái sao. Người người đều trọng nam khinh nữ, làm sao đến Thái Dương Đế Tôn cái này, bọn họ làm con trai, thì cùng người hầu một dạng. Ta làm ca ca, gặp liếc một chút em gái ta đều không được.
các ngươi não tử đâu? Còn có vị này là thần nữ hôn phu, các ngươi cũng ngăn cản. Lý thần giám đều khí mộng. Xin lỗi, thần nữ đặc biệt nói qua, nhất là không thấy các ngươi. Phần Dương vệ cúi đầu nói. Xinh đẹp, lời này chấm dứt. Lý thần giám mặt mũi đều bóp méo. Hắn càng nghĩ càng giận. Loại sự tình này, mặc cho ai đều tâm lý không thăng bằng. Lại càng không cần phải nói, từ nhỏ đến lớn, Thái Dương đế tôn cơ hồ đều không để ý bọn họ 10 huynh đệ. Ta phụ tôn để cho các ngươi bảo hộ nàng, đơn giản chính là có thể nâng lên địa vị của nàng, tốt để cho các ngươi cái này 1.500 người, quang minh chính đại chú đóng ở nơi này lại không người khác, các ngươi làm gì ở trước mặt ta diễn xuất. Cút xa một chút biết không? Lý thần dám đi lên thì muốn đẩy ra cái kia Phần Dương vệ. Vạn vạn không nghĩ đến, còn lại Phần Dương vệ toàn bộ chạy đến, ánh mắt sáng rực cản ở trước mặt hắn. Cửu hoàng, không nên làm khó chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh. Phần Dương vệ đồng nói. Được rồi. Bên cạnh Long Nhân Xá lắc đầu, nói, đi thôi, thần nữ đường xa mà đến, nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, không quấy rầy nàng. Thật có bệnh, các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Lý thần dám lên cơn giận dữ. Đáng tiếc, hắn cũng không thể cưỡng ép xong, chỉ có thể mắng nữa vài câu, cùng Long Nhân Xá quay đầu rời đi. Chỉ là rời đi về sau, hắn càng nghĩ càng là biệt khuất. Đều là con gái của hắn, dựa vào cái gì phải có lớn như vậy chênh lệch. Lý thần dám một bàn tay, trực tiếp đập nát trước mắt một khỏa cự thạch. Bất giận, không có việc gì, đều là đế tôn an bài, chúng ta đừng đánh loạn kế hoạch của hắn, thần nữ dù sao cũng là trọng yếu nhất hoàn, phạm sai lầm không được. Long Nhân Xá an ủi. Ha ha, vốn là muốn để nàng giúp đỡ, thiết lập một cái mưu kế. Trừ rơi cái này Lý Thiên Mệnh tới, kết quả người cũng không thấy. Lý thần giám buồn bực nói. Ngươi cụ thể muốn làm gì tới? Long Nhân Xá hỏi. Ta chính là tham khảo ta phụ tôn trí tuệ, muốn dùng hắn đã từng dùng tới đối phó, Long Quân Hiên, biện pháp, đơn giản hữu hiệu, trực tiếp đưa cái này Lý Thiên Mệnh vạn kiếp bất phục, coi như không được, tối thiểu làm cho cái kia giết Long Vương Dục Tiểu Phong đều chết hết. Long Vương Dục không có, chúng ta nếu là không phản kích, trước đó nhiều như vậy chèn ép, toàn bộ đều uổng phí. Lý thần giám cau mày nói. Thái Dương đế tôn cho nhiệm vụ của hắn, cũng là chèn ép, tẩy não, đánh hạ người trẻ tuổi. Kết quả Lý Thiên Mệnh vừa đến, cho hắn đánh đòn cảnh cáo, để hắn thất bại trong gang tấc. Cái này khiến hắn làm sao tại phụ tôn trước mặt, chứng minh chính mình. Ngươi muốn cho thần nữ, phù hãm bọn họ xâm phạm chính mình. Long Nhân Xá cau mày nói. Đúng. Đây là sát chiêu, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần nàng mở miệng, đối phương rửa sạch không rơi. Lúc trước cô ta đều không gặp cái kia Long Quân Hiên, một câu lăng nhục, Long Quân Hiên tại chỗ tử vong. Lý thần giám có chút đắc ý nói. Hiển nhiên, hắn đối Thái Dương đế tôn trí tuệ, tương đương sùng bái. Thay cái biện pháp đi, cái này cố nhiên hữu hiệu, nhưng đối thần nữ đánh giá thái độ có ảnh hưởng. Lại nói, nàng không có khả năng giúp ngươi. Long Nhân Xá nói, trước đó Lý Thần Giám vẫn luôn nói có đại kế, hắn bây giờ mới biết, lại là loại này âm ngoan chi pháp. Ngươi nói đúng, ta thấy rõ, nàng xác thực không có khả năng giúp ta. Biện pháp này không làm được. Lý Thần Giám híp mắt, cười lạnh vài tiếng. Sau cùng, hắn hít sâu một hơi, nói, vậy cũng chỉ có thể dùng một cái biện pháp khác. Không dùng cái gì Cửu Nguyệt thần nữ giúp đỡ. Hữu hiệu sao? Cam đoan ác hơn. Cái chiêu gì đâu? Long Nhân Xá ngược lại là tò mò. Ha ha, không thể nói, thành rồi nói sau. Lý thần dám nói. Còn thừa nước đục thả câu đây. Long Nhân Xá bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại Lý Khinh Ngữ bên này bị tạt một chậu nước lạnh về sau, Lý thần dám đã không quá nguyện ý, quá nhiều thảo luận đối phó Lý Thiên Mệnh phương pháp. Sau đó, hắn liền rời đi đề tài, nói. Xá ca, cái kia Lý Thiên Mệnh bên người đệ tử Tiểu Phong. Đều có thể đánh bại tinh tướng thần cảnh cấp 10 Long Vương Dục, so đệ đệ ta Lý Hạo Thần đều mạnh, lấy tuổi tác đến xem, hai người này thực sự có chút quá tại yêu nghiệt. Liền xem như người cái này khoáng cổ thước kim nghịch Long Thiên Phú, tại bọn họ cái này số tuổi, cũng không có bực này thành tựu. Người nói, có thể hay không bọn họ số tuổi thật sự có vấn đề. Long Vương Dục trận chiến kia, xem ra rất nhanh liền lắng lại. Nhưng kỳ thật, tại trật tự thiên tộc bên này, lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Lý Thiên Mệnh đánh tan Lý Hạo Thần, trèo lên đỉnh trật tự chi địa tiểu bối đệ nhất, đã để trật tự thiên tộc rất khó chịu.
một cái xem ra phổ phổ thông thông Tiểu Phong, giết Long Vương Dục, để bọn hắn càng khó chịu hơn. Tại Vạn Long Thần Sơn, những cái kia không đến 30 tuổi tiểu bối đệ tử, có chút khó ngẩng đầu. So với bọn hắn lớn tuổi, Thanh Hoa đệ tử, bao quát Lý Thần Giám cùng Long Nhân Xá bọn người, đều có thể cảm nhận được hai người này uy hiếp. Thua, cũng là mất mặt. Dạng này yêu nghiệt, tựa như là hai cái gai độc, để Trật Tự Thiên Tộc cùng Ẩn Long Điện người trẻ tuổi, đều đau thấu tim gan. Tuổi tác không thể nào, dù sao bọn họ tham dự chính là vô thiên chi chiến. Hai người này lai lịch có chút quỷ dị, luận thiên phú, xác thực rất mạnh. Long Nhân Xá cau mày nói. Có thể là cắn thuốc hưởng chống, tương lai cực hạn như thế nào, không tốt kết luận. Lý Thần Giám cười lạnh nói. Nói cho cùng, người vẫn là không tin bọn họ ưu tú. Long Nhân Xá nói. Vạn sự đều có lẽ thường, nghịch long thiên phú, bát kiếp thức thần, cũng là trật tự chi địa trần nhà, em gái ta cái này cửu kiếp càng là sử thi cấp. Coi như nàng tiền kỳ hoang phế, ta cũng không gặp nàng có kinh diễm như vậy. Lý Thần Giám nói. Có lẽ đi, tu hành việc này nói không chừng, có ít người xác thực tiền kỳ kinh diễm, hậu kỳ hưu quạnh, còn phải chậm rãi nhìn xuống. Con đường tu hành, 30 tuổi trước, là đệ nhất hoàng kim kỳ, 30 đến 100 tuổi, là thứ hai hoàng kim kỳ. 30 tuổi trước, theo thánh chi cảnh giới bắt đầu, thiên ý trưởng thành tương đối dễ dàng, tăng thêm tuổi nhỏ thời điểm học tập năng lực vốn là mạnh. Cho nên tiến bộ to lớn rất bình thường. Tổng thể tới nói, tiểu bối này đệ tử 30 năm hiệu quả, vượt qua Thanh Hoa đệ tử 70 năm. Hai cái này hoàng kim kỳ cùng nhau, 100 năm, hiệu quả, lại vượt qua trăm tuổi sau, 1000 năm. Thường nói, trăm tuổi nhìn đỉnh, ý tứ chính là, tu hành 100 năm, liền có thể nhìn ra một người cực hạn, đến cùng ở nơi nào. Long Nhân Xá tiếp tục nói, đúng, muốn trở thành đế tôn, tối thiểu nhất một cái điều kiện. Trăm tuổi trước đạt được đạt thần dương vương cảnh cấp 6. Theo 100 tuổi đến 1000 tuổi, xem ra có 900 năm. Có thể tu hành hiệu quả, khả năng còn không bằng phía trước 100 năm. Dù sao, muốn học đồ vật càng ngày càng khó. Mà thiên phú thứ này, tựa như là tiêu hao phẩm, càng dùng càng thiếu. Cái này 900 năm, có thể đi đến tổng thần dương cấp 6 đến 12 cấp, liền có khả năng đột phá đế tôn cảnh giới. Nếu không, đến ngàn năm, lại không hy vọng. Đến mức ngàn tuổi về sau. Nói thật, không rút lui coi như vận khí tốt. Dù sao, muốn lấy thần ý chấn áp như vậy lực lượng khổng lồ ở thể nội giới tử, bản thân đều rất khó. Truyền thuyết có vĩnh sinh chi lộ, tối thiểu như thái cổ tà ma dạng này, có thể sống trên mấy triệu năm, cái kia có lẽ là một loại sinh mạng khác tầng thứ. Tối thiểu không phải giới tử, thiên tinh luân chi thể. Đây chính là tu hành huyền bí. Nhưng trên thực tế, không chỉ là tu luyện, cho dù là tại Chu Tước Quốc loại địa phương này đọc sách, đều là đạo lý này. Càng nhỏ, học tập năng lực càng mạnh. 20 tuổi trước là nhân sinh hoàng kim kỳ, 20 tuổi sau đến trăm năm già yếu, tránh thức học được mới đồ vật, kỳ thật cũng không nhiều. Nói trở lại, không cầm xuống hai người này, chúng ta Trật Tự Thiên Tộc toàn thể đệ tử, vĩnh viễn không ngẩng đầu người. Lý Thần Giám nói. Nhưng, muốn là chúng ta liền Thanh Hoa đệ tử. Đều bại bởi hai cái này tiểu bối đệ tử, cái kia sẽ càng mất mặt. Cho nên ta khuyên ngươi, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, nhất định muốn thận trọng. Long Nhân Xá chân thành nói. Lý Khinh Ngữ tới, tâm tư của hắn, cùng Lý Thần Giám không phải rất nhất trí. Chèn ép Hiên Viên Long Tông người trẻ tuổi, đó là đế tôn cho Lý Thần Giám nhiệm vụ. Lý Thần Giám so với hắn cuống cuồng. Được, minh bạch. Lý Thần Giám thản nhiên nói. Long Nhân Xá câu nói này, cũng là Lý Thần Giám không muốn đem sát chiêu của mình, nói ra được nguyên nhân. Hắn rõ ràng cảm giác đối phương mất hết cả hứng. Nói, hắn còn có thể chỉ trích, ngăn cản. Vậy còn không bằng không nói. Không có việc gì ta đi trước, lại tụ họp. Lý Thần Giám nói xong, quay người rời đi trước, chớp mắt thì biến mất tại dãy núi ở giữa. Long Nhân Xá hơi hơi hí mắt, nhìn lấy hắn rời đi phương hướng, đứng yên thật lâu. Hắn đại khái ý thức được, đã từng từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai người, theo trưởng thành, biến hóa, đã từng cởi mở, xưng huynh gọi đệ, thậm chí thắng qua thân huynh đệ, mà bây giờ lại tại trong lúc bất chi bất giác, có ngăn cách. Tối thiểu, trùng đụng thời điểm, không có trước kia giống như tự tại. Lẫn nhau ở giữa, còn mỗi người có nghi ngờ. Ta quãng đời còn lại, nhất định đi theo thần nữ. Nàng làm cho ta đứng tại dưới một người, vạn vạn ức người phía trên vị trí, mà ngươi.
Không được. Cho nên, Lý Thần Giám, ngươi không quá xứng đáng phía trên ủng hộ của ta, chen chúc. Dần dần từng bước đi đến, đây là sự thật. Tuổi nhỏ nhiệt huyết, hào hùng, qua 30 tuổi, giống như thì phai nhạt. Nhưng là, người nào quan tâm đâu? Bạch Nguyên Long Phong, Cố Lộng Huyền Hư, Lý Thiên Mệnh nghe xong Ngân Trần chỗ thuật lại, đến từ Lý Thần Giám cùng Long Nhân Xá đối thoại, chỉ có thể cười lạnh. Lý Thần Giám không mở miệng thương nghị, Lý Thiên Mệnh xác thực không biết, hắn muốn làm gì. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không nóng nảy. Hắn không có khả năng một người, độc lập hoàn thành một cái kế hoạch. Chỉ cần dùng người giúp đỡ, hắn sớm muộn cũng phải mở miệng. Mặc kệ Lý Thần Giám muốn làm gì, hắn muốn đối phó Lý Thiên Mệnh, tối thiểu cần Lý Thiên Mệnh hành tung loại hình số liệu. Cái này liền cần tai mắt. Thế mà, liền xem như Trật Tự Thiên Tộc, cũng không cách nào tại cái này Vạn Long Thần Sơn, cùng Lý Thiên Mệnh so tai mắt. 1-2 ngàn vạn ngân trần, tuy nhiên không coi là nhiều, có thể sẽ lọt mất tin tức, nhưng cũng bao trùm rất lớn tầm mắt. Nó tại Thanh Vân Đại Lục phát huy tác dụng cực lớn, đi vào Vạn Long Thần Sơn, cũng đã định trước làm cho Lý Thiên Mệnh phòng ngừa chu đáo, chiếm cứ tiên cơ. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này Lý Thần Giám, hắn cùng bất luận kẻ nào, nói bất luận cái gì lời nói, ta đều phải biết. Lý Thiên Mệnh nói, a, Ngân Trần uể oải mà nói. Đối với nó tới nói, cái này là chuyện nhỏ. Quả nhiên, tại Ngân Trần tầm mắt bao trùm phía dưới, coi như Lý Thần Giám, không trước bất kỳ ai nhắc lên hắn sát chiêu nội dung cụ thể, theo hắn đối thuộc hạ an bài đến xem, Lý Thiên Mệnh liền có thể đoán ra hắn sát chiêu nội dung. Rời đi Đại Thánh Long Phong về sau, Lý Thần Giám thì an bài tai mắt, tại Bạch Nguyên Long Phong lắc lư. Hắn để những cái kia Trật Tự Thiên Tộc cùng Ẩn Long Điện đệ tử, thời thời khắc khắc chú ý Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu động tĩnh. Chỉ cần ba người bọn hắn rời đi Bạch Nguyên Long Phong, lập tức báo cáo. Cái này an bài vốn không có điểm đáng ngờ. Bất quá, theo hắn đến tiếp sau an bài đến xem, làm Lý Thiên Mệnh ba người đều không có động tĩnh thời điểm, hắn bắt đầu gấp, an bài một cái dẫn dụ, Lâm Tiêu Tiêu, đi ra tiểu mưu kế. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh một chút thì minh bạch. Hắn đối phó đột phá của mình miệng, là Lâm Tiêu Tiêu. Loại này tiểu mưu kế, Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên không để ý. Nàng mới lười nhác rời đi Bạch Nguyên Long Phong. Kể từ đó, Lý Thần Giám hấp dẫn không đến cái này đột phá khẩu, hắn cũng chỉ có thể chờ. Vậy liền để hắn chờ. Trước mắt, Trật Tự Thiên Tộc cùng Ẩn Long Điện cùng nhau 30 triệu đại quân, ngay tại Hiên Viên Long Tông lung tung làm càn, muốn gây ra chiến tranh. Việc này Lý Thiên Mệnh không quản được. Hắn chỉ có thể tu hành, sau đó đối đãi tình thế bước kế tiếp phát triển. Sau đó, Lý Thần Giám rất khó hiểu một việc. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, bọn họ không cần truyền thừa thiên hồn tu luyện sao? Trước mắt, Hiên Viên Long Tông truyền thừa thiên hồn, đại bộ phận để Ẩn Long Điện trưởng khống. Thất Long Hoàng nơi này còn cầm lấy một phần nhỏ. Đây là, 7.000 địa Long Phong, bộ phận, hiệu quả cùng Thanh Hồn Điện không sai biệt lắm. Bây giờ Hiên Viên Long Tông đệ tử, tiến vào Hồng Liên giới Long Kết giới, ở trong đó truyền thừa thiên hồn số lượng rất ít, muốn đại quy mô chuyển di truyền thừa thiên hồn cần thời gian. Cho nên mới nói, cái này một loại, bảo hộ, đối những đệ tử này tới nói, cũng là một loại, hoang phế. Có thể để Lý Thần Giám buồn bực là, thì, 7.000 địa Long Phong, những truyền thừa khác thiên hồn, vậy cũng so không có tốt ha. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn, muốn phải nhanh chóng tu hành. Có người chỉ dẫn, bọn họ liền phải rời đi Bạch Nguyên Long Phong. Thế nhưng là, Lý Thần Giám khiến người ta nhìn một tháng, hai tháng. Lý Thiên Mệnh ba người bọn họ, cơ hồ đều không bước ra Bạch Nguyên Long Phong một bước. Quả thực không thể tưởng tượng. Đoán chừng là biết ta muốn đối phó bọn hắn, làm một đoạn thời gian rùa đen rút đầu, các loại Long Vương dục phong ba đi qua. Bất quá, ta chờ được, các ngươi hai vị này, tuyệt thế yêu nghiệt, hoang phế nổi a. Sau đó, Lý Thần Giám tiếp tục chờ đợi. Lý Thiên Mệnh mục tiêu, là bình an không việc gì mang đi Lý Khinh Ngữ. Trước mắt đối kháng Lý Thần Giám, cơ hồ không có chỗ tốt, cho nên hắn không thèm để ý hắn. Trừ phi, có cơ hội thông qua hắn tiếp xúc Long Nhân Xá. Lý Thần Giám căn bản đoán không được, ở một tòa phổ phổ thông thông Bạch Nguyên Long Phong phía trên, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, ngay tại trên trăm cái, đế tôn thiên hồn, trong vòng vây, toàn thân tâm đầu nhập tu hành. Nói trắng ra là, Ngân Trần tồn tại, tương đương với để Lý Thiên Mệnh lớn lên vô số ánh mắt.
những thứ này ánh mắt, nhẹ nhõm trợ giúp hắn lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, để hắn tại khắp nơi đều là đá ngầm dòng chảy xiết bên trong, thành thạo. Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh trước mắt, bên trái là một cái màu đỏ thắm to lớn ngôi sao. Mặt ngoài cuồn cuộn lửa giận, phong bạo bao phủ sóng lửa, đập vào mặt. Không ngớt hồn đều có thể cảm nhận được loại này bị bỏng. Những cái kia sóng lửa tại cái này tinh thần phía trên, ngưng kết ra ánh mắt, lông mày cùng miệng, để cái này tinh thần phía trên, phảng phất có được một trương to lớn mặt người. Đây là Thánh Diệu Đế Tôn Thiên Hồn. Bên phải thì là một cái thầm ngôi sao màu xanh lam. Đứng tại Lý Thiên Mệnh thị giác phía trên, nó tựa như là một cái mỹ lệ màu xanh lam hằng tinh nguyên. Hắn nhìn từ bề ngoài tựa như là màu xanh thẳm biển cả, nhưng trên thực tế, cái kia biển cả là từ vô số dày đặc màu xanh lam điện xà tạo thành. Ước ước vạn điện xà, hình thành ngàn thước cao biển động, tại cái này tinh thần phía trên nhấp nhô, phát ra tiếng rít âm, xâm nhập thần hồn, làm đến toàn thân đều cùng gieo vang. Đây là Khôn Thiên Đế Tôn Thiên Hồn. Một cái đến từ Tử Tiêu Đế Cung, một cái đến từ Thần Diệu Hoàng Triều. Đã từng, bọn họ là hai đại đối thủ một mất một còn, cả đời giao chiến vô số. Nhưng hôm nay, hai người lại đã mất đi, bản ngã, trở thành thuần túy thiên đạo pháp tắc khuôn mẫu. Bọn họ cộng đồng tại chỉ dẫn lấy một cái hậu nhân, tại tinh tướng thần cảnh con đường tu hành phía trên suy nghĩ. Không cần mỗi ngày một lần khiêu chiến, 10 ngày một lần luân hồi, thật sự quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh có thể dứt bỏ tất cả trần thế sự tình, đắm chìm trong thần ý, thiên đạo, thế giới pháp tắc ở giữa hải dương, vui sướng ngao du. Có lúc, hắn cảm thấy mình tựa như là một đứa con nít. Mà hai vị này đế tôn, tựa như là hai cái lão giả. Một cái tính khí nóng nảy, sục sôi cổ vũ, một cái ôn hòa thâm hậu, kiên nhẫn giảng giải. Bọn họ cùng một chỗ, tay đem ngón tay dẫn Lý Thiên Mệnh cái này một đứa con nít, học sẽ bước đi, học biết bơi, về sau phi thiên độn địa. Đế tôn, thật sự là không giống nhau tầng thứ. Nếu như nói thần dương vương cảnh đỉnh phong, đều vẫn là binh lính hoặc là phổ thông thống soái, mà đế tôn cũng là đế hoàng. Mỗi một quần thể bên trong, đế tôn số lượng đều là có hạn. Chỉ có đầy đủ chúng sinh mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái đế tôn. Mà đế tôn lực lượng cũng cần chúng sinh chèo chống. Dù là không có Lý Thiên Mệnh loại này diễn hóa vì thực chất đế hoàng chúng sinh hệ thống, có thể mượn nhờ chúng sinh thần niệm chiến đấu, trên thực tế đế tôn tồn tại, cường thịnh đều cùng chúng sinh có quan hệ. Hỗn độn thần đế, chỉ là đem đạo này, khai sáng tới được đỉnh ngọn núi. Tất cả đế tôn bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều có cái bóng của hắn. Đế tôn thiên hồn chỉ dẫn tu hành, để Lý Thiên Mệnh đối với đế tôn cảnh giới này, có toàn hiểu biết mới. Nói tóm lại, Tử Diệu Tinh đế tôn loại hình, khả năng so Trật Tự Thiên Tộc càng tốt hơn. Bởi vì, những thứ này đế tôn, có là thức thần tu luyện giả, có là ngự thú sư, thậm chí còn có quỷ thần. Mà Trật Tự Thiên Tộc bên kia, khẳng định chỉ có thức thần tu luyện giả. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh tiếp xúc tiền nhân chỉ dẫn, phạm vi càng rộng. Nhãn giới cũng càng rộng. Cảnh giới của hắn tu vi, tại Thanh Vân Đại Lục thời điểm đình trệ qua một đoạn thời gian. Bây giờ, tại đế tôn thiên hồn chỉ dẫn dưới, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành, lại lần nữa có vô cùng biến hóa rõ ràng. Đại khái dùng gần 2 tháng, Lý Thiên Mệnh theo tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, lần nữa đột phá. Tinh tướng thần cảnh cấp 6. Lần này đột phá, có một cái to lớn vui mừng ngoài ý muốn. Cái kia chính là, cái kia dung hội tại Lý Thiên Mệnh 5 tầng trời ngôi sao vòng phía trên, Thái Nhất Tháp, mệnh kiếp thần ý, cùng đế hoàng thần ý một dạng, ra đời tinh tướng. Sau đó, hỗn độn tinh tướng, về sau, cái thứ 2 tinh tướng. Nguyên bản, tại mỗi một cái giới tử nội bộ, cái kia, đông hoàng kiếm, hình dáng đế hoàng thần ý, sinh ra tinh tướng. Thành tựu một cái kim màu đen đế tinh, không ngừng lập lòe, càng ngày càng ngưng thực, thông qua tinh tướng chiếu rọi, vững chắc 5 tầng trời ngôi sao vòng, tinh luân nguyên lực. Mà bây giờ, mới tinh tướng, sinh ra tại mỗi một cái giới tử bên trong 5 tầng trời ngôi sao vòng phía dưới. Đó là một cái ngôi sao to lớn vòng xoáy. Nó có điểm giống là đen trắng thái cực âm dương ngư, cao tốc xoay tròn, lên hiệu quả. Bởi vì xoay chuyển quá nhanh, màu đen cùng ngôi sao màu trắng lăn lộn ở cùng nhau, tạo thành một cái đen trắng hỗn hợp chư thiên tinh tướng. Nó tựa như là một cái to lớn ánh sao cái bệ, nâng 5 tầng trời ngôi sao vòng, hòa thượng mới đông hoàng kiếm sinh ra hỗn độn tinh tướng, tranh nhau chiếu rọi.
Cái này khiến Lý Thiên Mệnh giới tử bên trong lực lượng hệ thống kết cấu, đạt tới lớn nhất ổn định trình độ. Ong ong ong. Mỗi một cái giới tử bên trong, cái kia hắc bạch tinh thần vòng xoáy tiếp tục cao tốc chuyển động. Vô số màu trắng đen điểm sao hướng về bốn phía tiêu tán. Cái này một loại đặc thù dị tượng, cùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp có quan hệ, cùng thức thần cũng có quan hệ. Tên của nó, gọi là, luân hồi tinh tướng. Lý Thiên Mệnh không xác định, nó là cùng Thái Nhất Tháp có quan hệ, vẫn là cùng Lý Mộ Dương trong tay luân hồi kính có quan hệ. Hắn chỉ là tự nhiên mà nói, liền biết cái tên này. Đế Hoàng, hỗn độn, mệnh kiếp, luân hồi. Bốn cái này ở giữa, dường như là như vậy đối ứng quan hệ. Thế mà hắn cái này luân hồi tinh tướng, chỉ là một cái khởi điểm. Hắn đối với cái này kiến thức nửa vời, rất khó thông thấu. Trở lại Bạch Nguyên Long Phong về sau, Lý Thiên Mệnh đem chính mình hai đại tinh tướng, đều cho kêu gọi ra. Phía trên, kim quang lấp lóe, đế tinh hoành không, đế hoàng vừa ra, chư thiên tinh tướng thần phục. Phía dưới, một cái cao tốc xoay tròn đến hư hóa đen trắng thái cực âm dương ngư, không ngừng tiêu tán, để chung quanh hắn tựa như là trong gió lốc. Luân hồi lực lượng, đến cùng là cái gì? Đế hoàng, là trấn áp, thần phục. Lý Thiên Mệnh thông qua lần lượt nếm thử, đi suy nghĩ luân hồi tinh tướng hiệu quả. Sốt cục, trắc nghiệm thành công. Lại là không thể tưởng tượng thần thích, không tệ. Hắn cười. Bất thình lình thu hoạch, để Lý Thiên Mệnh rất là hài lòng. Hắn từ từ xem rõ ràng chính mình tiến lên con đường. Hỗn độn tinh tướng, tương lai sẽ thăng cấp làm, hỗn độn thần dương, càng mạnh mẽ hơn, một chút xíu tiếp cận hỗn độn thần đế. Luân hồi tinh tướng, cũng sẽ trở thành, luân hồi thần dương, này sẽ là người nào? Thái Nhất Tháp vẫn là luân hồi kính chủ nhân. Lý Thiên Mệnh không khỏi nhớ tới từng tại Đông Hoàng cảnh thời điểm, theo Thái Nhất Tháp bên trong, nhìn đến cái kia chí tôn giống như bóng người. Trước mặc kệ. Làm ra làm chơi ra chơi, mới là vương đạo. Hắn thu hồi hưng phấn trong lòng, thành thành thật thật, bổ sung hằng tinh nguyên, để cỗ này thiêu đốt lực lượng tiến vào thiên tinh luân, chuyển hóa làm tinh luân nguyên lực. Thẳng đến, thực sự trở thành tinh tướng thần cảnh cấp 6. Nếu như thức thần toàn ra, ta hiện tại chiến đấu lực, cần phải tiếp cận vô địch tại tinh tướng thần cảnh. Coi như không ra thức thần, cũng có thể đánh tan cấp 11 đi. Thêm ít sức mạnh, tương lai. Liền có thể cùng những thứ này thần dương vương cảnh trưởng bối, vịn một xoay cổ tay. Lý Thiên Mệnh chờ đợi cùng bọn hắn giao thủ, đã quá lâu. Tối thiểu nhất, có đế tôn thiên hồn chỉ dẫn, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn, vô địch tại trăm tuổi thanh hoa. Đây là Lý Thiên Mệnh mục tiêu. Nếu không, hắn cũng không biết, chính mình có tư cách gì, cùng trật tự thiên tộc loại này quái vật khổng lồ đối kháng. Tiểu Thánh Long Phong. Đại khái ổn định trước mắt thực lực về sau. Lý Thiên Mệnh đơn độc rời đi Bạch Nguyên Long Phong, đến nơi này. Hắn biết Lý Thần dám tai mắt, tại nhìn mình chằm chằm. Thế mà, Lý Thần dám muốn chính là, trọng thương, thậm chí, giết chết hắn. Cho nên, hắn tùy ý hành động, ngược lại không có mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh thân phận không thấp, thật muốn đạt tới phế bỏ hắn, nhất định cần đòi lý do, hoặc là cơ hội. Tiểu Thánh Long Phong phía trên, Thất Long Hoàng cùng Dương Sách đều ở đây. Gần nhất. Bởi vì trật tự thiên tộc tiếp tục làm áp lực, bọn họ đã sứt đầu mẻ chán. Thiên Viên Long Tông cương vực bên trong, ước vạn dân chúng bởi vì bọn hắn gây sự, khi nhục, đã thống khổ không chịu nổi. Loại này chuyên môn đối phó bình thường dân chúng vô lại tiến hành, nói thật, thật đúng là không có cách nào. Chỉ có thể ăn quả đắng. Khó chịu nhất chính là, một ngày không tác chiến, loại này vĩnh viễn khi nhục, liền phải vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Thẳng đến mấy trăm năm về sau, không có truyền thừa thiên hồn, thiếu khuyết tu hành tư nguyên Hiên Viên Long Tông đệ tử, bị Ẩn Long Điện triệt để áp chế, đồng hóa. Dù sao, Thái Dương Đế Tôn làm sao đều là thắng. Chỉ là sớm thắng, muộn thắng khác nhau thôi. Đánh, bọn họ sớm thắng. Không đánh, bọn họ muộn thắng. Bởi vì những thứ này phiền nhiễu, Thất Long Hoàng đều rất bất đắc dĩ, những cái kia phân tán ra trật tự thiên tộc, hoàn toàn không thể nào xử lý. Giết mấy ngàn cái mấy chục ngàn cái, đều không giải quyết được vấn đề. Muốn giết mấy trăm ngàn, đoán chừng trực tiếp khai chiến. Vô sỉ. Bọn họ khắp nơi cản tay. Thiên Mệnh, ngươi lần trước nói Lý Thần dám đang ý nghĩ con đối phó ngươi, có hậu tục sao? Bên kia thảo luận không cho mượn miệng, Long Uyển oánh vạn phần phiền muộn. Gặp Lý Thiên Mệnh tới,
mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Bọn họ vui mừng là, rõ ràng cảm giác Lý Thiên Mệnh lại có chỗ tăng cường. Đến Vạn Long Thần Sơn về sau, đây là lần thứ hai. Vẫn là tại không có truyền thừa thiên hồn, trật tự thần đan tình huống dưới. Liền bọn họ cũng không biết thiên vị kết giới thần kỳ. Oánh Di, ta đã mò thấy ý nghĩ của hắn. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Thật đúng là không có âm mưu có thể chạy ra con mắt của ngươi, nói một chút đi. Long Uyển Oánh cảm khái nói. Cũng không phức tạp, Tiêu Tiêu trên tay không phải có Ẩn Long Điện tổ truyền Long Huyết Thần Hoang đâu. Lý Thần dám muốn thừa dịp nàng đơn độc xuất hành thời điểm, cho nàng cái kế tiếp, trộm cắp Ẩn Long Điện truyền thừa chi vật, tội danh, chẳng những cướp đi Long Huyết Thần Hoang, nói muốn lấy ra cho muội muội của hắn làm đồ cưới, đưa về cho Ẩn Long Điện, còn muốn đem Lâm Tiêu Tiêu định tội, đem nàng giam giữ tiến Phần Long Luyện Ngục. Phần Long Luyện Ngục là Hiên Viên Long Tông, sinh tử chiến trường, đúng không? Hắn cũng là muốn đem ta hấp dẫn tới đó, cùng hắn đến một cuộc chiến sinh tử. Dùng ta đối phó Long Vương Dục phương thức đối phó ta. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, trên mặt mang châm chọc giễu cợt. Nói thật, phương pháp kia quả thật có chút tuyệt. Mà lại có thực hành khả năng. Dù sao, dùng Long Huyết Thần Hoang đến định tội, cũng coi như có lý có cứ. Ẩn Long Điện đám người kia, để mắt tới Long Huyết Thần Hoang, cũng không phải ngày đầu tiên. Đương nhiên, bọn họ không quang minh chính đại tới, mà chính là muốn lén lút, trước bắt được Lâm Tiêu Tiêu, chính là sợ Thất Long Hoàng bên này ngăn cản. Đem người nắm bắt tới tay lại định tội, quyền chủ động trên tay bọn họ. Bất quá, đụng tới Ngân Trần, để Lý Thiên Mệnh trước một bước hiểu rõ, chỉ có thể coi là hắn đổ nấm mốc. Thái Dương Đế Tôn cái này con thứ 9. Xem như đạt được hắn chân truyền, đủ âm hiểm. Long Uyển Oánh cười lạnh. Nếu như Lý Thiên Mệnh bên này tính cảnh giác kém một chút, thật làm cho Lâm Tiêu Tiêu rơi xuống trên tay hắn, thật đúng là không dễ làm. Dù sao Dạ Lăng Phong có giết qua Long Vương Dục tiền đề, mà Lâm Tiêu Tiêu cũng không phải Thiên Cung đệ tử. Nói trắng ra là, nàng và Dạ Lăng Phong, hiện tại cũng là Hiên Viên Long Tông phổ thông đệ tử thân phận, xem như Lý Thiên Mệnh đột phá khẩu. Không có việc gì. Không thèm để ý hắn là được rồi, mưu đồ quá nhiều, đều là tôm tép nhãi nhép. Dù là hắn là đế tôn nhi tử. Lý Thiên Mệnh nói. Thái Dương đế tôn nhi tử không ít. Lý Hạo Thần cảm giác vẫn còn. Vị này Lý Thần dám, đại khí không đủ, âm ngoan có thừa. Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác người này rất nôn nóng, nóng lòng chứng minh chính mình. Nói trắng ra là, đơn giản cũng là bởi vì muội muội quá mức, được sủng ái, hắn tâm lý mất cân bằng. Cái kia để Tiêu Tiêu cẩn thận một chút, khác làm cho đối phương tìm tới cơ hội. Không đúng, Lý Thần dám muốn là thời gian dài ngồi xổm không đến nàng, có thể sẽ đem ý tưởng này nói cho trưởng bối, đến lúc đó cưỡng ép đến Bạch Nguyên Long Phong sách người, các ngươi cũng ngăn không được. Như vậy, các ngươi ba cái chuyển rời đến Tiểu Thánh Long Phong tới đi. Long Uyển Oánh nói, trước mắt hắn còn không có kinh động trưởng bối, đoán chừng cũng muốn một mình làm thành đại sự. Lý Thiên Mệnh dừng một chút. Gật đầu nói. Vậy chúng ta một hồi chuyển đến. Mặt khác, Oánh Di, cái này Lý Thần dám, trước mắt là tinh tướng thần cảnh 12 cấp sao. Đúng, hắn hơn 50 tuổi, chỗ tại đột phá thần Dương Vương cảnh thời kỳ mấu chốt, cảnh giới này không tính thấp, đoán chừng Lý Hạo Thần đến cái này số tuổi, cũng kém không nhiều là cấp độ này. Long Uyển Oánh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lòng hắn nghĩ, nếu như có thể dùng thức thần, ngược lại là có khả năng bắt lấy hắn. Thế mà, thức thần cũng không thể dùng. Thiên Mệnh, người biết hắn vì lựa chọn gì Phần Long Luyện Ngục sao? Long Uyển Oánh nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Phần Long Luyện Ngục bên trong, có rất nhiều hỏa diễm thần tai, hắn thức thần, chính đại thần giám, tại loại hoàn cảnh này bên trong, chiến đấu lực sẽ có rất lớn tăng phúc. Điều này nói rõ, người này vì đối phó ngươi, xác thực hạ công phu, mà lại cũng đủ rất coi trọng ngươi. Long Uyển Oánh nói. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Long Uyển Oánh lại nói, kỳ thật, nếu như không phải là bị Ẩn Long Điện chiếm lĩnh, Phần Long Luyện Ngục hẳn là ngươi thường đi địa phương. Vì cái gì, Oánh Di? Bởi vì, Phần Long Luyện Ngục hạch tâm, cũng là, Phần Long Luyện Ngục kiếm khí, đó là một loại cấp 7 thần tai kiếm khí, rất thích hợp ngươi Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, đoán chừng có thể đem uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Càng mấu chốt là, Phần Long Luyện Ngục là kiếm Long Hải Ngục, tầng thứ nhất, hướng xuống còn có tầng 17. Hết thảy có 18 đạo, cấp 7 thần tai kiếm khí, vậy cũng là chúng ta Hiên Viên Long Tông trăm vạn năm tới thần tai kiếm khí tồn kho,
đáng tiếc bây giờ bị Ẩn Long Điện chiếm cứ, không phải vậy toàn bộ đều có thể đưa cho ngươi. Càng bất đắc dĩ là, Lý Vô Song coi trọng những thứ này thần tai kiếm khí, đoán chừng gần đây, liền muốn đưa chúng nó cầm đi. Vốn là Hiên Viên Long Tông truyền thừa bảo vật, bây giờ sẽ rơi xuống Lý Vô Song trên tay. Không chỉ là Long Uyển Oánh bất đắc dĩ, Thất Long Hoàng cũng không có cách nào. Bọn họ hiện tại còn lại 4 cái Long Hoàng, mà tầng 18 Kiếm Long Hải Ngục, thủ hộ kết giới khống chế hạch tâm, Thương Long Tuyền, nguyên bản tại Thương Long Hoàng trên tay, bây giờ lại bị Ẩn Long Điện cướp đi. Lý Vô Song. Lý Thiên Mệnh hỏi một chút Ngân Trần, nó nói Lý Vô Song xác thực đề cập qua chuyện này. Mà lại, nàng dự định mấy ngày nay, liền đi cầm đi những cái kia cấp 7 thần tai kiếm khí. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh thì không có cơ hội. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng lên. Oánh Di, ta muốn mạo hiểm, tương kế tự kế. Lý Thiên Mệnh, tương kế tự kế, 4 chữ này, để tại chỗ Thất Long Hoàng tăng thêm Dương Sách, đều nhỏ hơi ngẩn ra. Thiên Mệnh, làm sao tương kế tự kế? Thánh Long Hoàng hỏi. Đoạn này thời gian, bọn họ đối Ngân Trần năng lực, hơi có hiểu rõ, tự nhiên là nhìn mà than thở. Hiên Viên Long Tông kim loại khoáng mạch, tuy nhiên không như Thiên Thần Kiếm Tông, có thể đó cũng là vạn tông trước 3 quy mô. Trước mắt, đại bộ phận bị Ẩn Long Điện cưỡng ép chiếm cứ. Mỏ quặng, cũng là tài nguyên tu luyện một bộ phận. Ẩn Long Điện dựa vào Long Tuyền, khống chế mỏ quặng, truyền thừa thiên hồn, thảo mộc thần linh, cũng là vì ngăn chặn Hiên Viên Long Tông tu luyện giả trưởng thành. Từ Long Uyển Oánh đề nghị về sau, Thất Long Hoàng gần nhất đã đang nghiên cứu, cầm lại một số kim loại khoáng mạch phương pháp. Nói như vậy, Lý Thiên Mệnh mang theo Ngân Trần số lượng có thể càng nhiều. Hắn hết thảy 5 triệu, mang theo 4 triệu đến Hiên Viên Long Tông. Một khi lên 10 triệu, khả năng này là một loại khác quy mô. Trước mắt cộng sinh không gian phạm vi còn đang khuếch đại, ngay cả như vậy, vẫn là chứ không nổi càng ngày càng nhiều Ngân Trần. Ngân Trần năng lực, làm đến Thất Long Hoàng đều rất tín nhiệm Lý Thiên Mệnh. Bao quát hắn nói, tương kế tự kế, những trưởng bối này, đều rất kiên nhẫn lắng nghe. Bởi vì bọn hắn biết, đây là Lý Thiên Mệnh tổng hợp các phương diện tin tức, làm ra phán đoán. Gặp trưởng bối nhóm đều đang nhìn mình, Lý Thiên Mệnh gãi đầu một cái, nói. Cái này tương kế tự kế, ta chính là trước sách một miệng, liên quan tới phần Long luyện ngục, ta còn phải biết càng nhiều chi tiết, mới có thể phán đoán có thể hay không mạo hiểm. Được, ngươi hỏi, chúng ta biết gì trả lời đó. Long Uyển Oánh nói. Đầu tiên ta phải biết, cái này phần Long luyện ngục nội bộ lớn bao nhiêu? Hoàn cảnh như thế nào? Đủ để ẩn thân sao? Lý Thiên Mệnh suy tư hỏi. Cần phải tính toán rất lớn, nội bộ trên cơ bản đều là hỏa diễm linh tai, lấy kiếm khí làm chủ, cùng loại với một ngọn núi lửa, tầm mắt bị che đậy trình độ so sánh lớn. Nói như vậy, tương đối lớn cộng sinh thú, tại nội bộ không dễ dàng ẩn thân, mà ngự thú sư, nếu như ngươi thật nghĩ tránh, trốn, đối phương thời gian ngắn đoán chừng cũng không có cách. Long Uyển Oánh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi. Cái kia Kiếm Long Hải Ngục đâu? Đã phần Long luyện ngục, là tầng 18 Kiếm Long Hải Ngục trên cao nhất một tầng, cái kia theo phần Long luyện ngục, như thế nào đến địa phương khác, xâm nhập Kiếm Long Hải Ngục? Kiếm Long Hải Ngục mỗi một tầng đều là nguyên tố thần tai, tầng một cùng một tầng ở giữa, tự nhiên là lấy thủ hộ kết giới cách trở, càng đi chỗ sâu, cấp bậc càng cao. Phía trên hơn 10 tầng là cấp 6 trật tự kết giới mức độ, thấp nhất chính là cấp 7 trật tự kết giới. Những thứ này kết giới đều từ Thương Long Tuyền, trưởng khống, mà Thương Long Tuyền tại Trúc Long Hoàng trên tay, chúng ta đã không đi vào. Long Uyển Oánh nói, Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, cũng là cấp 7 trật tự kết giới, thủ vệ Thanh Hồn Điện. Mà tại Hiên Viên Long Tông, bảo hộ nguyên tố thần tai thủ hộ kết giới, vậy mà đều là cấp 7 mức độ. Hơn nữa còn có mấy cái. Ngô, nếu như ta trên mặt nổi cùng Lý Thần dám tranh đấu, phụng trộm lặng lẽ ẩn vào tầng dưới Kiếm Long Hải Ngục, sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh ý nghĩ hão huyền nói. Phần Long luyện ngục nội bộ tất cả đều là hỏa diễm thần tai, nếu như dựa theo Hiên Viên Long Tông, sinh tử chiến, quy tắc, thì các ngươi hai cái đi vào, chúng ta ở bên ngoài quan chiến. Nếu như ngươi biến mất, chúng ta đại khái sẽ cho rằng ngươi tiềm tàng tại phần Long luyện ngục chỗ sâu, tránh né đối thủ. Đến mức ngươi là có hay không đi xuống Kiếm Long Hải Ngục, chúng ta ngược lại là thấy không rõ lắm. Nhưng, ngươi muốn là phá hư kết giới, nắm giữ Thương Long Tuyền, Trúc Long Hoàng, nhất định sẽ phát giác được động tĩnh. Thánh Long Hoàng nói, vậy cũng không nhất định,
Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nếu như có đầy đủ thời gian, hắn sử dụng trộm thiên nhất tộc thiên phú, có khả năng từng bước một hướng xuống, mà lại lặng yên im ắng, không kinh động kết giới chủ nhân. Bình thường, Phần Long luyện ngục có trọng binh chấn giữ, nơi này làm tài nguyên tu luyện một trong, Ẩn Long Điện một mực bắt trên tay, Lý Thiên Mệnh là không có cơ hội đi vào. Thiên Mệnh vẫn là cái rất lợi hại kết giới linh sư, hắn tự xưng không có kết giới có thể vây khốn hắn. Long Uyển Oánh mỉm cười cười nói. Không thể nào. Long Hoàng nhóm có chút trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đương nhiên không tin lắm. Bất quá, Lý Thiên Mệnh mạch lạc ngược lại là xem rõ ràng. Hắn sau cùng hỏi, các vị tiền bối, Phần Long luyện ngục sinh tử ước chiến, là có ý nghĩa đặc biệt sao? Tính toán có đi, dù sao đây là chúng ta tổ tiên cùng Ẩn Long Điện quyết liệt địa phương, về sau dần dần diễn biến thành có không thể điều hòa mâu thuẫn, đều đi Phần Long luyện ngục phân ra đến, bên ngoài người không thể nhúng tay, thẳng đến phân ra thắng bại đến, xem như một cái công chính, nghiêm túc địa phương. Không phân được thắng bại, thậm chí sinh tử, liền không thể rời đi. Lý Thiên Mệnh hỏi, dám can đảm cùng người ước định đi vào, không đánh mà lui, là mất mặt. Nếu như là người thua, chạy trốn, vậy cũng sẽ đả kích tinh thần của chúng ta, dù sao hiện tại Hiên Viên Long Tông bên này, mặc kệ là đệ tử, vẫn là chúng ta cái này đệ nhất người, kỳ thật đều muốn ngươi nhìn thành là linh hồn nhân vật. Long Uyển Oánh tán thưởng nói, minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn nghĩ một hồi, hé miệng cười một tiếng, nói. Vậy ta đây, tương kế tự kế, thì có mạch lạc. Ngươi khẳng định muốn theo Lý Thần Giám âm mưu, cùng hắn ước chiến Phần Long luyện ngục, kỳ thực chui vào Kiếm Long hải ngục. Không nói trước ngươi có thể hay không đột phá kết giới đi xuống, trước hết để cho Tiêu Tiêu bị đối phương bắt cóc, Long huyết thần hoang bị đoạt đi, giống như cũng không rất thích hợp a. Long Uyển Oánh suy nghĩ rõ ràng hỏi. Oánh gì, Tiêu Tiêu không có dễ đối phó như vậy, không cần nàng bị bắt được Phần Long luyện ngục, lấy thân mạo hiểm. Chỉ cần đem Long huyết thần hoang cho ra một bộ phận, lại thêm mắm thêm muối, kéo một chút cừu hận là có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Người có lòng tin. Long Uyển Oánh đối chi tiết vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng nhìn Lý Thiên Mệnh não tử rất rõ ràng, liền chỉ hỏi câu này, liền không tra cứu thêm nữa. Khó mà nói, nhưng tối thiểu nhất, ta cùng Tiêu Tiêu, không có tổn thất. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy nhiên không thể sử dụng thức thần, muốn cầm xuống Lý Thần Giám rất khó. Nhưng, bắt lấy hắn, bản thân cũng không phải Lý Thiên Mệnh mục đích. Hắn muốn là, tiến kiếm Long Hải ngục cơ hội. Lấy Lý Thiên Mệnh thực lực bây giờ, hắn cố nhiên bắt không được Lý Thần Giám, nhưng Lý Thần Giám muốn bắt lại hắn, vậy cũng không có khả năng. Lý Thiên Mệnh thủ đoạn bảo mệnh, so người đồng lứa càng mạnh. Bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể làm được, tận khả năng nhiều cân nhắc. Co đầu rút cổ xác thực an toàn. Nhưng lại sẽ bỏ lỡ kiếm Long Hải ngục cơ hội này. Cái này là được, chúng ta tín nhiệm ngươi. Long Uyển Oánh nói. Nàng đây là thay thế Thất Long Hoàng đáp ứng. Lời nói này xong, Thánh Long Hoàng bọn họ còn có chút mê hoặc, nhưng cũng cuối cùng gật đầu. Vậy ta liền để Tiêu Tiêu bắt đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn ngươi trò vui, Thiên Mệnh. Thánh Long Hoàng nói. Hắn rõ ràng cảm giác, đứa nhỏ này cùng ban đầu ở vô thiên chi cảnh lúc gặp mặt. Lại có khác nhau. Trò vui chưa nói tới, cầu phú quý trong nguy hiểm, Hiên Viên Long Tông có đồ tốt, ta cũng không nỡ cho người khác lấy đi. Hắc hắc, Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, hắn tới một lần kế trong kế. Cự Tiêu Long Phong. Cự Tiêu Điện bên trong, Lý Thần Giám gác tay đứng ở cửa sổ, ngóng nhìn phía trước mây khói lăn lộn. Ở trên người hắn, có 10 cái trật tự thiên tộc thanh niên tài tuấn, cái người tướng mạo nổi bật, khí chất chắc tuyệt. Chính là rồng phượng trong loài người. Cùng là thức thần tu luyện giả, nhóm người này đang dẫn độ phía trên, lại so Lam huyết tinh hải đệ tử, cao hơn một cái duy trì. Trật tự thiên tộc là một cái siêu cấp đại tộc. Trong đó bộ có như là linh kiếp tộc, kiếm linh tộc chờ một chút chi nhánh, cho nên tổng thể 10 phần toàn diện. Cho dù là 10 mấy người này, thức thần chủng loại đều rất phong phú. Bọn họ là đi theo Lý Thần Giám nhân vật trọng yếu. Đúng vào lúc này, một cái truyền tin thạch, bay đến Lý Thần Giám trong tay. Lý Thần Giám nhìn thoáng qua, trong mắt lấp lóe một đạo hỏa quang. Con mồi xuất động, xuất phát. Vù vù. Thiêu đốt hằng tinh nguyên, tại gió bão bao phủ phía dưới, theo bên tai ào 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 thổi qua đi. Mặt đều biến đến nóng hổi, thậm chí khô nứt. Tại như thế nồng đậm hằng tinh nguyên trong hoàn cảnh,
rất nhiều nữ hài cũng không nguyện ý tùy tiện đi ra ngoài. Hằng tinh nguyên nói cho cùng, thì là một loại lực lượng cuồng bạo. Dù là thần ý có thể trấn áp, đều không cải biến được nó bản chất. Lấy hằng tinh nguyên tu hành, đó là tại trên mũi đao nhảy múa. Loại cảm giác này, Lâm Tiêu Tiêu cảm thụ được rõ ràng nhất. Nàng mỗi một lần đột phá, thần ý đều có chút theo không kịp, dẫn đến khống chế không nổi hằng tinh nguyên. Một lần lại một lần. Đột phá tức trọng thương, mỗi lần đều là như thế. May ra nàng thái cổ tà ma thân thể, khôi phục năng lực tương đối mạnh. Nếm mùi đau khổ nhiều, cũng liền chậm rãi thói quen, chết lặng. Long Uyển Oánh cho nàng không ít truyền thừa thiên hồn. Cho nên, vì mạnh hơn, hai bên vận mệnh, nàng vẫn đang yên lặng tăng lên. Chờ đợi có một ngày, có thể thực hiện giá trị của mình. Tỷ như hôm nay, nàng vốn là cái an tĩnh người, một người độc hành rất bình thường. Cuồng phong gào thét bên trong, nàng hướng về tiểu thánh long phong bay đi. Đúng vào lúc này, hô hô hô, đằng sau có người truy đuổi, phía trước cũng có người ngăn cản. Lâm Tiêu Tiêu, đứng lại. Phía trước xuất hiện mấy cái ẩn long điện đệ tử, có nam có nữ. Trong đó, cầm đầu là một nữ tử. Nàng có một đầu đến eo tóc dài, ánh mắt một đen một đỏ, môi đỏ nhất là kiều diễm. Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Tiêu Tiêu, người này gọi là, Long Giao Cẩn, là, huyết Long Hoàng, cháu gái một trong. Nàng tại ẩn long điện địa vị, cùng Long Vương Dục không sai biệt lắm, thực lực cũng kém không nhiều. Bên cạnh mấy cái kia ẩn long điện người, vây quanh Long Giao Cẩn. Cản lại Lâm Tiêu Tiêu về sau, lại phân tán ra tới. Hống hống hống. Từng đầu thần long, theo bọn họ cộng sinh không gian đi ra. Những thứ này cự thú tính cả ngự thú sư, cơ hồ phong kín Lâm Tiêu Tiêu tiến lên con đường. Ẩn long điện thần long, cơ bản khuynh hướng huyết tinh, hung tàn, rất là dọa người. Đây là bọn họ cùng chính thống hiên viên Long Tông, mỗi người đi một ngả nguyên nhân. Lâm Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Nàng đang muốn lui lại, vừa quay đầu liền nhìn đến, sau lưng có 10 cái trật tự thiên tộc đệ tử xuất hiện. Tuy nhiên không có tế gia thức thần, thế nhưng ngăn cản đường lui của nàng. Đừng hòng trốn đi, lần này, người mọc cánh khó thoát. Long Giao Cẩn đứng tại một đầu hắc long sắc, mọc ra bén nhọn độc giác ngàn mét thần long phía trên, một tay chống nạnh chi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Tiêu Tiêu. Loại này thế đứng, đem nóng bỏng tư thái, hoàn toàn phô bày đi ra, đường cong nhất là dụ hoặc. Cùng phong tư của nàng chắc tuyệt tương đối, Lâm Tiêu Tiêu tựa như là một khối băng lạnh thạch đầu. Ngoại trừ ánh mắt có chút hiêu dị, các phương diện đều bị nàng áp chế. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Nhìn chung quanh một vòng, mặc kệ là ẩn long điện ngự thú sư, vẫn là trật tự thiên tộc đệ tử, đều cười lạnh nhìn lấy nàng. Hiển nhiên, bởi vì chưa từng xuất thủ, bọn họ không có quá chú ý nàng. Càng kinh diễm chính là Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong. Lâm Tiêu Tiêu, người hãy nghe cho kỹ. Long Giao Cẩn khống chế thần long, bay đến trước mắt của nàng, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đồng thời, nàng đưa tay chỉ chính mình, nói, ta là huyết long nhất tộc dòng chính hậu nhân, ta gọi Long Giao Cẩn, chúng ta tổ tiên, từng có một thanh đỉnh phong cấp 7 trật tự thần binh, nó lưu lạc bên ngoài, bị ngoại nhân chiếm hữu, tên của nó, gọi là, Long Huyết Thần Hoang. Sau đó thì sao? Lâm Tiêu Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ngươi không phải ta nhất tộc, lại cưỡng ép xung hợp ta tổ tiên tôn huyết, cướp đoạt tộc ta chí bảo, làm bẩn Long Huyết Thần Hoang, đây là không thể tha thứ trọng tội. Làm huyết long nhất tộc hậu nhân, ta hôm nay vì ta tộc đoạt lại truyền thừa, đồng thời chỉ ngươi một cái làm bẩn chi tội, giao cho tộc ta giới luật đường xử lý. Long Giao Cẩn giải quyết dứt khoát, hung ác vừa nói. Nàng nói mỗi một chữ, đều là Lý Thần dám sớm an bài tốt. Nàng đã tại cái này nhìn chằm chằm 2 tháng. Bởi vì nàng cái này huyết long hoàng cháu gái thân phận, nàng có thể so sánh Lý Thần dám, càng thích hợp cho Lâm Tiêu Tiêu đập tội danh. Lâm Tiêu Tiêu, chúng ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, nếu không đao kiếm không có mắt, ngươi chỉ là hiên viên Long Tông một cái đệ tử bình thường, cho dù chết, đều không người quan tâm. Đồng bọn của ngươi Tiểu Phong, giết ta tộc Long Vương Dục, đã phạm phải sai lầm lớn, nếu không phải thất Long Hoàng cứng rắn bảo vệ, hắn đã sớm mất mạng. Ngươi bây giờ độc thân một thân, lớn nhất thật thông minh điểm, bằng không, ha ha. Còn lại mấy cái ẩn long điện người, đều tại mở miệng uy hiếp. Sau lưng trật tự thiên tộc đệ tử, thì mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Lấy ra, đây là 7 ngày địa long phong, Long Giao Cẩn biết,
bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng. Tội danh phán phạt về sau, Long Giao Cẩn trực tiếp động thủ. Ẩn Long Điện còn lại đều bao xông tới. Bọn hắn thủ đoạn cường ngạnh, quan sát đến Lâm Tiêu Tiêu phản ứng, một khi phát hiện nàng dám phản kháng, khẳng định phải ra tay độc ác. Không ngoài sở liệu, Lâm Tiêu Tiêu quả nhiên phản kháng. Nàng không nói hai lời, liền đem Long Huyết Thần Hoang đem ra, dương cung cài tên đồng thời, cái kia cộng sinh thú thái cổ tà ma bỗng nhiên theo cộng sinh không gian đi ra. Cơ hồ là trước tiên, huyết sắc lôi đình thì bộc phát ra đi, hình thành lôi điện nổ tung. Xì xì xì. Bây giờ Lâm Tiêu Tiêu, vẫn duy trì ba người bọn họ cảnh giới tối cao. Nàng là tinh tướng thần cảnh cấp 9. Mà thái cổ tà ma chiến đấu lực, còn muốn vượt qua cái này buổi diễn. Một lần huyết điện hồn bạo, ngàn tỷ huyết sắc điện xà nổ tung, cường hãn thần thông uy lực so Lâm Tiêu Tiêu đánh bại Long U U thời điểm, còn phải mạnh hơn mấy lần. Tinh tướng thần cảnh cấp 10 Long Giao Cẩn đối diện thì đụng tới cỗ lực lượng này, đương nhiên bị chấn bay ra ngoài. Ông! Huyết điện tàn phá bừa bãi. Rầm rầm rầm. Huyết sắc điện xà tại mặt đất, trên tảng đá càn quét đi qua, nổ tung đầy trời bụi đất. Ông! Nhân cơ hội này, thái cổ tà ma chấn động cánh, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Đã trở thành lục tinh thần thú nó, hình thể phá lệ to lớn, cái kia tràn đầy lôi đỉnh cánh triển khai. Một lần vỗ cánh, nửa bầu trời đều là huyết điện. Ngăn lại nàng. Long Giao Cẩn âm thanh kêu to. Theo thanh âm này phán đoán, đứng mũi chịu sào bị huyết điện hồn bạo nổ tung nàng, trong lòng là rung động, khó chịu. Nàng đương nhiên cảm nhận được Lâm Tiêu Tiêu cường đại. Lại là một cái quái vật, ba người này, thật 20 mấy tuổi. Nói thật, Long Giao Cẩn thật đúng là không tin. Những người này nói không chừng thì dùng biện pháp gì, cải biến tuổi tác, sau đó từ đầu tới đuôi đều bày ra toàn bộ thực lực. Lý Thiên Mệnh đừng nói là, xem xét cũng là kỳ tài ngút trời. Trước mắt cái này Lâm Tiêu Tiêu, thấy thế nào làm sao bình thường, sao có thể so sánh đế tôn chi tử Lý Hạo Thần còn mạnh hơn. Tại nàng cau mày trong nháy mắt, Lâm Tiêu Tiêu cơ hồ chạy ra vây quanh. Cũng may lúc này, đằng sau những cái kia trật tự thiên tộc đệ tử kịp thời kịp phản ứng, nguyên một đám triệu hoán thức thần. Có thức thần là thực vật, có là trường kiếm, còn có các loại thần kỳ đồ vật, ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ bầu trời, chấn áp xuống. Ầm ầm. Thái cổ tà ma vừa xông lên trời, thì bị chấn áp xuống. Toàn thân lôi điện hộ thuẫn, cơ hồ bị thức thần đạo kiếp đánh nổ. Thật mạnh, đây là bọn họ đối Lâm Tiêu Tiêu chân thực cảm thụ. Người này không so cái kia Tiểu Phong kém, cái quỷ gì. Giao thủ một cái, bọn họ thì phiền muộn. Phiền toái hơn chính là, cái kia thái cổ tà ma hung sát chém giết đồng thời, tại đầu nó, một cái tiếp lấy một cái huyết tiễn, hội tụ ngàn vạn lôi đình, không ngừng nổ bắn ra tới. Quá nhanh, quá mạnh. Đây là tiếp cận tinh tướng thần cảnh cấp 10 lực lượng. Mau tránh ra, đây là Long Huyết Thần Hoang. Long Huyết Thần Hoang, cấp 7 trật tự thần binh bên trong thứ 5 phẩm. Làm Lâm Tiêu Tiêu quen thuộc nó về sau, nó lực sát thương, viễn siêu phổ thông cấp 7 trật tự thần binh. Long Giao Cẩn bọn người, cũng không có loại cấp bậc này bảo bối. Xì xì xì. Huyết tiễn đằng sau kết lưới, huyết sắc trong nháy mắt lao vút. Cơ hồ ở trong nháy mắt này, trong đó một đầu nhào về phía thái cổ tà ma thần long, bụng đột nhiên trúng tên. Phốc phốc, Long Huyết Thần Hoang huyết tiễn, tận gốc chui vào. Vạn quân huyết sắc lôi đình, toàn bộ thông qua vết thương, tràn vào huyết nhục bên trong, tại Long Huyết Thần Hoang, thị huyết long đồ, hút máu đồng thời, những thứ này huyết sắc lôi đình tạo thành nổ tung, trong nháy mắt xé mở đông đảo huyết nhục, cơ hồ đem cái này thần long nổ thành hai đoạn. Ô ô, một đầu thần long. Kêu thảm mới ngã xuống đất, trực tiếp trọng thương ngã gục. A, à, giết nàng. Mắt thấy âu yếm cộng sinh thú trọng thương, cái kia Ẩn Long Điện đệ tử ánh mắt sung huyết, mang theo còn lại thần long đánh tới. Cẩn thận. Long Giao Cẩn mi đầu sâu nhăn. Phốc phốc phốc. Nàng đang đuổi đánh thời điểm, cộng sinh thú thần thông đuổi theo thái cổ tà ma oanh tạc. Thái cổ tà ma tựa như là một cái nhục thuẫn, giúp Lâm Tiêu Tiêu chặn công kích, lấy thần thông tiêu trừ. Tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lùng, ba mũi tên cùng phát, trực tiếp nhắm ngay Long Giao Cẩn ba chỗ yếu. Xì xì. Nàng vội vàng né tránh. Ầm ầm. Tuy nhiên tránh ra muốn hại, không có bị huyết tiễn trực tiếp trúng đích, thế nhưng là cái kia huyết tiễn phía trên lôi đình, lại ở bên người nổ tung, đem nàng chấn bay ra ngoài. Cùng dưới trướng thần long bị trực tiếp tách ra. Đúng vào lúc này, cái kia cuồng bạo thái cổ tà ma,
phản giết trở về, móng vuốt đè lại nàng một đầu thần long, cắn một cái vào, xinh xinh xé rách phía dưới một ngụm máu thịt. May mắn lúc này thời điểm, Trật Tự Thiên Tộc đệ tử thức thần đánh tới. Ầm ầm, Thái Cổ Tà Ma dùng cánh cuốn lấy Lâm Tiêu Tiêu, một người một thú đập xuống đất. Giết nàng, cơ hội tới. Rất nhiều người đáp xuống. Đúng vào lúc này, phía dưới lại là huyết tiễn lao vút mà lên. Nhanh như lôi đình, hình dáng như vạn tên cùng bắn. Phốc phốc phốc, lớn nhất đi đầu hai cái Trật Tự Thiên Tộc đệ tử, cảnh giới đại khái tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8 hai bên, bọn họ hơi có chỗ đại ý, trong lúc nhất thời không có thể ngăn ở, huyết tiễn xuyên qua thức thần, đến bọn họ trước mắt. Một cái hố xuyên bụng, một cái hố đâm thủng ngực. Ông, trong hai người mũi tên, bay về phía Thương Thiên. Trong đó ở ngực chúng tên vị kia, kêu thảm một tiếng, bị thị huyết long đồ hút thành thây khô, tại chỗ tử vong. Thức thần toàn bộ tiêu tán. Ách, loại tràng diện này, trực tiếp để Long Giao Cần các loại nội tâm của người, lâm vào cực hạn rét lạnh bên trong. Ngốc trệ, thảm liệt. Khi bọn hắn lại nhìn Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa. May mắn, đúng vào lúc này. 3000 thiên long phong phương hướng, còn có một nhóm người chạy đến. Người cầm đầu, chính là người mặc màu bạch kim chiến giáp, tỷ như Lý Hạo Thần, càng có đế hoàng chi tư, Lý Thần Giám. So sánh đệ đệ, hắn lộ ra càng nặng nề, thâm thúy. Đang trên đường tới, kỳ thật hắn tính toán, chờ hắn đến thời điểm, Long Giao Cẩn cũng đã cầm chắc Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng hôm nay tới gần xem xét, tình huống vừa vặn ngược lại. Bọn họ chẳng những không có uy hiếp được Lâm Tiêu Tiêu, ngược lại Trật Tự Thiên Tộc đệ tử xuất hiện thương vong. Trong nháy mắt đó, Lý Thần Giám mi đầu, thật sâu nhíu lại. Lại là một cái yêu nghiệt. Siêu vượt bọn họ đế tôn chi tử thiên tài, một cái tiếp theo một cái. Thế giới này tựa như là như bị điên. Lý Thần Giám rất khó chịu. Ta đến. Hắn nặng hừ một tiếng, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo hào quang màu bạch kim, vọt thẳng tiến chiến trường, đem mấy cái Trật Tự Thiên Tộc đệ tử trấn khai. Ầm ầm, 8 cái thức thần sinh ra. Ong ong ong, nguyên một đám thức thần theo hắn chỗ mi tâm hình vuông kiếp vòng làm bên trong lao ra tới. Thô sơ giản lược xem xét, cái kia tựa như là từng tòa đốt cháy núi vàng. Lâm Tiêu Tiêu nhìn lướt qua, sau khi thấy rõ, nàng phát hiện cái này thức thần tựa như là truyền quốc ngọc tỷ. Phía trên là kim sắc kỳ lân tọa trấn, phía dưới là một cái hình lập phương con dấu. Con dấu dưới đáy quả thật có 4 cái vàng rực chữ lớn. Đó là Quang Minh Chính Đại. 4 chữ này kim quang lập lòe, tràn ngập uy hiếp lực, chỉ nhìn một chút, liền có một loại đầu não oanh minh cảm giác, dường như đây chính là hoàng quyền. Vô hình ở giữa, 4 chữ này đã đặt ở mọi người trên cổ, khiến người ta không thể không cúi đầu. 8 cái thức thần, cũng là 8 cái kim sắc thần ấn. Tên của bọn nó, gọi là Chính Đại Thần Giám. Tại Trật Tự Thiên Tộc hệ thống bên trong, Chính Đại Thần Giám uy lực, không so Hạo Nhật Thần Thú kém. Ầm ầm, Lý Thần Giám tới gần Thần Dương Vương cảnh thực lực, thông qua cái này 8 cái Chính Đại Thần Giám bạo phát đi ra. Cái này 8 cái Chính Đại Thần Giám phong tỏa 4 phương 8 hướng, liên hợp chấn áp, giống như là vô số ngọn lửa màu vàng sơn phong oanh minh xuống. Đương đương đương, Lâm Tiêu Tiêu huyết tiễn, nhiều lần trúng đích cái này Chính Đại Thần Giám, đều lướt qua đi qua, tóe lên vô số tia lửa. Lấy Lâm Tiêu Tiêu lực lượng, rất khó dao động Chính Đại Thần Giám chấn áp. Cúi đầu, theo Lý Thần Giám một tiếng uy nghiêm thanh âm, bát đại Chính Đại Thần Giám đã đáp ở trên đỉnh đầu, đem Lâm Tiêu Tiêu vây ở một cái thế giới màu vàng óng bên trong. Ầm ầm, Thái Cổ Tà Ma huyết điện hồn bạo lại lần nữa bạo phát, lại vẫn không có ngăn trở cái này thức thần chấn áp. Vô cùng bàng bạc lực lượng đánh vào trên người của nó, để hắn thân thể sinh ra vết rách, cốt cách đều có phá nát. Giống, coi như nó có bảo hộ, Lâm Tiêu Tiêu đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, thật mạnh, nàng chỉ là mồi nhử, đương nhiên sẽ không cùng Lý Thần Giám liều mạng. Sau đó vào lúc này, nàng giả bộ như trọng thương dáng vẻ, không cẩn thận đưa trong tay Long Huyết Thần Hoang Trường Cung ném ra ngoài, đúng lúc bị chạm mặt tới Lý Thần Giám cầm tới. Siêu siêu siêu, 9 nhánh huyết tiễn toàn bộ trở về Lâm Tiêu Tiêu trong tay. Mà cái kia Lý Thần Giám, vội vàng triệu hồi thức thần, trước chân áp lại Long Huyết Thần Hoang Trường Cung, tạm thời cầm tại trên tay. Nàng không được, bắt lấy nàng. Hắn lớn tiếng nói. Còn lại mười mấy cái đệ tử hô nhau mà lên.
Mắt thấy, Lâm Tiêu Tiêu liền người mang cung, toàn bộ đều muốn bị chìm ngập. Đúng vào lúc này, Tiểu Thánh Long Phong phương hướng, đột nhiên vào tới một trận màu bạc kim loại chảy đầm đìa. Đó là một mảnh kim loại hải dương, theo trên mặt đất chui ra, lít nha lít nhít biển trùng trong lúc nhất thời chặn những người kia đường đi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Thái Cổ Tà Ma đã về tới Lâm Tiêu Tiêu cộng sinh không gian. Cùng lúc đó, cái kia kim loại côn trùng đại quân đem nàng chìm ngập, lại xuyên tiếp cùng một chỗ, tạo thành một đầu mấy ngàn thước lớn lên giết khổng lồ, thổ bạo phá tan thần long cùng thức thần, hướng về Tiểu Thánh Long Phong phương hướng bỏ chạy. Đây là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Nhanh, đoán chừng Thất Long Hoàng cũng muốn đến. Lý Thần dám trước đè lại Long Huyết Thần Hoang Trường Cung, triệu hoán mọi người giết đến tận. Trên thực tế, hắn giờ phút này cũng thông chi trưởng bối, ẩn Long Điện Long Hoàng sớm hơn hướng bên này mà đến. Ta tuy nhiên lấy được Long Huyết Thần Hoang, nhưng tốt nhất đến có Lâm Tiêu Tiêu nơi tay, mới có thể bức Lý Thiên Mệnh vào cuộc. Nghĩ đến đây, hắn xuất lĩnh mọi người theo đuổi không bỏ. Ầm ầm, Tiểu Thánh Long Phong phương hướng, một cái phượng hoàng hỏa điểu bay trên trời, đón đầu cùng ngân trần hội tụ. Lý Thần dám tập trung nhìn vào, phượng hoàng ngồi lấy một người, chính là Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, hắn còn lại cộng sinh thú toàn bộ xuất hiện, ngăn cản tại mọi người truy đuổi trên đường. Tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Tiêu Tiêu đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lý Thần dám, ngươi thật là lớn gan chó. Lý Thiên Mệnh, phẫn uất nói. Long Huyết Thần Hoang Trường Cung, là Lý Thiên Mệnh cố ý để Lâm Tiêu Tiêu, giao cho Lý Thần dám trên tay. Dù sao, Lý Thần dám bắt không được Lâm Tiêu Tiêu, hắn dù sao cũng phải có, tay cầm, Lý Thiên Mệnh mới có thể thuận lợi tiến phần Long Luyện Ngục. Hắn chỉ có cái kia Dương Trường Cung, kỳ thật không dùng. Lúc này thời điểm, bởi vì trận tranh đấu này, có đại lượng cường giả hướng bên này hội tụ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cũng chuẩn bị tốt giải thích. Cửu Hoàng, xin lỗi, ta không nghĩ tới nàng mạnh như vậy. Long Giao cần khống chế thần Long, chạy như bay đến Lý Thần Giám bên người, sắc mặt có chút buồn khổ nói. Không nói những người khác, chỉ là nàng trên người mình, đều có bị Long Huyết Thần Hoang xé rách ra thương thế. Long Huyết Thần Hoang rất dễ dàng tạo thành trọng thương. Dù là chỉ là trà phá ra, đều sẽ có một khối lớn huyết nhục, thì cùng là chúng độc giống như khô héo đi. Nói thật, Long Giao Cẩn cũng có hơn 50 tuổi. Lấy thực lực của nàng, cầm xuống hiện tại tinh tướng thần cảnh cấp 9 Lý Hạo Thần cũng không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay vây công, nàng ngược lại bị Lâm Tiêu Tiêu gây thương tích. Một cái không có danh tiếng gì thiếu nữ, thời khắc này biểu hiện, để bọn hắn bọn này trật tự thiên tộc Thanh Hoa đệ tử, tâm lý cực kỳ không thoải mái. Thậm chí có thể nói, bị đả kích, tự mình hoài nghi. Đừng nói nữa. Lý Thần dám híp mắt, cái kia hỏa thiêu giống như ánh mắt, cùng đối diện Lý Thiên Mệnh đụng vào nhau. Một cái so với hắn tiểu hơn 20 tuổi người, lại tại khí chàng phía trên, an toàn không thua bởi hắn. Rất rõ ràng, Lý Thần dám còn muốn cầm xuống Lâm Tiêu Tiêu, đã không có khả năng. May ra Long Huyết Thần Hoang tới tay. Lý Thần dám phân ra mấy cái thức thần. Dùng quang minh chính đại, đem Long Huyết Thần Hoang trấn áp. Cái kia Trường Cung hóa thân thành một đầu giận huyết thần long, chính đang giãy giụa. Lý Thần dám nhất định phải hao phí không ít khí lực, mới có thể bắt được nó, một chút không cẩn thận, nó liền có khả năng bay đi. Cửu Hoàng, người cầm tới chính là cung, còn có 9 nhánh huyết tiễn tại trong tay đối phương. Chỉ có cung, Long Huyết Thần Hoang là vô hiệu. Long Giao Cần thấp giọng nói. A, à, Lý Thần dám khẽ cắn môi. Nói, cung thì cung đi, thử một lần, có thể hay không dẫn dụ cái kia Lý Thiên Mệnh, cùng ta tiến phần Long Luyện Ngục. Dù sao, bị mất Long Huyết Thần Hoang chi cung, cái kia nóng nảy là hắn. Không ra Lý Thần dám sở liệu, Lý Thiên Mệnh làm Vi Thiên Cung đệ tử, gan lớn rất nhiều. Hắn trực tiếp mang theo Lâm Tiêu Tiêu tới. Chỉ có 2 người, lại cùng Lý Thần dám bên này hơn 10 người đối chọi gay gắt. Lý Thần dám, các người vô duyên vô cớ tập kích chúng ta. Song thưởng đi binh khí, như thế ngang ngược vô lý, nếu là không cho ra một lời giải thích, các ngươi không có cách nào rời đi 7.000 địa Long Sơn. Vô duyên vô cớ, Lý Thần dám liền muốn nhìn hắn tức giận. Hắn vỗ vỗ Long Giao Cẩn bả vai, nói, để ẩn Long Điện dòng chính đệ tử, đến nói cho ngươi nguyên do. Long Giao Cẩn rõ ràng một chút cuống họng, lấy nghĩa chính ngôn từ thái độ, cùng lúc trước cùng Lâm Tiêu Tiêu nói lời, tuyên dương một lần. Lâm Tiêu Tiêu. Đem cái kia 9 nhánh huyết tiễn giao ra, chúng ta ẩn Long Điện còn có thể ngoài vòng pháp luật khai ân,
tha thứ ngươi tự tiện dung hợp tôn huyết sai lầm. Nếu không, ngươi liền đợi đến tiến Hiên Viên Long Tông giới luật đường đi. Rõ ràng là cướp đoạt, bọn họ ngược lại là đem động cơ, tô son chát phấn đến phá lệ dễ nghe. Kỳ thật lúc này thời điểm, phát giác được bên này xung đột, tăng thêm có Trật Tự Thiên Tộc đệ tử bỏ mình, hai bên cường giả đều đã đến. Lý Thiên Mệnh chung quanh nhiều rất nhiều Hiên Viên Long Tông cường giả. Thất Long Hoàng cùng Dương Sách cũng chuẩn bị kỹ càng, thẻ tốt thời gian, phối hợp Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này, đúng lúc nghe được Long Giao Cẩn ngôn từ. Ngoại trừ Thất Long Hoàng bên ngoài, Hiên Viên Long Tông những cường giả khác, tự nhiên tức giận. Chuyện phiếm, Long Huyết Thần Hoang là Cửu Long Đế Tôn, chọn chúng Lâm Tiêu Tiêu truyền thừa cho nàng. Còn giới luật đường, các ngươi đây là cường đạo. Lý Thần Giám, ngươi nếu là không buông tay, đừng trách chúng ta động thủ. Lý Thần Giám tự nhiên không sợ. Việc này hắn tuy nhiên không có sớm cùng trưởng bối đàm phán, có thể trước khi lên đường, thì liên lạc qua bọn họ. Lúc này, phía sau của hắn liền đến không ít Trật Tự Thiên Tộc trưởng bối. Ngay sau đó 3.000 Thiên Long Phong bên kia, còn có số lớn cường giả tới. Ẩn Long Điện 3 vị Long Hoàng tăng thêm Lý Dược Sư, Lý Tiêu Diêm 5 người người bất ngờ đều tại. Trong nháy mắt, song phương thì tụ tập hơn 1.000 người. Tình huống như thế nào a đây là? Trật Tự Thiên Tộc áo bào xám Lý Dược Sư, một mặt chọc cười, hắn tới liền thấy Lý Thần Giám cầm lấy Long Huyết Thần Hoang, tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại che chở Lý Thần Giám đồng thời, hắn cũng giả ngây giả dại. Long Giao Cẩn sau đó lại đem tuyên cáo nói một lần. Làm Ẩn Long Điện 3 vị Long Hoàng, Trúc Long Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn mặt hướng Thánh Long Hoàng bọn người, nói, Long Giao Cẩn nói không sai. Long Huyết Thần Hoang là chúng ta tổ tiên chi vật, từ xưa đến nay, cũng không từng truyền thừa cho ngoại nhân, xác thực cần thu hồi lại. Bất quá, người trẻ tuổi làm việc xúc động, cũng mời các vị thông cảm, Lâm Tiêu Tiêu dung hợp tôn huyết thời điểm, cân nhắc không được nhiều như vậy, cho nên chỉ tội chi nói không cần thiết, dù sao đều là ta Hiên Viên Long Tông đệ tử. Sau khi nói xong, hắn nhìn lấy Lâm Tiêu Tiêu, nói, Tiêu Tiêu, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần đem cái kia 9 nhánh huyết tiễn giao cho ta. Cái kia liền không sao. Hắn lúc nói chuyện, Lý Dược Sư cùng Lý Tiêu Diêm, đều đi tới Lý Thần Giám bên người. Làm Trật Tự Thiên Tộc cường giả, bọn họ ào ào cho Lý Thần Giám trong bóng tối giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế việc này, bọn họ cũng đang suy nghĩ, bất quá bởi vì Lâm Tiêu Tiêu là tiểu bối, từ Lý Thần Giám đến thao tác, không có gì thích hợp bằng. Về sau có hành động này, vẫn là muốn cùng chúng ta báo cáo chuẩn bị một chút. Lý Tiêu Diêm ghé vào lỗ tai hắn nói. Không có vấn đề, đáng tiếc cái này Lâm Tiêu Tiêu vượt qua ta tưởng tượng, bằng không, còn có thể đem cầm trên tay. Lý Thần Giám nói. Cầm trên tay làm cái gì? Lý Dược Sư hiếu kỳ hỏi. Dược Sư, ta hôm nay mục đích thực sự, là bức Lý Thiên Mệnh cùng ta tiến phần Long luyện ngục. Các ngươi hãy chờ xem, đối diện khẳng định không cam tâm, cứ như vậy mất đi Long Huyết Thần Hoang. Lý Thần Giám chắc chắn nói. Có thể a. Tiểu Cửu Hoàng. Lý Dược Sư nháy mắt mấy cái, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Lý Thần Giám tâm lý cười một tiếng. Hết thảy đều đang nắm giữ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trúc Long Hoàng cái này ngôn từ nói xong, Thất Long Hoàng bên kia phản ứng kịch liệt. Thánh Long Hoàng bọn người, đều lấy Cửu Long Đế Tôn, truyền thừa vì nguyên do, quát lớn Trúc Long Hoàng, Lý Thần Giám loại hành vi này, miệt thị tổ tiên, vô sỉ cùng cực. Song phương một lần hướng nổi lên. Tụ tập người càng ngày càng nhiều, nhất là Hiên Viên Long Tông bên này, đại đa số người không biết Lý Thiên Mệnh kế hoạch, tự nhiên cực kỳ phẫn uất. Ai nguyện ý Long Huyết Thần Hoang, trắng trắng mất đi cho đối phương. Không biết sao, Hiên Viên Long Tông bên này, làm không đủ, kín đáo, đánh giá thấp đối phương vô sỉ, dẫn đến Long Huyết Thần Hoang trường cung, trước làm cho đối phương đoạt mất, cục diện thì biến đến khó khăn. Muốn không phải Lý Thần Giám muốn độc chiếm công lao, từ bọn họ trưởng bối xuất thủ. Cái này 9 nhánh huyết tiễn cũng không giữ được. Vấn đề thì chỗ ở chỗ này. Long Huyết Thần Hoang cung, mũi tên hình thái, có 2 bộ phận. Thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, song phương đều chỉ lấy được một bộ phận, cái này rất xấu hổ. Bởi vì dạng này Long Huyết Thần Hoang, cơ hồ không dùng. Tựa như là một thanh kiếm gãy phân thành 2 đoạn, đương nhiên vô hiệu. Lý Thần Giám rất rõ trắng đạo lý này. Lúc này thời điểm. Song phương Long Hoàng tranh luận không nghỉ, đã đến mặt đỏ tới mang tai trình độ. Long Uyển Oánh càng sự giận dữ, nàng lôi kéo Lâm Tiêu Tiêu, mắng to, Ẩn Long Điện các vị,
thật không ngại mất mặt sao? Vô Thiên chi chiến thời điểm, là Cửu Long Đế Tôn Tôn Huyết, tiếp nhận Lâm Tiêu Tiêu, tặng cho nàng Long Huyết Thần Hoang, các ngươi có tư cách gì, ngỗ nghịch Cửu Long Đế Tôn ý tứ? Đây mới gọi là chân chính khi sư diệt tổ. Tiêu Tiêu bất quá 30 tuổi, liền tinh tướng thần cảnh cấp 10 Long Giao Cẩn đều không phải là nàng đối thủ, nói câu không dễ nghe, liền Trật Tự Thiên Tộc Cửu Nguyệt Thần Nữ, đều chưa hẳn có nàng này thiên phú, nàng cũng là thích hợp nhất Long Huyết Thần Hoang người, các ngươi nhưng bởi vì vẫn tưởng no bụng túi riêng, cưỡng ép cướp bóc. Các ngươi mở to mắt thấy rõ ràng, Long Huyết Thần Hoang đáp ứng không? Tại Long Uyển Oánh lúc nói chuyện, cái kia Long Huyết Thần Hoang trường cung, còn tại Lý Thần Giám trong tay giãy giụa. Long Uyển Oánh đã đại khái minh bạch, Lý Thiên Mệnh ý nghĩ. Nói thật, đưa ra ngoài cái này trường cung, là một loại tương đương mạo hiểm hành động. Nhưng là, thường nói, không bỏ được hài tử, làm sao bắt được sói. Muốn không phải, mất đi, Long Huyết Thần Hoang, Lý Thiên Mệnh làm sao lại, mắc câu. Cái này dù sao cũng so để Lâm Tiêu Tiêu, đi phần Long Luyện Ngục làm con tin tốt. Nàng một đoạn này hỏi lại, khơi dậy càng ngày càng nhiều người cộng minh. Nhất là, nàng cầm Lâm Tiêu Tiêu so sánh Cửu Nguyệt Thần Nữ, để Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc đều cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên Lý Khinh Ngữ không sao cả xuất thủ, nhưng nàng thời gian tu hành ngắn, rất không có khả năng đánh thắng được Long Giao Cẩn. Lâm Tiêu Tiêu, Dạ Lăng Phong thực lực của hai người, Trật Tự Thiên Tộc đều không thể chê. Trong lúc nhất thời, bọn họ thật phiền muộn. Long Uyển Oánh, im miệng đi. Ai biết ngươi cho những đứa bé này, rót bao nhiêu dược. Còn cùng Cửu Nguyệt Thần Nữ so, ta thật sự là cười. Người không biết không sợ. Hiên Viên Long Tông bên này cũng đang mắng. Đừng chém gió nữa được không, để cho các ngươi Cửu Nguyệt Thần Nữ đi ra đánh một trận. Không sánh bằng thì nói người khác rót thuốc, thật sự là thật không có phẩm, các ngươi Trật Tự Thiên Tộc luyện đan linh sư nhiều như vậy, làm sao không rót ra mấy cái vượt qua Lý Hạo Thần, Lý Thần Giám. Song phương trận doanh rõ ràng, mắt thấy muốn đánh. Đúng vào lúc này, Lý Thần Giám tìm được cơ hội. Hắn để mắt tới Lý Thiên Mệnh, mở miệng nói. Đã việc này gây nên các ngươi Hiên Viên Long Tông tranh luận, vậy liền đổi một cái phương thức đến giải quyết đi. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Long Uyển Oánh cười lạnh hỏi. Ta gần nhất nghe nói, Thiên Cung đệ tử Lý Thiên Mệnh, đã đánh khắp Thanh Hoa đệ tử vô địch thủ, liền Thần Dương Vương Cảnh đều không địch lại, viễn siêu huynh đệ chúng ta. Ta đối với cái này không quá tin tưởng cái này Vạn Long Thần Sơn bên trong đệ tử, đều rất muốn tận mắt nhìn xem, vị này tuyệt thế thiên tài mức độ. Cho nên, ta có thể cùng hắn nhất chiến phân thắng thua, quyết định Long Huyết Thần Hoang thuộc về, nếu như vậy, mọi người cũng không cần tranh luận. Lý Thần Giám nói, hắn trong lời nói cái gọi là Lý Thiên Mệnh, đánh khắp Thanh Hoa đệ tử vô địch thủ, cái này nghe đồn, căn bản không tồn tại, là chính hắn bịa đặt. Thế mà, từ hắn mở miệng, rất nhiều người đều tin. Trăm tuổi Thanh Hoa, một cái không đến 30 tuổi tiểu bối đệ tử, có Thần Dương Vương Cảnh phía dưới vô địch thủ nghe đồn, không khỏi có chút quá kiêu ngạo. Chung quanh tối thiểu tới mấy vạn người, nghe được Lý Thần Giám lời này, trong lúc nhất thời cũng cau mày lên. Có cái này nghe đồn sao? Giống như có đi. Gọi là Tiểu Phong, đánh bại Long Vương Dục, cho nên bọn họ bên kia, thì nói khoác Lý Thiên Mệnh vô địch, liền Lý Thần Giám đều không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng quá nhẹ nhàng, mấy năm liên tục linh kém đều có thể không suy tính sao. Từ lúc bại Lý Hạo Thần bắt đầu, tiểu tử này cũng không biết tung bay đi nơi nào. Thẳng thắn nói, Lý Thiên Mệnh cầm xuống Lý Hạo Thần tin tức này, cho đến bây giờ, đều bị Trật Tự Thiên Tộc toàn thân khó chịu. Càng kiêu ngạo, càng khuất nhục. Nếu như có thể chèn ép một chút hắn, cho dù là lớn rất nhiều tuổi Lý Thần Giám, vậy cũng có thể ra một hơi. Sau đó, làm Lý Thần Giám đưa ra cái này lúc nói chuyện, nhất thời, Trật Tự Thiên Tộc cùng Ẩn Long Điện bên này, toàn trường sôi trào. Lý Thiên Mệnh, có loại nghênh chiến A. Hắn sẽ không dám A. Theo ta thấy sẽ không, người này tự cao tự đại, không coi ai ra gì, dựa theo hắn trước kia cuồng vọng, hắn tuyệt đối ứng chiến. Trong lúc nhất thời, xôn xao. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn chỉ có thể nói, Long Uyển Oánh vẫn là hiểu hắn, từng bước một dẫn đạo. Sốt cục, đến hắn chờ đợi một bước. Đều không cần hắn mở miệng. Đương nhiên, đây hết thảy công lao lớn nhất, vẫn là Ngân Trần. Có hắn nhìn chằm chằm hết thảy, Lý Thiên Mệnh mới có thể thông qua nghe trộm địch nhân đối thoại, trước một bước hiểu rõ suy nghĩ của bọn hắn. Tiếp đó, dẫn đạo thì xong việc. Trong lúc nhất thời,
vạn chúng đều nhìn Thất Long Hoàng cùng Lý Thiên Mệnh bên này. Lý Thiên Mệnh có nên hay không chiến? Cái kia tựa hồ phải xem Thất Long Hoàng ý tứ. Lý Thần dám bẫy dập rất rõ ràng, mọi người lường trước, Thất Long Hoàng hẳn là sẽ không đáp ứng. Chỉ thấy Bạch Long Hoàng Long Uyển oánh cười khúc khích, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nói. Vị này cũng là đế tôn con thứ 9 sao? Người nghĩ đến ngược lại là Mỹ A, người có thể tính kỹ khẽ đếm người bao nhiêu tuổi sao? Làm đế tôn chi tử, theo lý thuyết thiên phú của người thiên hạ đệ nhất mới đúng. Buồn cười là, người hôm nay lại ở chỗ này, để một cái tuổi đếm không tới người một nửa người, cùng người phân ra thắng bại, trật tự thiên tộc mặt mũi ở đâu? Coi như người thắng, hào quang sao? Người làm sao không tìm 3 tuổi tiểu hài tử phân ra thắng bại, so đấu thiên phú? Nàng người này cũng là ngoài miệng không tha người. Dạng này chế nhạo, quả thật làm cho Lý Thần dám có chút mặt đỏ tới mang tai, đáp không được. Nghĩ đến đẹp vô cùng, để Lý Thiên Mệnh cùng ngươi phân ra thắng bại, không phải là muốn người ta đem Long Huyết Thần Hoang tặng cho ngươi. Ta cười, ngươi làm sao không tìm Bạch Long Hoàng phân ra thắng bại a? Thiên Viên Long Tông, rất nhiều người cười vang. Nói thật, những thứ này đối thoại, đều thẳng tiếp công kích đến trật tự thiên tộc, mà không phải Ẩn Long Điện. Cái này khiến Lý Dược Sư, Lý Tiêu Diêm loại nhân vật này, tâm lý đều có tức giận. Lý Dược Sư ánh mắt lạnh lùng, nói. Khẩu khí cũng không nhỏ, lại cao hơn thiên phú, mất mạng sống sót cũng là vô nghĩa. Hắn câu nói này, cũng là một loại uy hiếp. Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý nhìn Long Uyển oánh liếc một chút, tự nhiên là ám chỉ phu quân của nàng, Long Quân Hiên. Đây là Hiên Viên Long Tông cừu hận. Được rồi, không có ý nghĩa, trở về đi. Lý Tiêu Diêm nhún nhún vai. Hắn thân thủ đem Long Huyết Thần Hoang trường cung cầm trên tay, cái này mới đem đè lại. Ý tứ chính là, không ứng chiến, cái này trường cung bọn họ trật tự thiên tộc thì lấy đi. Tuy nhiên bọn họ vô dụng, có thể mấu chốt là, Lâm Tiêu Tiêu cũng tương đương với đã mất đi một kiện thần binh. Thua thiệt vẫn là Hiên Viên Long Tông bên này. Tản, Viêm Ma Hoàng nói đúng, không có ý nghĩa. Cứ như vậy đi. Dược sư đại nhân nói đến cũng không sai, thiên tài. Cũng là không đáng, nhất đến khoác lác đồ vật, ai biết có thể sống bao lâu đâu. Ha ha! Trong lúc nhất thời, bọn họ đều tại quay người. Lý Thiên Mệnh xem xét, liền biết, hợp lý, thời cơ đã đến. Hắn nhất định phải, bị ép, nghênh chiến, mới tính hợp lý. Không phải vậy, ai sẽ châu chấu đá xe đâu. Sau đó tại thời khắc này, cái này một vị thiếu niên bỗng nhiên trầm giọng nói. Lý Thần dám, ta nguyện ý đánh với ngươi một trận. Đến định đoạt Long Huyết Thần Hoang thuộc về. Nhưng ta có một cái điều kiện. Oanh! Vạn chúng ồn ào lên. Nhất là Hiên Viên Long Tông bên này. Hứa nhiều miệng lưỡi khô không khóc nhìn lấy hắn, không nghĩ tới hắn sẽ có loại này đảm lượng. Đảm lượng quá lớn, xác thực cũng là cuồng vọng. Nói trắng ra là, đối phương số tuổi là hắn gấp 2, loại này quyết đấu nói rõ không được thiên phú, mà lại không có ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh coi như thua, thiên tài của hắn danh tiếng cũng sẽ không thay đổi. Đương nhiên, muốn là Lý Thần dám thua, cái kia chính là động đất. Trật tự thiên tộc niềm tin, đoán chừng đều phải bị thương nặng. Chỉ là số tuổi chênh lệch tại cái này, cho dù là Hiên Viên Long Tông các cường giả, đều không trông cậy vào Lý Thiên Mệnh có thể thắng. Thánh Long Hoàng. Rất nhiều người đều nhắc nhở Thất Long Hoàng, hy vọng bọn họ ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Mặc dù nói, đó là một cái có thể cầm lại trường cung cơ hội. Nhưng càng lớn khả năng, là đem chọn cái Long Huyết Thần Hoang, đưa cho Ẩn Long Điện. Trong lúc vô hình tăng cường Ẩn Long Điện thực lực, Thất Long Hoàng đều, khó xử. Ta muốn thử xem. Lý Thiên Mệnh rất thành khẩn đối bọn hắn nói. Hết thảy đều hợp lý. Diễn kỹ rất thật. Lý Thần dám bọn họ ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn là áp lực phía dưới hưng phấn trong lòng. Tại Thánh Long Hoàng bọn họ mở miệng trước, Lý Thần dám lãnh đạm hỏi, nói đi, người muốn điều kiện gì? Lý Thiên Mệnh trước chờ Thất Long Hoàng gật đầu, sau đó lại đứng ra, nói, đối chiến thời điểm, ta muốn người cầm lấy Long Huyết Thần Hoang trường cung. Ha ha! Lý Thần dám cười. Hắn hiểu Lý Thiên Mệnh ý nghĩ. Bởi vì Long Huyết Thần Hoang bài xích hắn, muốn cầm lấy, liền cần khống chế. Lúc đó cắt giảm Lý Thần dám một bộ phận chiến đấu lực. Ta đáp ứng ngươi, coi như ta chấp ngươi một tay đi. Lý Thần dám nói. Phía sau của hắn. Trật tự thiên tộc cười vang. Lý Thiên Mệnh điều thỉnh cầu này, quả thực hơi nhỏ, có chút, đáng yêu. Thiên Mệnh,
Thất Long Hoàng còn đang do dự. Các vị, ta muốn thử một lần, đây là Tiêu Tiêu đồ vật, ta muốn nỗ lực vì nàng thắng trở về. Lý Thiên Mệnh, thỉnh cầu, nói. Tốt a. Thất Long Hoàng đều rất khó xử. Ai? Nhìn đến Thất Long Hoàng đáp ứng, tại chỗ Hiên Viên Long Tông cường giả nhóm, hai mặt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ không là không tin Lý Thiên Mệnh, mà chính là, trận này đối chiến, là đối diện nói lên, từ đầu tới đuôi đều không công bằng. Nhưng, không có bảo vệ tốt Lâm Tiêu Tiêu, đánh giá thấp đối diện vô sỉ, đã mất đi tiên cơ, cũng chỉ có thể nhận. Người bình thường, chỗ nào có thể nghĩ đến, lần này ước chiến, còn có càng sâu đích một tầng. Đạt được Thất Long Hoàng sau khi đồng ý, tại người sau lưng bất đắc dĩ trong ánh mắt, Lý Thiên Mệnh đối Lâm Tiêu Tiêu, ôn nhu cười một tiếng. Hắn cực kỳ đại nam tử hán khí khái, một ngựa đi đầu đi ra, nhìn về phía Lý Thần Giám, trầm giọng nói. Lý Thần Giám, ta quyết định nghênh chiến, mời các vị tiền bối, cho chúng ta nhường ra không gian. Phi thường tốt, bất quá, tại cái này đánh nhiều ý tứ a, một chút cũng không có ý nghĩa, mà lại người xem cũng không đủ, chúng ta vẫn là thay cái nghiêm túc, có ý nghĩa địa phương, mà lại tối thiểu đến cho ra một canh giờ, để người xem vào chỗ. Lý Thần Giám nói. Ngươi đây là muốn cho đệ đệ ngươi, rửa sạch nhục nhã. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Lý Thần Giám không có vấn đề nói. Hắn biết, đối với trật tự thiên tộc người trẻ tuổi rất trọng yếu. Bọn họ cần lòng tin. Cần phải mạnh mẽ nhận định, bọn họ cũng là đệ nhất, bất bại thị tộc. Tuy nhiên Lý Thần Giám tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng... tối thiểu có thể tự mình an ủi một chút. Được. Vậy ngươi nói địa phương nào phù hợp a? Lý Thiên Mệnh nói. Phần Long luyện ngục. Lý Thần Giám thốt ra. Soạt. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Cái này không chỉ là nghiêm túc chi địa, càng là trang trọng chi địa, càng có lịch sử ý nghĩa. Bởi vì, đây là Hiên Viên Long Tông cùng Ẩn Long Điện phân liệt địa phương. Càng quan trọng hơn là, nơi này là Hiên Viên Long trong tông bộ lớn nhất trang trọng sinh tử chiến trường. Mỗi người đều là thẳng tắp sống lưng. Đi vào chiến đấu. Một canh giờ ấp ủ, đầy đủ để cái này Vạn Long Thần Sơn phía trên, hơn 10 triệu người, tận mắt đi xem. Một việc trọng đại, thình lình xảy ra. Thế mà, thật đột nhiên, sao? Chỉ có Lý Thiên Mệnh cùng Thất Long Hoàng các loại số ít mấy người, đều biết, đều là Lý Thiên Mệnh chính mình viết kịch bản. Tiếp đó, thì nhìn cụ thể phát huy. Lý Thiên Mệnh, người dám đi không? Lý Thần dám nghi tâm cái kia hình vuông kiếp vòng thần quang. Bắn ra tại Lý Thiên Mệnh trên mặt, so ánh mắt của hắn càng có uy áp. Không quan trọng. Lý Thiên Mệnh mở miệng nói. Hắn trả lời quá nhanh, dẫn đến Hiên Viên Long Tông rất nhiều trưởng bối đều phiền muộn. Nghe nói chính đại thần giám cái này thức thần, tại hỏa diễm linh tai chung quanh, có thể phát huy mạnh hơn chiến lực. Lý Thiên Mệnh đáp ứng quá nhanh, tiến bẫy dập. Ai, làm sao Thánh Long Hoàng bọn họ, không trước nhắc nhở một chút. Khắp nơi đều bị đối phương tính kế. Hiên Viên Long Tông tụ tập càng nhiều người, buồn bực người cũng càng nhiều. Được, vậy cứ như thế đã hẹn, ta liền cầm lấy Long Huyết Thần Hoang, đi phần Long luyện ngục, chờ ngươi, không gặp không về. Lý Thần Giám nói xong quay người, phía sau hắn những cái kia trật tự thiên tộc cùng Ẩn Long Điện cường giả, tự động vì đó nhường ra một đầu thông hướng phần Long luyện ngục đường lớn. Vô số truyền tin thạch bay ra ngoài, nhắc nhở lấy Vạn Long Thần Sơn bên trong. Sẽ có một trận tiểu bối đệ tử cùng thanh hoa đệ tử ở giữa màn kịch quan trọng. Nhất chiến, quyết định Long Huyết Thần Hoang thuộc về. Đương nhiên, đây càng là mặt mũi chi tranh. Nếu như Lý Thần Giám thuận lợi cầm xuống Lý Thiên Mệnh, đánh tan cái này bất bại thiếu niên, thắng được xinh đẹp lời nói, bao nhiêu có thể vì trật tự thiên tộc, vãn hồi một chút mặt mũi đi. Phần Long luyện ngục chỗ như vậy, tại Trúc Long Hoàng trưởng khống dưới, Lý Thiên Mệnh làm Vi Thiên Cung đệ tử, trưởng bối không dễ giết hắn. Nhưng muốn là Lý Thần Giám công bố chiến đấu không có mắt, muốn mệnh của hắn, hoặc là phế bỏ hắn cộng sinh thú, vậy thì thật là không lời nào để nói, dù sao bọn họ miễn cưỡng tính toán người đồng lứa cạnh tranh. Đúng vậy a, dù sao bọn họ có trước giết Long Vương dục tiền lệ, khiến người ta bắt được cái chuôi. Hắn thật sự là đáp ứng quá nhanh, khắp nơi bị đối phương mang vào tiết tấu, hiện tại muốn là không có điểm bảo mệnh bản sự, vậy liền không xong. Các ngươi thấy không? Thất Long Hoàng cùng Đại Mạc Ti sắc mặt, đều không thế nào đẹp mắt. Nhất là Bạch Long Hoàng, nàng đã tại căn dặn Lý Thiên Mệnh. Quan tâm a. Cẩn trọng mây đen, áp lực tại Hiên Viên Long Tông Cửu Long Đế Quân trên đỉnh đầu.
Lý Thiên Mệnh đại biểu Hiên Viên, càng đại biểu Vạn Tông, cùng Cửu Long đế quân vinh nhục cùng hưởng. Mọi người tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng khẳng định đứng tại hắn bên này. Các huynh đệ, cho hắn chống đỡ chàng, cái này Vạn Long Thần Sơn là địa bàn của chúng ta, tối thiểu trên khí thế, khác khiến cái này ngoại tộc áp chế. Đi, xuất phát, gọi người. Không cần Thánh Long Hoàng nhiều lời, Hiên Viên Long Tông các cường giả tự phát, trước tiên hướng về phần Long Luyện Ngục phương hướng, vây quanh Lý Thiên Mệnh tiến về. Hiên Viên Long Tông từ khi ra chuyện đến bây giờ, vẫn luôn tại cùng đối phương minh tranh ám đấu, mà lần này tuy nhiên tiểu bối đệ tử tranh đấu, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Liên quan đến sinh tử, lửa, mùi thuốc càng đậm. Song phương đội ngũ hướng về phần Long Luyện Ngục mà đi, vô số người tạo thành hai đầu hỏa long, thời khắc ma sát, Vạn Long Thần Sơn dường như đều phần đốt lên. Lý Thần Giám là đế tôn chi tử, tự mang Trật Tự Thiên Tộc ủng hộ. Mà Lý Thiên Mệnh làm cho Hiên Viên Long Tông toàn thể ủng hộ, coi là trụ cột, dựa vào là cũng là hắn tại Thanh Vân Đại Lục bất bại chiến tích. Rầm rầm rầm, tràng diện càng thêm hỏa nhiệt. Ông, phía trước sóng lửa lăn lộn. Lý Thiên Mệnh đã thấy, phần Long Luyện Ngục vị trí. Đó là tại 3.000 Thiên Long Phong cùng 7.000 Địa Long Sơn chỗ giao giới. Từ bên ngoài nhìn, đó là một tòa thô to núi thấp, không bằng Vạn Long Thần Sơn còn lại sơn phong cao như vậy. Hắn đỉnh núi có một cái hang lớn. Lúc này, hang lớn chính đang phun trào lấy lửa giận, giống như là một cái hỏa diễm suối phun, lại như là một cái cỡ nhỏ vô thiên hỏa trụ. Cái này hang lớn phía dưới, cũng là phần Long Luyện Ngục. Lúc này thời điểm, Trật Tự Thiên Tộc, Ẩn Long Điện Ẩn Long Vệ, còn có Cửu Long Đế Quân, mỗi người theo hai cái phương hướng mà đến, đã trước một bước tụ tập tại hang lớn bên ngoài. Một cái canh giờ, đủ để cho nơi này người đông tấp nập. Lớn như thế quy mô tập kết, rất dễ dàng phát sinh chiến tranh. Nhưng, song phương cũng không thể sợ. Bởi vì đây là thực sự đối kháng. Loại này cực kỳ ý nghĩa tượng trưng chiến đấu, hắn thắng bại đối với song phương sĩ khí, tinh thần ý chí, đều có trọng đại ảnh hưởng. Dù sao, người trẻ tuổi là một cái tông môn tương lai. Người tuổi trẻ thắng bại, mặt bên tượng trưng cho tương lai thắng bại. Rầm rầm rầm. Còn chưa khai chiến. Chiến trường này lại triệt để lửa nóng lên. Theo thời gian sói mòn, phần Long Luyện Ngục bên ngoài, tụ tập tại như là kiến hôi đám người. Theo trên không nhìn qua, song phương một trái một phải, xếp hàng rỗi. Cái kia nóng rực hai mắt, đã thế như thủy hỏa. Đoạn này thời gian, Trật Tự Thiên Tộc mang cho Hiên Viên Long Tông rất nhiều nan đề. Mà Hiên Viên Long Tông Cửu Long Đế Quân, vì đại cục, chỉ có thể nén giận. Tâm lý phẫn nộ. Sớm đã đạt tới cực hạn. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không nghĩ tới, hắn chế tạo một lần đối lập, tại loại này hoàn cảnh đặc định bên trong, bởi vì song phương ngàn vạn người cấp bậc nóng nảy đối kháng. Hắn trình độ kịch liệt, trực tiếp thăng lên đến tông môn chi chiến cấp bậc. Cửu Long Đế Quân, lửa giận ngập trời. Trật Tự Thiên Tộc, lạnh lùng âm u. Một cái phản kháng, một cái chân áp. Thế như thủy hỏa. Song phương hơn 10 triệu người. Tựa như là hai đầu siêu cấp cự thú, chiếm cứ tại phần Long Luyện Ngục bên ngoài. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Thần Giám, tựa như là hai con dế, tại một cái bát đấu tranh nội bộ đấu. Còn chưa khai chiến, không khí cũng đã đốt phát nổ. Trật Tự Thiên Tộc cùng Ẩn Long Điện phương hướng. Toàn thân áo đen, Long Nhân Xá, vội vàng mà đến. Đến phụ thân Trúc Long Hoàng trước mắt về sau, hắn hỏi, cha, Thần Giám đâu? Hắn đã phía dưới phần Long Luyện Ngục. Trúc Long Hoàng trầm giọng nói. Há, tốt. Long Nhân Xá gật đầu. Ngươi tới đây một chút. Hai cha con tại vạn quân trước đó, đứng chung một chỗ, đơn độc nói chuyện với nhau. Ngươi gần nhất cùng Thần Giám quan hệ xảy ra vấn đề sao? Hắn làm cái này đại động tác, vậy mà không có để ngươi xuất mã. Trúc Long Hoàng hỏi. Muốn là Long Nhân Xá xuất mã, cầm xuống Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng như thường. Không có vấn đề đi. Long Nhân Xá nói, vậy hôm nay việc này nói thế nào? Hắn bởi vì đế tôn sủng ái thần nữ, bao nhiêu đối thần nữ có chút địch ý, ta cảm thấy không ổn. Hiện tại thần nữ tại Vạn Long Thần Sơn, ta cần phải nhiều hướng bên kia chạy một chút. Long Nhân Xá cúi đầu nói, a, à, Trúc Long Hoàng gật đầu, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Đạo lý là đúng, bất quá tốt nhất cách làm, vẫn là không nên quá tận lực, tốt nhất hai bên đều không được tội. Đây mới là chúng ta Ẩn Long Điện nhiều năm như vậy sinh tồn chi đạo, minh bạch. Minh bạch,
Long Nhân Xá gật đầu. Thần nữ bên kia như thế nào? Trúc Long Hoàng hỏi. Vẫn là như thế, nàng không giống như là đến xem ta. Long Nhân Xá nói. Phải có kiên nhẫn, Trúc Long Hoàng nói. Đúng. Vừa dứt lời dưới, Trúc Long Hoàng ánh mắt vượt qua hắn, thấy được nơi xa có một đám chiến sĩ giáp vàng đến đây. Dọc theo đường trật tự thiên tộc toàn bộ nhường đường, vô cùng cung kính. Là phần dương vệ, đoán chừng thần nữ tới. Quả nhiên, hơn ngàn cái đỉnh cấp phần dương vệ, vây quanh Lý Duẫn Tịch cùng Lý Khinh Ngữ, đi tới phần long luyện ngục bên ngoài. Trong lúc nhất thời, vạn chúng hành lễ, tràng diện thật lớn. Liền thần nữ đều tới, càng ngày càng long trọng. Đối so với lần trước, Lý Khinh Ngữ lần này là trực tiếp lộ diện. Trật tự thiên tộc bên này còn nhiều, rất nhiều tu luyện giả, muốn tận mắt nhìn một chút cái này, cửu nguyệt thần nữ, sau đó tràng diện càng oanh động. Mọi người duỗi cổ, nhìn về phía cái kia bị phần dương vệ chen chúc thiếu nữ. Dù là chỉ là nhìn thoáng qua, còn nhiều phát ra kinh thán. Thật không hổ là đế tôn thương yêu nhất nữ nhi. Khí chất này cũng đã nói rõ nàng chính là cửu kiếp kỳ tài. Muốn không phải tiền kỳ làm trễ nải tu hành, tính toán đâu ra đấy mới tu luyện 2-3 năm, hôm nay nơi nào có những thứ này vạn tông chó mèo rượu võ dương oai phần. Bọn họ tại nói khoác cửu nguyệt thần nữ thời điểm, nếu như biết rõ Lý Thiên Mệnh cùng nàng chân thực quan hệ, đoán chừng đều phải thổ huyết. Người người đều coi là, nàng là vì chống đỡ huynh trưởng Lý Thần Giám mà đến. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ là muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong. Nàng Long nhà tiểu tuyền bên trong, khắp nơi đều là loạn lắc ngân trần. Trước đây tuy nhiên vẫn luôn có thông qua ngân trần giao lưu, thế nhưng là, đi qua ngân trần chuyên trúc ngôn ngữ, căn bản không thể ký thác cảm tình. Nhiều năm ly biệt, nàng càng muốn hơn chính là tận mắt nhìn thấy. Dù là ngăn cách rất xa, dù là ngăn cách 10 triệu đại quân. Vì che giấu, nàng không thể không khiến chính mình nhìn lên lãnh đạm một số, dùng tận khả năng không tình cảm ánh mắt. Nhìn về phía Hiên Viên Long Tông Cửu Long Đế Quân. Ong ong ong. Nàng đến, càng làm cho thanh thế ngập trời. Tóc xanh phấn khởi Lý Duẫn Tịch, thì đứng tại bên cạnh nàng. Cho nên, Lý Khinh Ngữ không thể cùng Ngân Trần nói chuyện, nàng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Thông báo đối diện, để Lý Thiên Mệnh nhanh một chút, Cửu Nguyệt Thần Nữ tự mình quan chiến, há có thể làm cho nàng đợi lâu. Trúc Long Hoàng an bài về sau, mỉm cười hướng về phía Lý Duẫn Tịch bên này gật đầu. Lý Duẫn Tịch lúc này mới hài lòng. Một canh giờ, chính là Lý Thần Giám đề nghị. Bất quá, kỳ thật không dùng được nhiều thời gian như vậy. Đại khái một phút sau, phần long luyện ngục nhân mã hai bên, đều đã bố trí hoàn tất. Theo trên không nhìn xuống, nơi này nghiêm chỉnh thành một cái chiến trường. Giữa song phương phong mang đối lập, đã sớm đốt tới cực hạn. Một phương, lấy Thất Long Hoàng cầm đầu. Một phương khác, lấy Ẩn Long Điện Ba Long Hoàng. Tăng thêm trật tự thiên tộc Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư cùng Lý Duẫn Tịch ba vị cường giả cầm đầu. Lý Thần Giám đã trước một bước tiến vào phần long luyện ngục. Sau đó đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng không có chậm trễ thời gian. Làm hắn đến sau này, Hiên Viên Long Tông cái kia nhiệt huyết dâng trào đám người, tự động nhường ra một cái thông đạo. Trong lúc nhất thời, hơn 10 triệu ánh mắt, chuyên chú tại thiếu niên tóc trắng này trên thân. Hôm nay, hắn tuy nhiên bị ép vào cuộc. Nhưng có can đảm này nghênh chiến, cũng là nhân vật có tiếng tăm. Tuổi còn nhỏ, anh hùng xuất thiếu niên a, chúc phúc hắn đi. Tuy nhiên cùng Lý Thiên Mệnh vinh nhục cùng hưởng, có thể đại đa số người trong lòng đều có lo lắng. Bởi vì rất rõ ràng, đây là Lý Thần Giám cho hắn gài bẫy. Nếu như Lý Thần Giám giết hắn, đại khái có thể dùng Long Vương dục sự kiện kia, ta đoán Trừng Thiên Cung cũng không tốt nói. Thất Long Hoàng không ngăn cản, chúng ta có biện pháp nào? Tại từng đợt nghị luận bên trong, Lý Thiên Mệnh bay qua mà đến. Hắn rời đi Cửu Long Đế Quân, xuất hiện ở Ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc vạn quân trước đó. Ông, mấy chục triệu người rồi rào chân áp, thông qua nhãn thần, đâm vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời, tóc dài phấn khởi. Cái này vốn nên là một loại áp chế, thế nhưng là Lý Thiên Mệnh tâm lý lại đã tuôn ra một dòng nước ấm. Bởi vì, hắn tại đối diện cái kia hơn 10 triệu hung ác trong tầm mắt. Tìm được một người thân ánh mắt. Chính là Lý Khinh Ngữ. Nàng ra vẻ lạnh lùng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nhìn ra được. Cái kia lạnh lùng nguyệt trong mắt màu trắng chỗ sâu, cất giấu chính là đối Lý Thiên Mệnh người huynh trưởng này tưởng niệm, ỉ lại. Nếu như không phải có hơn 10 triệu người ngăn cản, nàng nhất định sẽ cuồn cuộn mà tới.
Đáng tiếc, nàng không thể động. Thậm chí không thể đối Lý Thiên Mệnh cười. Lý Thiên Mệnh ngược lại là cười. Hắn ôn nhu cười một tiếng, hóa giải đối phương ngàn vạn người hung thần ác sát. Chỉ có Lý Khinh Ngữ biết, hắn không phải cố giả bộ trấn định, chỉ là lại lần nữa nhìn đến chính mình, loại kia trùng phùng thời khắc hiểu ý nụ cười. Đây cũng là thân nhân. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn dùng ánh mắt cho Lý Khinh Ngữ chỉ thị một chút, vì nàng tìm ra Cửu Long Đế Quân trong đám người, Dạ Lăng Phong, vị trí. Dạ Lăng Phong ngay tại Thất Long Hoàng phụ cận không xa. Hắn kỳ thật sớm liền thấy Lý Khinh Ngữ, chỉ là hắn không có phần dương vệ chen chúc, không đủ dễ thấy, mà lại Lý Khinh Ngữ không thể đến chỗ tìm người, cho nên một mực không thể khóa chặt hắn. Có Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, theo ánh mắt của hắn, Lý Khinh Ngữ thuận lợi tìm được cái kia trong góc, nắm chặt hai tay, con mắt màu đỏ thời khắc đều tại nhìn mình chằm chằm thiếu niên. Lần nữa gặp mặt, chớp mắt vạn năm. Đồng dạng có hơn 10 triệu người cách trở, để Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ, một bước đều không thể tới gần. Dù là lại muốn làm bộ, nàng vẫn là không nhịn được, đối với hắn hơi cười. Bởi vì nàng thực sự không có cách nào lạnh lùng đối đãi hắn. May mắn, không ai chú ý. Quá nhiều người, tất cả mọi người đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Lưu bọn hắn lại thanh niên bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng tìm tới, thấy được lẫn nhau, Lý Thiên Mệnh liền không còn lưu lại. Trật tự thiên tộc, đồ bỏ đi. Cái này nhìn như văn nhã thiếu niên, lại bất thình lình toát ra câu nói này, liền trực tiếp hạ lạc, va vào phần long luyện ngục bên trong. Cái này khiến 20 triệu trật tự thiên tộc tu luyện giả tại chỗ mộng một chút. Loại trường hợp này, như thế nhục mạ, tương đương hiếm thấy. Ông, mọi người không có sinh khí, ngược lại là hống cười rộ lên. Dù sao loại lời này, nghe quá tính trẻ con. Mặc kệ thiên phú cho dù tốt, cuối cùng chỉ là cái ấu trĩ nhi đồng. Xem đi, nhìn hắn vào Lý Thần giám cục, đến đón lấy kết thúc như thế nào. Lý Thiên Mệnh bước vào phần long luyện ngục, cũng nói trường tranh đấu này, đã chính thức bắt đầu. Nhiều người như vậy, làm sao có thể thấy rõ ràng hang lớn phía dưới, phần long luyện ngục tranh đấu. Cũng không thể tất cả mọi người, đều ngồi xổm tại cửa ra vào xem đi. Phần long luyện ngục là trang trọng quyết đấu chi địa, tự nhiên có cùng loại tề thiên chi nhãn loại này kết giới chi thuật, có thể đem nội bộ hình ảnh, đại khái bày biện ra tới. Ngay tại Lý Thiên Mệnh đi vào trong tích tắc, phần long luyện ngục cửa động, thì nổi lên mảng lớn mây hồng. Những cái kia mây hồng chồng chất cùng một chỗ, mở rộng ra, tạo thành một cái bát ngát chiến trường. Trên chiến trường quang ảnh biến hóa, dần dần ngưng kết thành vô số hỏa diễm thần tai. Những ngọn lửa này thần tai hội tụ vào một chỗ, tạo thành dung nham núi lửa một dạng hải dương, giờ phút này chính nhấc lên sóng to gió lớn. Đây thật ra là phần long luyện ngục tràng cảnh. Những ngọn lửa này thần tai chỉ là hình ảnh, cũng không nóng rực. Kể từ đó, đối với chỉ mấy chục triệu đại quân, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể thấy rõ ràng phần long luyện ngục bên trong, đại khái xảy ra chuyện gì. Thông qua tầng kia tầng hỏa diễm thần tai, tại kiếm khí, hỏa diễm gào thét, lăn lộn bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến, đế tôn con thứ 9 Lý Thần Giám, đang đứng tại phần long luyện ngục ngay phía trên. Hắn một tay nén lấy long huyết thần hoang trường cung, một tay nắm tay, chờ đợi lấy đối thủ của hắn đến. Lý Thiên Mệnh nhảy vào cửa động. Hình ảnh của hắn lại tại mây hồng phía trên xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống, hướng về Lý Thần Giám mà đi. Giờ khắc này, Lý Thần Giám mở hai mắt ra, cái kia thiêu đốt ánh mắt, một chút thì khóa chặt hắn. Nói thật, ta tại trật tự thiên tộc trải qua không ít chiến đấu, nhưng cũng cho tới bây giờ không có như hôm nay long trọng như vậy. Lý Thần Giám nhếch môi, vừa cười vừa nói. Tiện nghi ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Tiện nghi. Lý Thần Giám sửng sốt một chút. Hắn đại khái hiểu Lý Thiên Mệnh ý tứ. Đơn giản nói đúng là, hắn Lý Thần Giám là bởi vì Lý Thiên Mệnh đối thủ này, mới có thể thu hoạch chú ý, bởi vậy mới tiện nghi hắn. Ngươi thật đúng là sẽ cho mình thiếp vàng a, không nghĩ tới đánh bại Hạo Thần, ngươi đem chính mình đánh giá cao thành dạng này. Lý Thần Giám mỉm cười. A, Lý Thiên Mệnh lười nhắc cùng hắn lãng phí thời gian. Hắn hôm nay mục đích chủ yếu, cũng không phải là đối thủ này. Tại cùng Lý Thần Giám nói nhảm thời điểm, hắn cộng sinh không gian bên trong ngân trần, liền bắt đầu dũng mãnh tiến ra. Bọn họ trước một bước hóa thành nhìn không thấy con rán, phân tán toàn bộ phần long luyện ngục. Làm côn trùng, bọn họ cũng không có sợ lửa diễm. Kiên cường thân thể, có thể để chúng nó tận khả năng tại cái này phần long luyện ngục bên trong sinh tồn.
Điều này cũng làm cho Lý Thiên Mệnh tại rất ngắn thời gian bên trong, chiếm cứ toàn bộ phần Long Luyện Ngục tầm mắt. Về sau phàm là đi cái gì bí cảnh, Ngân Trần đều có thể cùng hôm nay dạng này, đi đầu một bước. Bọn họ dạng này đại quy mô hành động, người bên ngoài cơ hồ không có cách nào thông qua mây hồng hình ảnh, phát giác được nó động tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này phần Long Luyện Ngục bên trong, đã đến chỗ là Ngân Trần. Bố trí hoàn tất. Lý Thiên Mệnh trước mắt, 1 triệu chỉ Ngân Trần tuôn ra, ngăn tại hắn cùng Lý Thần Giám trước người. Cái này kim loại dòng lũ sắt thép ngay đầu tiên, hóa thành vô số ngân sắc chi chu. Bọn họ mỗi một cái đều tại phun ra, vô lượng sợi bạc, dây dưa cùng nhau. Hơn 1 triệu con chi chu, trực tiếp tạo thành một trương tấm võng lớn màu bạc, ngăn cản tại Lý Thần Giám trước mắt. Lý Thần Giám không biết hắn muốn làm gì. Nhưng, đây là động thủ tín hiệu. Hắn một tay khống chế Long Huyết Thần Hoang, dù là chỉ là một bộ phận, Long Huyết Thần Hoang phản kháng đều sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Đương nhiên, chính hắn không quan tâm cái này một bộ phận. 20 mấy tuổi, tiểu thắng mấy trận thì vội vã rượu võ dương oai, ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, hôm nay liền dạy ngươi làm người như thế nào. Lý Thần Giám lạnh lẽo cười một tiếng, sát cơ đã sinh sôi. Khác hướng trên mặt mình rát vàng được không? Làm sao ngốc già này mấy tuổi? Người cái này đều ngốc già này gấp 2. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Hắn lúc nói chuyện, 1 triệu chi chu mạng nhện lớn hơn. Cái kia màu bạc sợi tơ, xem ra rất nhỏ, kỳ thật đây là vạn giới vĩnh sinh thú dùng để kéo hàng tinh nguyên, tùy tiện đều có thể cắt chém thân thể máu thịt. Miệng vẫn rất tiện, được, thì theo ngươi cái miệng này bắt đầu. Lý Thần Giám không thể nghi ngờ là nổi giận. Hắn biết có 30 triệu trật tự thiên tộc, thông qua phía trên hình ảnh, nhìn hắn thời khắc này biểu hiện. Hắn liền trực tiếp động thủ. Lạnh hừ một tiếng, trong tay liền xuất hiện một thanh đỉnh cấp cấp 7 trật tự thần binh. Theo uy thế phía trên nhìn, cái này cấp 7 trật tự thần binh uy lực, không so Long Huyết Thần Hoang kém bao nhiêu. Đó là một thanh kim sắc thần giản, có điểm giống là xương cột sống, bốn phía đều là kiên cường kim thứ, nội hàm vô cùng cương mãnh trật tự thần văn, cán dài ngăn nắp. Khí độ thẳng thắn thoải mái, cực kỳ uy nghiêm. Đây là Đông Đế Thần Giản. Cùng Xích Tiêu Trảm Long nhất dạng, đều là trật tự thiên tộc đỉnh cấp thần binh. Nếu không phải đế tôn con gái, khẳng định không dùng được bực này thần binh. Thời khắc này Lý Thần Giám, một tay Đông Đế Thần Giản, một tay Long Huyết Thần Hoang. Đương nhiên, hắn mạnh nhất ỷ vào, vẫn là đỉnh cấp bát kiếp thức thần, chính đại thần giám. Ngay tại Đông Đế Thần Giản xuất thủ thời khắc, mi tâm hình vuông kiếp vòng thần quang nổ bắn ra. Tại quang mang lập lòe bên trong, 8 cái như hình lập phương núi vàng một dạng chính đại thần giám xuất hiện. Loại kia đế hoàng thần uy, làm cho người ngạt thở. Có thể nhìn đến, làm cái này phần Long Luyện Ngục phía trên hỏa diễm thần tai, thiêu tại cái này chính đại thần giám phía trên thời điểm, cái kia thức thần vậy mà tại hấp thu hỏa diễm thần tai, giống như là sắt thép bị đốt đỏ lên một dạng. Cái này 8 cái cùng loại, truyền quốc ngọc tỷ, thức thần. Biến đến đỏ bừng, nóng hổi, uy lực càng thêm cuồng bạo. Đây chính là Lý Thần Giám, lựa chọn phần Long Luyện Ngục lý do. Hắn là một cái vô cùng cẩn thận, người cẩn thận. Đông Đế Thần Giản, chính đại thần giám. 2 đại át chủ bài xuất ra, lại phối hợp Lý Thần Giám một chân bước vào thần dương vương cảnh tinh luân nguyên lực. Hắn giờ phút này, cường độ viễn siêu tử diệu tinh diệp thần. Loại này hơn 50 năm tu luyện mà đến cường đại, đều là thực sự, không có chút nào hư. Ầm ầm, làm cái kia chính đại thần giám chấn áp xuống thời điểm, phần Long Luyện Ngục bạo loạn bao phủ, vô số hỏa diễm thần tai cuốn về phía thương thiên, chiến trường trong nháy mắt biến đến vô cùng hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, bên ngoài người quan chiến, đều nhìn không rõ lắm tình hình chiến đấu. Ông, cái này chính đại thần giám xác thực đầy đủ mãnh liệt, trọn vẹn so Lý Hạo Thần cao 3 trọng cảnh giới, uy lực mạnh rất nhiều. Quá sức, may mắn. Lý Thiên Mệnh căn bản không có ý định cùng hắn cứng đối cứng. Hắn sớm thì chuẩn bị xong. Ngay tại Lý Thần Giám xuất thủ trấn áp trong nháy mắt, trước người hắn cái kia 1 triệu chi chu tạo thành tấm võng lớn màu bạc, trực tiếp úp xuống, nhào về phía 8 cái chính đại thần giám, đồng thời cũng chặn Lý Thần Giám đường đi. Ngân quang như trời sập một dạng, trực tiếp đè lên. Phá! Lý Thần Giám lấy vô cùng cương mãnh lực lượng, điều động chính đại thần giám, muốn xé mở cái này vô lượng sợi bạc. Lực lượng của hắn xác thực rất hung mãnh. Nhưng là, nói thật, thời khắc này tràng cảnh, rất như là, oan, tù, tì. Lý Thần Giám ra đây là thạch đầu,
Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra bố. Sau đó, cái này bền bỉ vô lượng sợi bạc, trực tiếp quấn ở chính đại thần giám phía trên, thoát ly không đi, khó có thể xé mở. Trong lúc nhất thời chính đại thần giám lẫn nhau đụng nhau, phát ra âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Loại này động tĩnh, đem lý thần giám bản thân đều bị cuốn trong lúc hỗn loạn. Có bệnh, loại này ngăn cản, cũng chỉ có thể cản một đoạn thời gian. Làm chính đại thần giám hướng về bốn phương tám hướng, lấy sắc bén góc cạnh trùng kích thời điểm, rốt cục xé mở không lượng sợi bạc. Phanh phanh phanh, lưới lớn đứt gãy. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Lý thần giám thoát khỏi vòng vây, chính muốn bão nổi, không ngờ nhìn đến trước mắt hơn một triệu chi chu đột nhiên tản ra, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Đây đều là chỉ có lớn chừng ngón cái cá thể, căn bản không có cách nào truy đuổi. Các loại lý thần giám kịp phản ứng thời điểm, đừng nói chi chu, liền Lý Thiên Mệnh cũng bị mất. Hắn chỉ có thể xác định, Lý Thiên Mệnh không có chạy ra phần long luyện ngục. Ngươi đã đi đâu, sẽ không phải để rùa đen rút đầu à? Lý thần giám khó có thể tin, hướng về phía chung quanh cười lạnh nói. Co lại cái đầu chó ngươi, bản mèo ngay tại trên đầu ngươi đi tiểu, đến bắt ta nha. Một câu bất thình lình thanh âm, từ trên đỉnh đầu truyền đến. Lý thần giám nhíu mày ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái tiểu mèo đen chính trêu tức nhìn lấy hắn, đầy vẻ khinh bỉ. Đừng nhìn cái này tiểu mèo đen mềm manh, nó trên thân quấn quanh màu đen lôi đình rất khủng bố. Trên đó còn có văn tự lưu truyền, xem xét cũng là nhân vật hung ác. Lý thần giám nhận biết, đây là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. À, hắn lười nhác nhìn cái này mèo con, vung vẩy chính đại thần giám mở đường. Tại cái này lớn như vậy phần long luyện ngục bên trong, hắn một bên trào phúng, một bên xuất thủ, đem chung quanh hỏa diễm thần tai toàn bộ đánh tan. Xì xì xì, từng đạo mang theo lôi đình thiểm điện dịch thể, thật hướng về Lý thần giám lao vút mà đến. Tốc độ quá nhanh, Lý thần giám tưởng rằng ám khí, dùng đông đế thần giản một bổ chảm, cái kia dịch thể vẩy ra ra, có một bộ phận còn thật nhào tới trên mặt của hắn. Vị đạo làm sao dạng? Lôi đình lóe lên, Miu Miu xuất hiện tại Lý thần giám trước mắt, như tên trộm nhìn lấy hắn. Cút! Lý thần giám giận không nhịn nổi, trực tiếp bạo sát truy đuổi. Cái kia chỗ mi tâm hình vuông kiếp vòng bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, đạo ánh sáng này nhanh đến kinh người, nhưng tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, cái kia hắc mèo vậy mà tránh khỏi, hơn nữa còn ghét bỏ nhìn lấy Lý thần giám, nói. Ngốc chó, người tốt chậm mèo, động tác quá cứng ngắc lại. Lý thần giám trên đỉnh đầu, tám cái chính đại thần giám điên cuồng càn quét. Phàm là có người hoặc là cộng sinh thú, nếu như bị va chạm một chút, đoán chừng đều phải thổ huyết nội thương. Lý Thiên Mệnh, khác cố lộng huyền hư, có loại lăn ra đến, chơi trò hề này có ý gì? Chính ngươi nghênh chiến, sau khi đi vào, lại làm con rùa đen rút đầu, trốn trốn tránh tránh. Lúc trước nói đến như vậy dõng dạc, bây giờ lại như tiểu cầu một dạng trốn trốn tránh tránh, có ý gì? Ngươi không ngại mất mặt, bên ngoài Cửu Long đế quân, không ngại mất mặt sao? Liền hỏi bốn câu, đều là mỉa mai. Lý thần giám thật sự là vui vẻ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh sẽ như thế không quan tâm danh tiếng. Người người đều đến trèo chống hắn, kết quả hắn lại tại cái này chơi bịt mắt trốn tìm. Nơi này là phần long luyện ngục, là hiên viên long tông lớn nhất trịnh trọng chiến trường, trước kia tại cái này quyết chiến, đều là anh hùng hào kiệt. Người cái này rùa đen rút đầu, cũng không cảm thấy ngại tiến đến. Ha ha, hiên viên long tông như này ủng hộ ngươi, phun chồng ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại đem cả cái tông môn mặt mũi. Đều bị mất hết. Lý thần giám cũng có chút tức giận. Hắn dùng chính đại thần giám, tại cái này phần long luyện ngục điên cuồng càn quét. Không biết sao Lý Thiên Mệnh tránh chiến ẩn núp, lấy phần long luyện ngục phạm vi cùng hỏa diễm thần tai dày đặc, trong lúc nhất thời còn thật tìm không thấy người. Loại tình huống này, xác thực ngoài dự liệu của mọi người. Không chỉ là Lý thần giám, đối với Lý Thiên Mệnh loại này thần kỳ hành động, bên ngoài hơn 10 triệu người đều ngây ngẩn cả người. Tại Lý thần giám nhục mạ thời điểm, trật tự thiên tộc bên này cũng một mảnh ồn ào. Cùng loại Lý thần giám tiếng mắng, tiếng cười nhạo, bên tai không dứt. Tiểu tử này là chăm chú sao? Đây con mẹ nó chính là, chuẩn bị đánh du kích chiến đâu? Đây là... Phục. Phần long luyện ngục tên tuổi, là hiên viên long tông chính mình thổi phồng lên, hiện tại ngược lại tốt, bọn họ ủng hộ, tuyệt thế yêu nghiệt, đem cái này thần thánh chi địa, trà đạp đến sạch sẽ. Làm trò hề cho thiên hạ a.
từng đợt càn rỡ cười vang, thậm chí phình bụng cười to. Hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Đây thật là xưa nay chưa từng có mất mặt. Không không không, ta cảm thấy cái này Lý Thiên Mệnh rất thông minh, hắn tự nhận không phải Lý Thần Giám đối thủ, cho nên áp dụng quanh co phương thức, tránh né mũi nhọn, trong bóng tối tăng cường tu vi, các loại một năm hai năm sau, hắn lại cùng Lý Thần Giám chính diện giao phong, một lần hành động đánh tan. Phốc phốc, lời này vừa nói ra, mọi người càng là cười vang. Trên thực tế, bởi vì Lý Hạo Thần chiến bại, Trật Tự Thiên Tộc đối mặt Lý Thiên Mệnh, luôn có một loại biệt khuất cảm giác. Coi như Lý Thần Giám đánh tan Lý Thiên Mệnh, đó cũng là lẽ thường, bọn họ biệt khuất, cũng chỉ có thể phóng thích một bộ phận. Nhưng là bây giờ, Lý Thiên Mệnh vậy mà lâm trận bỏ chạy, mất hết mặt mũi. Sau đó, loại này biệt khuất, ngược lại hoàn toàn thả ra. Trong lúc nhất thời, Trật Tự Thiên Tộc cùng Ẩn Long Điện những người tu luyện, đều có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Tiểu tử này triệt để người thiết lập sụp đổ, trước đó đem chính mình miêu tả đến như thế anh tuấn uy vũ, không nghĩ tới cũng là một tên trộm đầu mắt chuột nhân vật. Viêm Ma Hoàng, Lý Tiêu Diêm, biểu lộ sung sướng nói. Đối diện bảy vị sợ là đều không dự liệu được, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, ha ha. Lý Dược Sư chỉ một chút Thất Long Hoàng, hắn cười đến vui vẻ nhất. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Thất Long Hoàng chẳng những sắc mặt nhìn không tốt, hơn nữa còn tụ cùng một chỗ, không biết tại tranh chấp cái gì, huyên náo mặt đỏ tới mang tai. Bạch Long Hoàng lá gan có thể a, vì bảo trì tiểu tử này, vậy mà cùng Thánh Long Hoàng tranh cãi. Minh Long Hoàng cười lạnh nói. Ai biết được, nghe nói nàng này không quá kiểm điểm, thủ tiết về sau, liền hay thay đổi, cùng Dương Sách, Cổ Kiếm Thanh Xương, Vân Thiên Khuyết bọn người nói không chừng đều cấu kết, nàng như thế che chở Lý Thiên Mệnh, sợ không chỉ là, nhi tử, đơn giản như vậy. Huyết Long Hoàng mặt mò âm độc, một mặt ghét bỏ. Nói không chừng, sợ không phải, những thứ này từ ngữ, đều là không có chút nào căn cứ bôi nhọ. Nói trắng ra là, tại loại này thế đạo, như nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại mất đi trụ cột về sau, còn ra đến chống lại, tổng sẽ khiến nội tâm tối tăm người lãng phí. Cũng không biết, cái này Lý Thiên Mệnh muốn tránh bao lâu đâu. Cái này ẩn núp bản sự có thể không tệ a, chúng ta một lần đều không nhìn thấy. Trúc Long Hoàng nhíu mày nói. Không quan trọng. Để hắn rụt lại, thời gian càng dài, đối diện càng mất mặt, chờ bọn hắn tranh luận nhiều, cái gì Cửu Long đế quân, tự sụp đổ. Lý Tiêu Diêm cười nói. Xác thực, mất mặt. Liền Lý Duẫn Tịch cũng nhịn không được nói một câu. Lý Khinh Ngữ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nói thật, nàng hận không thể đem miệng của những người này ba đều cho xé nát. Cục diện như vậy, nàng chỉ có thể tâm lý phẫn uất, nói thầm, chờ xem, không cần quá lâu. Ta ca đem các ngươi mặt cho đánh sưng. Thất Long Hoàng thật tại cãi lộn. Diễn xuất mà thôi. Cho Lý Thiên Mệnh tranh thủ thêm một chút thời gian. Chỉ cần Trật Tự Thiên Tộc không phát hiện kỳ quái, bọn họ liền sẽ không đánh gãy Lý Thiên Mệnh tiến trình. Bất quá, Cửu Long đế quân hơn 10 triệu người phiền muộn, khó chịu, cái này tạm thời không thể tránh né. Lý Thiên Mệnh loại biểu hiện này, bị đối diện mỉa mai, chế giễu, Hiên Viên Long Tông bên này, mọi người cũng chỉ có thể cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ra ra, Lý Thiên Mệnh còn không bằng oanh oanh liệt liệt đánh một trận, cái kia cũng sẽ không mất mặt, hắn dạng này là cần gì chứ? Long lang lung đi vào Thánh Long Hoàng bên cạnh, rất là không hiểu hỏi. Liền mang theo Hiên Viên Long Tông bị giễu cợt, hắn khẳng định cực kỳ khó chịu. Lần này ước chiến, bọn họ tại Hồng Liên giới Long trong kết giới đều nghe được. Lúc ấy, những đệ tử trẻ tuổi này nhóm nhiệt huyết sôi trào. Thân mời đi ra trèo chống Lý Thiên Mệnh, kết quả tràn đầy phấn khởi mà đến, liền thấy Lý Thiên Mệnh lẩn trốn đi, còn lại một con mèo bị Lý Thần Giám nắm lấy chạy. Tràng diện này phát sinh ở phần Long luyện ngục, lấy thực tương đương tại một chậu nước lạnh, dội đến trên người bọn họ. Chờ một chút đi. Thánh Long Hoàng nói. Tốt a. Long lang lung khẽ cắn môi, nói, ta hay là hy vọng, mặc kệ thắng thua, hắn có thể đứng ra tới. Đúng. Thật nhiều người đều như vậy nói. Tại phần Long luyện ngục chạy trốn, thật sự là khó coi. Thời gian càng dài, Hiên Viên Long Tông bên này, thì càng xấu hổ. Phần Long luyện ngục kiếm khí thích hợp ta, nhưng dù sao tại phía ngoài cùng, đặt ở sau cùng nếm thử. Tại bọn họ nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã sớm chìm đến phần Long luyện ngục dưới đáy. Dưới đáy mới là cấp 7 thần tai kiếm khí, phần Long luyện ngục kiếm khí, địa bàn. Đây là thần tai chi vương,
còn lại hỏa diễm thần tai, đều là nó diễn sinh phẩm. Giống, cái kia một đạo phần long luyện ngục kiếm khí, ngưng kết thành một đầu 10.000 mét lớn lên hỏa diễm thần long, chiếm cứ tại dưới đáy. Quả thực thì cùng thần thật long không sai biệt lắm. Hắn trên thân ẩn chứa lực lượng, quả thực để Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Cấp 7A. Hắn khẽ cắn môi, nhịn xuống trong lòng đối đau đớn hoảng sợ, vượt qua phần long luyện ngục kiếm khí, tìm được thông hướng kiếm long hải ngục còn lại tầng kết giới. Cấp 6 trật tự kết giới. Lý Thiên Mệnh duỗi ra hắc ám tí, rất lâu không có sử dụng trộm thiên nhất tộc thiên phú, hơi có chút lạnh nhạt. Tựa như là cầm chìa khóa, nhẹ nhàng linh hoạt mở khóa, mở cửa phòng. Đây cũng không phải là phá cửa mà ra. Chính vì vậy, loại cấp bậc này động tính, không sẽ kinh động nắm giữ thương long tuyển trúc long hoàng. Siêu! Lý Thiên Mệnh thuận lợi bước vào trong đó. Thoát ly phần long luyện ngục. Cơ hồ trước tiên, trước mắt thế giới hoàn toàn biến dạng. Kiếm long hải ngục tầng thứ hai, hắc ma long uyên. Ở chỗ này, có một đạo khác đỉnh cấp cấp 7 thần tai kiếm khí, tên là hắc ma long uyên kiếm khí. Dưới chân toàn bộ thế giới, hoàn toàn đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, vô số khói đen, hình thành một mảnh hắc hải, lại hoặc là nói là màu đen lòng đất dung nham, ngay tại dưới chân lăn lộn, bao phủ. Còn có cẩn trọng thần long giống lên một tiếng âm, đinh tai nhức óc, nối thẳng tâm linh. Thì ngươi, Lý Thiên Mệnh cắn răng một cái. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không nhiều như vậy kế hoạch, căn bản không có ý nghĩa. Sau đó, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, cắn chặt răng, hướng về phía dưới phóng đi. Cả người đụng vào phía dưới một cái kia trong vực sâu hắc ám, bị trong nháy mắt chìm ngập. Hắc ma long uyên kiếm khí, tìm được. Cái này một đạo kiếm khí, đồng dạng tại tầng này dưới đáy. Làm Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, toàn thân giới tử đều dọa đến chấn động một cái. Cái kia đồng dạng là một đầu dài đến 10.000 mét thần long. Toàn thân đen như mực nước. Thân thể nó mỗi một bộ phận, đều là từng đạo to bằng cánh tay, hắc ma long uyên kiếm khí tạo thành. Cho nên nói, cái này có thể nói là một đạo hắc ma long uyên kiếm khí, cũng có thể nói là mấy trăm ngàn đạo kiếm khí tụ hợp thể. Cái này toàn bộ hắc ma long uyên thần tai kiếm khí, kỳ thật đều là nó tiêu tán. Nhìn kỹ, phát hiện cái này một đầu hắc long, đầu đuôi đều là đầu rồng. Hết thảy hai cái đầu, thời thời khắc khắc, đều tại tỏ khắp hắc phụ. Mà cái này hắc phụ tràn ngập đến trên thân, cho dù là Lý Thiên Mệnh thiên tinh luân chi thể, đều có thể ăn mòn, mục nát. Như là độc dịch chiếm hữu, huyết nhục thối rữa. Đây là hắc ma long uyên kiếm khí ăn mòn huyết nhục hiệu quả. Nó 10 phần thích hợp, hắc long, thâm uyên kiếm thứ, một kiếm này thần tai kiếm khí. Một khi thành tựu kiếm thể, như vậy tại kiếm thể phương diện, Lý Thiên Mệnh trực tiếp có thể đứng ở trật tự chi địa đỉnh phong đẳng cấp. Lớn như vậy hắc ám hắc long. Để Lý Thiên Mệnh một chút hãi một chút. Bất quá, nghe Ngân Trần nói bên ngoài trật tự thiên tộc trào phúng về sau, hắn hiểu được chính mình không có đường lui. Sau đó, lại lần nữa hít sâu một hơi, trực tiếp xông đi lên. Liều mạng, ngươi không giết chết ta, ta liền đem ngươi nuốt. Hắn khiêu chiến cấp 7 thần tai kiếm khí, chủ yếu là có 3 điểm tiền đề. Điểm thứ nhất, hắn lúc trước đã dung hợp qua cấp 6 thần tai kiếm khí, kiếm thể đã rất mạnh, cơ sở đánh cho phi thường tốt. Điểm thứ hai, hắn có thanh linh tháp, cái này là căn bản, có thanh linh tháp, liền có thể tiếp nhận trình độ nhất định nhục thân hư hao. Điểm thứ ba, trên tay hắn có cửu long đế tôn lưu lại vảy rồng. Cái kia một mảnh cửu sắc long vảy ngay tại đông hoàng kiếm phía trên, mà cái này kiếm long hải ngục kỳ thật cũng là cửu long đế tôn kiến tạo. Thậm chí, trong này thần tai, có rất lớn một bộ phận, đều là hắn năm đó thu thập xuống. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, triệu hoán thanh linh tháp. Tay cầm đông hoàng kiếm, thẳng hướng cái kia hắc ma long uyên kiếm khí. Giống, ngủ say hắc ám cự long, như là có thần Tomokazu dạng, đã nhận ra Lý Thiên Mệnh ý đồ. Nó tựa như là thần binh, tự nhiên muốn tự mình sàng chọn chủ nhân. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của nó. Cái này là khó khăn nhất. Hàng long, rầm rầm rầm. Mọi người vạn vạn không nghĩ đến, tầng thứ hai hắc ma long uyên. Động tĩnh so tầng thứ nhất lớn hơn. Chỉ là kết giới không hề động lay động, người bên ngoài, không phát hiện được động tĩnh của nơi này. Bọn họ còn tại diễu cợt đây. Cái này nhất định là một trận khiêu chiến cực hạn, chết đi sống lại lữ trình.
Tại cùng Hắc Ma Long Uyên kiếm khí đối kháng bên trong, Lý Thiên Mệnh đã nhận lấy thảm thiết nhất một lần ngưng tụ kiếm thể. Tại hút vào, dung hợp đồng thời, kiếm khí này cũng cho thân thể máu thịt của hắn, tạo thành hủy diệt đả kích. May mắn, có thanh linh tháp. May mắn, cái kia cửu sắc long vảy có thể trợ giúp Lý Thiên Mệnh, chấn áp, an ủi cái này cấp 7 thần tai kiếm khí. Hắn cắn chặt răng, lần lượt khiêu chiến. Thiên Viên Long Tông là ta căn cơ, bọn họ muốn là bại, ta chỉ là một cái tùy tiện đều có thể giết chết con kiến hôi, lại nói thế nào mang đi khinh ngữ, thậm chí cứu nghĩa phụ ta. Muốn tiếp tục sống, ta chỉ có thể vượt qua cửa ải khó, lần lượt tranh thủ. Hắn có dự cảm, đến đón lấy đối mặt vấn đề, sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Cho nên, ngoại trừ phấn đấu, hoàn toàn không có đường lui. Nghĩa phụ, so sánh người 14 năm tuyệt vọng, ta ăn điểm ấy đau khổ, không đáng kể chút nào. Lần lượt cắn răng, tại bên bờ sinh tử kiên trì nổi. Hắn đem cái này 10.000 mét lớn lên thần long, 1 mét 1 mét, cưỡng ép đoán tạo tiến giới tử bên trong, đi triệt để cải biến giới tử kết cấu. Cái này nhất định sẽ là kiếm thể một lần xưa nay chưa từng có tăng cường. Huỳnh Hỏa, cho ngươi phân điểm. Lý Thiên Mệnh thực sự không chịu nổi. Ai ai, khác a, ai ai, a. Huỳnh Hỏa kinh thiên động địa kêu thảm, tại cái này Hắc Ma Long Uyên bên trong quanh quẩn. Ha ha, quả nhiên, vẫn là cùng một chỗ chịu khổ, thoải mái nhất. Hắn chính mình cũng không biết đi qua bao lâu. Dù sao, Ngân Trần nói mặt trên còn có thể khống, hắn vẫn kiên trì. Thẳng đến hắn đem 10.000 mét lớn lên Hắc Ma Long Uyên kiếm khí đều chìm ngập một khắc này, hắn có một lần thoát thai hoán cốt. Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, toàn thân giới tử cơ hồ đều biến thành màu đen. Hắn dường như biến thành kiếm khí phong mang con nhím, nồng đậm hắc phụ theo trên người hắn tiêu tán đi ra, để cả người hắn, xem ra tựa như là một cái kiếm khí trì. Mà lại, những thứ này kiếm khí, đều là thần long hình dáng. Cầm giữ có thần long ý chí, càng thích hợp cửu long thiên kiếp kiếm. TT. Một người, như vạn kiếm tụ hợp. Ánh mắt giết người, cũng sẽ không tiếp tục là hy vọng xa vời. Thậm chí ngay cả Huỳnh Hỏa, chia sẻ một bộ phận cấp 7 thần tai kiếm khí về sau, nó đều có thoát thai hoán cốt cảm giác. Cái kia nắm giữ thần hỏa kiếp lông vũ phía trên, tất cả đều là bạo loạn kiếm khí, tùy tiện đâm một cái, đều là sát chiêu. Sốt cục có thể nghỉ một lát. Huỳnh Hỏa kêu cha gọi mẹ nói. Nghỉ em gái ngươi, chúng ta là tặc A, tiếp tục. Lý Thiên Mệnh một thanh ngăn chặn nó, tiếp tục hướng xuống. Càng là hướng xuống, tạo thành động tĩnh, bên ngoài thì càng không phát hiện được. Cầm xuống Hắc Ma Long Uyên kiếm khí, chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, mới là lần lượt tái diễn, thống khổ gặp nạn hành trình. Ngươi không điên, ta đều điên rồi a. Huỳnh Hỏa gào khóc nói. Bất quá không có cách, ai bảo bọn họ đều là lão đại đây. Tự nhiên muốn, chống lên hết thảy. Thịt trên người đau, đều sẽ đi qua. Chỉ có tâm hồn thống khổ mới là vĩnh cửu. Cho nên, bảo vệ tốt chỗ thích người, liền sẽ không có lòng linh thống khổ khổ. Chính là mang dạng này niềm tin, Lý Thiên Mệnh tiếp tục kiên trì. Kiếm Long Hải Ngục tầng thứ tư, Ngân Hà Kiếm Ngục kiếm khí. Đến tầng thứ tư, trước mắt tất cả đều là ngân sắc kim loại kiếm khí, mãnh liệt, sắc bén, giống như là ngân sắc lưỡi dao, để Lý Thiên Mệnh thủng trăm ngàn lỗ. Nhập thể về sau, hắn trở thành một cái kim loại kiếm người. Kiếm Long Hải Ngục tầng thứ 10, phệ hồn thương long kiếm khí. Đây là thích hợp thi triển, Bạch Long, Thánh Nguyên Diệu Hồn, cấp 7 thần tai kiếm khí, đối thần hồn, thức thần lực sát thương phi thường to lớn. Cái này một đầu màu tái nhợt thần long, đồng dạng đạt tới 10.000 mét, quả thực câu hồn đoạt phách. Kiếm Long Hải Ngục tầng 15, phù đồ luyện huyết kiếm khí. Sâu đạt tầng 15, cái này phù đồ luyện huyết kiếm khí uy lực, liền càng thêm không cần nói. Bốn đạo cấp 7 thần tai kiếm khí, một đạo so một đạo hung mãnh. Mà lại đều phù hợp cửu long thiên kiếp kiếm. Ngoại trừ cái này tầng 4, còn có 14 tầng, đều nắm giữ đỉnh phong thần tai kiếm khí, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh không có cách nào mang đi bọn họ. Hết thảy xong. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, kiếm của hắn thể, đã đến không thể tưởng tượng cấp độ. Giới tử bên trong, kiếm khí mãnh liệt. Mấy chục tỷ giới tử, đều có thể bạo phát kiếm khí, không cần chiêu thức, đều có thể ngang dọc. Hắc Ma Long Uyên, Ngân Hà Kiếm Ngục, Phệ Hồn Thương Long, Phù Đồ Luyện Huyết. Còn kém phía trên nhất, Phần Long Luyện Ngục. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu,
một đôi tròng mắt bên trong, trực tiếp nổ bắn ra bốn đạo kiếm khí thần quang. Siêu! Hắn bắt đầu trở về. Người bên ngoài, chắc hẳn đã đợi quá lâu. Thời gian đã qua rất lâu. Phần long luyện ngục phía trên, phần lớn người, đều đã mất kiên trì. Tâm tình đều bóp méo. Trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện bên này, ngay từ đầu còn chế giễu, mỉa mai. Có thể qua thời gian dài như vậy, Lý Thiên Mệnh người này tựa như là biến mất tại phần long luyện ngục một dạng, bọn họ đều có chút vội vàng sao động. Bọn họ ngược lại không phải là suy nghĩ nhiều nhìn tiểu bối này chiến đấu. Chủ yếu là muốn biết một cái kết cục. Lý Thiên Mệnh không thấy bóng dáng, liền không có kết cục. Không chỉ là bọn hắn, đối diện Cửu Long Đế Quân, đều có rất nhiều người thực sự cảm giác đến phát chán, trước tiên rời đi. Dù sao tất cả mọi người có việc. Dù sao chuyện này, đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó có thể, dẫn đến chiến trường song phương lửa giận, đều so sánh mạnh. Trúc Long Hoàng, cái này Lý Thiên Mệnh sẽ không phải chìm xuống dưới đi. Nghe nói cái này phần long luyện ngục, chỉ là kiếm long hải ngục tầng thứ nhất. Lý Duẫn Tịch đột nhiên hỏi. Trúc Long Hoàng sửng sốt một chút, nói, rất không có khả năng, mỗi một tầng đều có kết giới ngăn cách, ta trên tay có long tuyền, nếu như bị phá hư, ta lập tức thì có thể biết. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, muốn không ta đi xuống, đem người này cho bắt tới, để hắn cùng Lý Thần dám đánh. Lý Duẫn Tịch không nhịn được nói. Cái này không ổn, không phù hợp phần long luyện ngục quy củ, đối diện cũng sẽ không nguyện ý. Phản đúng là bọn họ mất mặt, để chính bọn hắn rửa đi. Trúc Long Hoàng nói. Lý Duẫn Tịch cũng là cảm thấy, để Lý Khinh Ngữ các loại thời gian dài như vậy, thực sự quá vô lễ. Chính khi bọn hắn còn đang thương lượng thời điểm, bỗng nhiên có người hô hoán. Ta nhìn thấy hắn, mẹ hắn, cuối cùng lộ diện. Hắn mới vừa rồi là về từ trong bụng mẹ sao, Lý Thần dám đảo lộn toàn bộ phần long luyện ngục, đều không tìm được hắn. Có thể tính xuất hiện a, bất quá, Lý Thần dám còn giống như không thấy được hắn. Hắn đang làm gì, khiêu khích phần long luyện ngục kiếm khí. Trong lúc nhất thời, vạn chúng xôn xao. Lý Thiên Mệnh lần này hiện thân, rõ ràng là náo động lên đại động tĩnh. Cái này động tĩnh, liền đến từ phần long luyện ngục kiếm khí. Trước đây, liền Lý Thần dám cũng không dám trêu chọc nó. Mà giờ khắc này, hắn vừa mới lộ diện, mọi người liền bất ngờ nhìn đến, hắn cầm lấy một thanh kiếm, vậy mà hướng về phía phần long luyện ngục kiếm khí mà đi. Có bệnh, đây là thiểu năng trí tuệ nhi đồng sung sướng nhiều a. Hắn làm phần long luyện ngục kiếm khí. Là chơi bùn đào con run đâu. Trật tự thiên tộc bên này, rất nhiều cơ hồ ngủ gà ngủ gật người, đều bị đánh thức, trong lúc nhất thời đều nhìn sang. Bọn họ bất ngờ phát hiện, Lý Thiên Mệnh điệu bộ này, lại là thật tại hàng phục kiếm khí kia. Hắn làm Lý Thần Giám là thạch đầu. Lý Thần Giám phát hiện hắn. Rốt cục, cái này hơn nghìn người tụ tập chiến trường, rốt cục lửa nóng lên. Nắm chặt thời gian. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ chấn áp phần long luyện ngục kiếm khí. Thế nhưng cái này 10.000 mét hỏa diễm thần long, tính khí quá lớn, vẫn là làm ra động tĩnh rất lớn. May mắn, hắn có trước mặt kinh nghiệm. Rầm rầm rầm, cái kia cấp 7 thần tai kiếm khí, tại điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn. Hỏa diễm là hắn quen thuộc nhất, cho nên phần long luyện ngục kiếm khí, cơ hồ cũng là dễ dàng nhất. Duy nhất phiền phức ở chỗ, Lý Thần dám khẳng định sẽ quấy nhiễu hắn. Quả thật đúng là không sai, hắn rất nhanh xuất hiện. Ngươi có thể tính bỏ được theo trong mai rùa thò đầu ra a. Lý Thần dám lạnh giọng cười một tiếng. Sự kiên nhẫn của hắn, sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Cái này vừa thấy mặt, hắn mắng một câu, trực tiếp sơ chính đại thần dám, hướng về Lý Thiên Mệnh phủ đầu đập tới. Ầm ầm, ngăn lại hắn. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, ngũ đại cộng sinh thú rốt cục toàn bộ xuất hiện. Trêu đùa Lý Thần dám nửa ngày miêu miêu, cuối cùng quý vị. Rốt cục đánh nhau. Lý Thiên Mệnh tai kiếp khó thoát. Chiến trường dần dần sôi trào lên. Trật tự thiên tộc bên kia, càng nhiều hơn chính là hưng phấn phát tiết. Mà Hiên Viên Long Tông bên này, thì càng nhiều hơn chính là khẩn trương. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh vọt thẳng tiến phần long luyện ngục trong thân thể, Lý Thần dám dùng chính đại thần dám mở đường, truy giết tới đây. Hắn một phương diện nhận lấy Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú ngăn cản, một phương diện khác, phần long luyện ngục kiếm khí, cũng sẽ không khác biệt công kích hắn. Ầm ầm, tràng diện lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Mọi người bỗng nhiên ngây người.
Bởi vì bọn hắn bất ngờ phát hiện, Lý Thiên Mệnh tiếp tục đang lẩn trốn không sai, nhưng là mục đích của hắn, tựa như là đang hấp thu cái này cấp 7 thần tai kiếm khí. Hắn tại đoán tạo kiếm thể. Đây là điên rồi đi, đối thủ thì ở bên cạnh đâu, nhưng mà này còn là cấp 7 thần tai kiếm khí. Không thể tưởng tượng. Bởi vì thần tai kiếm khí bao phủ, trên chiến trường tranh đấu, có lúc không rõ ràng lắm. Động lòng người nhóm vẫn có thể nhìn ra, Lý Thiên Mệnh đang trì hoãn thời gian. Càng đáng sợ chính là, cái kia phần long luyện ngục kiếm khí, mỗi một lần xuất hiện, tựa hồ thật tại giảm bớt. Mà Lý Thần dám vậy mà lâm vào chiến đấu bên trong, lần lượt bị ngăn cản. Dù là hắn có nghiền ép giống như ưu thế, lại không có tránh thức làm bị thương Lý Thiên Mệnh. Cái này, trong lúc nhất thời, sắc mặt của rất nhiều người, rốt cục biến hóa. Nói đùa đâu, đây là, cấp 7 thần tai kiếm khí, là cải trắng sao. Cho dù là trật tự thiên tộc bên này, thấy cảnh này, rất nhiều người chậm rãi hé miệng, hai mặt nhìn nhau. Không thể tưởng tượng. Quá vô lễ, thì là muốn chết. Hắn cộng sinh thú dây dưa bản lĩnh thật sự là lợi hại, nhất là những cái kia côn trùng, con mèo kia, còn có gốc cây kia, đương nhiên, còn có cái kia chim. Lý Thiên Mệnh cũng là để chúng nó, tránh né Lý Thần dám phong mang. Lấy ngân trần vô lượng sợi bạc làm ví dụ, dây dưa hắn thì xong việc. Nói thật, có thể cuốn lấy Lý Thần dám, đều thuyết minh cái này Lý Thiên Mệnh bản sự, không có như vậy không chịu nổi. Hắn có bản lãnh này, hoàn toàn có thể đòi lại mặt mũi, ngay từ đầu hắn ẩn núp cái gì đâu. Hiển nhiên, trật tự thiên tộc bên này, sẽ không có người biết rõ nói ra chân tướng. Mọi người bắt đầu chết lặng. Chết lặng nhìn lấy, Lý Thần dám càng thêm phát điên, lâm vào biển trùng cùng trong biển hoa. Đáng sợ là... Lý Thiên Mệnh cùng phần long luyện ngục kiếm khí trong tranh đấu, phần long luyện ngục kiếm, khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, thu nhỏ tốc độ, lại đang kéo dài gia tăng. Điều này sẽ đưa đến, đằng sau nửa đoạn, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nghiền ép phần long luyện ngục kiếm khí. Chinh phục nó về sau, cái này một đạo kiếm khí trực tiếp hướng bên trong thân thể của hắn rót vào. Rầm rầm rầm, to lớn thần long hư ảnh. Lửa giận ngập trời, xuất hiện ở sau lưng hắn. Hỏa diễm kiếm khí, điên cuồng gào thét. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, thần uy quật khởi. Một đôi tròng mắt bên trong kiếm quang loạn xạ, lập tức biến đến đáng sợ rất nhiều. Điên rồi. Ta dựa vào, hắn đem phần long luyện ngục kiếm khí luyện hóa. Ta dựa vào, ta mù a. Theo giờ khắc này bắt đầu, không chỉ là Hiên Viên Long Tông bên này, liền đối mặt những người kia, trong lúc nhất thời đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ quả thực không thể tin tưởng cặp mắt của mình. Nhất là trước đây chế giễu mỉa mai đám người kia, hiện tại càng là khó chịu. Cái này lại không thể thay đổi hắn trước khi chiến đấu chạy trốn sự thật. Phách lối cái gì, lập tức liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Kết quả là, bọn họ chỉ có thể dạng này đến tự an ủi mình. Thế nhưng là không biết vì cái gì, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, để bọn hắn sinh ra một số lo lắng. Oanh! Hàng phục phần long luyện ngục giờ khắc này, cửu long đế quân rốt cục thấy được Lý Thiên Mệnh trên thân người này kỳ tích thuộc tính. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh trước đây thời gian dài ẩn núp, để bọn hắn có bao nhiêu phiền muộn, bây giờ chỉ cần Lý Thiên Mệnh cho ra một tia hy vọng, Hiên Viên Long Tông đám người, lập tức cuồng hô lên. Chấn thiên tiếng giống, nóng rực ánh mắt, trực tiếp phản công đối diện. Bao quát long lang lung các loại đệ tử trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời đều nắm chặt song quyền, thanh âm khàn khàn hò hét, thần sắc kích động. Lý Thiên Mệnh, yên lặng quá lâu, cái này một cái tên, rốt cục chấn động Hiên Viên Long Tông Vạn Long Thần Sơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ầm ầm, phần long luyện ngục còn lại hỏa diễm, đều còn tại rung động. Đây chính là Lý Thiên Mệnh vừa giải quyết phần long luyện ngục một khắc. Hắn quay đầu liền nhìn đến. Lý Thần Giám dùng chính đại thần giám, chấn áp tại Lam Hoang phần lưng. Còn có mấy cái chính đại thần giám đặt ở tiên tiên trên thân, đem thánh quang thủy tiên đập nát một nửa. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, đang cùng Lý Thần Giám đối kháng chính diện. Đối phương trên lực lượng ưu thế quá lớn. Vì bảo hộ Lý Thiên Mệnh, bọn họ không thể không theo liên lụy, đổi thành chính diện chiến trường tranh đấu. Cái này khiến Lý Thần Giám tìm được cơ hội, tại phòng tuyến của bọn nó bên trong, xé mở lỗ hổng. Người cái này cộng sinh thú còn có thể a, chí ít so người có gan. Lý Thiên Mệnh, người cái này cái gọi là thiên cung đệ tử,
cũng là một cái từ đầu đến đuôi đổ bỏ đi, phế vật. Lý Thần dám bị chơi xỏ thời gian dài như vậy, đã sớm bạo nộ rồi. Ông, hắn dùng ba cái chính đại thần dám mở đường, hình thành thiết tam giác, như là ba tòa kim sơn oanh minh xuống. Lần này rốt cục tới gần Lý Thiên Mệnh. Còn lại thức thần, trong lúc nhất thời chặn huỳnh hỏa bọn họ. Lý Thiên Mệnh quét mắt nhìn hắn một cái, biểu lộ diễu diễu nói, ta phế vật. Không đúng sao, các ngươi những thứ này cái gọi là đế tôn chi tử, theo cái thứ nhất đến cái thứ 10, mới thật sự là phế vật. Các ngươi 10 cái cùng nhau, liền cửu nguyệt thần nữ một sợi tóc cũng không sánh nổi, trách không được đế tôn miệt thị như vậy các ngươi, ta nhìn ngươi thứ nhất mắt, liền biết ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi giá áo túi cơm. Lý Thiên Mệnh cười, cất tiếng cười to. Thời khắc nghe trộm Lý Thần dám ngôn ngữ, Lý Thiên Mệnh đã sớm biết, hắn nỗi đau của người này ở nơi nào. Một đoạn này lời nói ra miệng, Lý Thần dám sắc mặt quả nhiên bóp méo. Trực tiếp biến đến âm u, tái nhợt. Đi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, uy nghiêm thanh âm, chấn thiên động địa. Vạn thánh tinh tướng. Độc thuộc về chính hắn tinh tướng ầm vang triển khai, ngàn vạn hình lập phương tinh thần ở trên trời sắp xếp, bao trùm lên thương. Trong lúc nhất thời những ngôi sao này, đều giống như chấn áp tại Lý Thiên Mệnh trên thân, để hắn như là gánh vác đồi núi. Một chiêu này, hắn đã đối huỳnh hỏa bọn họ thi triển qua, hiệu quả rất tốt. Chỉ là khi đó, Lý Thiên Mệnh không có cách nào trợ giúp. Làm Lý Thiên Mệnh cầm lấy Đông Hoàng kiếm, phóng tới Lý Thần giám thời khắc, bên ngoài tránh thức sôi trào. Lúc này mới mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh dám đánh. Thua cũng không sợ, đối mặt gấp hai số tuổi đế tôn chi tử, thua ngươi đều là hào kiệt. Đúng, Hiên Viên Long Tông vô số người hô hoán. Cái này chứng minh Lý Thiên Mệnh hôm nay chỉ cần dám đánh, hắn cũng không tính là thua. Chí ít ngẩng đầu ưỡn ngực. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa cảm nhận được chúng sinh lực lượng. Đúng, cũng là loại cảm giác này. Hắn cần, cũng là tại Thái Dương Vạn Tông, dẫn dắt tất cả mọi người khát vọng, thành làm một loại trụ cột tinh thần. Dù là chỉ là tiểu bối, cũng có thể trở thành bất bại lãnh tụ tinh thần. Đến từ 10 triệu thượng thần nhóm chúng sinh lực lượng, nói thật so Viêm Hoàng Đại Lục chúng sinh cao cấp nhiều lắm. Thế mà, Lý Thiên Mệnh hiện tại đột phá, cần có thần ý gia tăng cũng rất cao. Loại này chúng sinh niệm lực, lớn nhất trực quan biểu hiện tại, để Lý Thiên Mệnh căng ra hỗn độn tinh tướng thời điểm, hắn cùng ngũ đại cộng sinh thú hình thành hỗn độn tinh tướng, so trước kia cường đại quá nhiều. Ầm ầm, kim hắc sắc đế tinh, từ từ bay lên, trong nháy mắt đánh tan những cái kia hình lập phương tinh thần, ánh sáng vạn trượng, chấn áp tại Lý Thần giám trên đỉnh đầu. Đây chính là hỗn độn tinh tướng chỗ cường đại. Tan giã, chấn áp. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, đứng tại đế tinh phía dưới. Ngũ đại cộng sinh thú toàn bộ đều ở bên người, khí thế ngập trời. Lại đến một đạo, luân hồi tinh tướng, sinh ra. Đây là Lý Thiên Mệnh, lần thứ nhất tại trong chiến đấu sử dụng. Tại đế tinh phía dưới, cái kia xoay tròn thái cực âm dương ngư, trong nháy mắt biến thành đen trắng vòng xoáy, bao phủ lái đi, bao phủ gần phân nửa phần long luyện ngục. Màu trắng đen luân hồi lực lượng, lấy Lý Thiên Mệnh cùng 10 cái thức thần làm trung tâm, nhanh chóng lưu chuyển. Lý Thiên Mệnh không thể chính diện sử dụng thức thần. Nhưng là, luân hồi tinh tướng, sự cường đại của nó chỗ ở chỗ, có thể tăng cường bản thể hắn cùng thức thần ở giữa lực lượng luân hồi, càng có thể đem thi triển ra đi thức thần chi lực cùng tinh luân nguyên lực, nhanh chóng trở lại thân thể, một lần nữa tụ hợp vào thiên tinh luân, tăng cường Lý Thiên Mệnh tiếp tục chiến đấu năng lực. Chỉ là cái trước cái này một cái năng lực, cũng có thể làm cho Lý Thiên Mệnh, tại thức thần giấu ở kiếp vòng thời điểm, là hắn có thể vận dụng một bộ phận thức thần chi lực. Hội tụ đến tinh luân nguyên lực bên trong. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh tại lực lượng phương diện phía trên, có thể có trình độ nhất định bạo tăng. Có thể rút ngắn hắn cùng Lý Thần giám tinh luân nguyên lực chênh lệch. Hai đại tinh tướng sinh ra, để lực lượng của hắn chưa từng có bạo phát. Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, chỉ ít trên khí thế, là có thể cùng Lý Thần giám đối kháng. Ngoại nhân căn bản không nhìn thấy, hắn Đông Hoàng kiếm phía trên. Đã hội tụ một bộ phận đến từ thập phương kỷ nguyên thần kiếm lực lượng. Dù là chỉ là một bộ phận, Lý Thiên Mệnh đều có thể tại trật tự chi địa, tiếp cận toàn lực chiến đấu. Đương nhiên, chính mình thân thể vận dụng thức thần chi lực, khẳng định không bằng tế luyện ra thức thần, thêm ra 10 cái chiến đấu cá thể cường đại như vậy. Nhưng, hôm nay cũng đủ rồi. Mà lại hắn không chỉ là thức thần, còn có gần nhất hội tụ ngũ đại, cấp 7 thần tai kiếm khí. Rầm rầm rầm.
Tại hắn lần thứ nhất ngưng tụ kiếm khí thời điểm, Lý Thần giám phủ đầu áp chế, đã thi triển thức thần đạo kiếp. Tên là, chính đại thế giới, quang minh hàng lâm. Tạch tạch tạch, cái kia 8 cái chính đại thần giám, kết nối cùng một chỗ, tạo thành một cái hình hộp chữ nhật kình thiên trụ lớn. Hắn tổng thể bộc phát ra kinh khủng cường quang, quang minh chính đại 4 chữ này, xuất hiện tại cái này kình thiên trụ lớn mỗi một mặt phía trên. Loại này hình hộp chữ nhật kình thiên trụ lớn, có điểm giống là Lý Thần giám trong tay Đông Đế thần giản. Ầm ầm, làm hắn vung vẩy Đông Đế thần giản, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh thời điểm, hắn cái này chính đại thần giám cũng đập xuống. Không có quá nhiều kỹ xảo, thuần túy bạo lực, cậy mạnh. Gia trì Lý Thần giám tinh tướng thần cảnh 12 cấp lực lượng, mặc kệ là Đông Đế thần giản vẫn là chính đại thần giám, lực sát thương đều tương đương đáng sợ. Đây là đủ để diệt sát Lý Thiên Mệnh một chiêu. Không hề nghi ngờ, điều này khiến cho bên ngoài chiến trường rung chuyển. Thế mà loại thời điểm này, tiểu bối ở giữa coi như quyết đấu sinh tử, Thất Long Hoàng bên này, cũng đều chỉ có thể cầu nguyện. Duy nhất có thể trông cậy vào, chính là Lý Thần giám còn tại trưởng khống Long Huyết Thần Hoang, chiến đấu lực hơi có cắt giảm. Trong lúc nhất thời, người người nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn gánh vác được sao? Cái này khẩn trương một khắc, chính là Lý Thiên Mệnh trên thân, cái kia ngũ đại cấp 7 thần tai kiếm khí đột nhiên bạo phát đi ra, hình thành 5 đầu siêu cấp kiếm khí thần long, gầm thét hội tụ tại Đông Hoàng kiếm thời khắc. Phần Long luyện ngục kiếm khí, Ngân Hà kiếm ngục kiếm khí, Hắc Ma Long Nguyên kiếm khí, Phệ Hồn Thương Long kiếm khí, Phù Đồ luyện huyết kiếm khí, ngũ đại kiếm khí thần long nộ hống, trong lúc nhất thời chấn lan ra hang lớn, trực tiếp truyền ra. Màn này tự xuất hiện bắt đầu, bao quát Thất Long Hoàng ở bên trong, trong lúc nhất thời đều trợn mắt hốc mồm. Liền bọn họ, cũng không dám tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh thật sự có thể toàn bộ thành công. Đóng kịch thời gian dài như vậy, đã nhận lấy áp lực cực lớn, cái này khiến Long Uyển Oánh cũng nhìn không được hốc mắt đỏ bừng, toàn thân đều có hư thoát cảm giác. Hắn làm được. Đây là nhất làm cho người vui đến phát khóc một khắc. Một thiếu niên, tại người khác mỉa mai, chế giễu thời điểm, hắn nhịn được hết thảy, tránh ở trong vực sâu, tiếp nhận vô tận thống khổ, lại lần nữa trở về. Bất kể nói thế nào, đây đều là khiến người ta kính nể. Cái này khiến Hiên Viên Long Tông rất nhiều người, đột nhiên minh bạch cái gì.